Lý Thiên Mệnh, người to gan lớn mật, đại náo Nguyệt Chi thần cảnh. Người đã làm sai chuyện, để 100 triệu điều tiện mệnh, vì ngươi chuộc tội, không quá phận a. Dù sao các ngươi có thể sinh, 1-2 năm thì sinh trở về. Một cái hoàng mao tiểu nhi, ngươi làm cái gì đế hoàng? Thật là buồn cười, ha ha. Phong Nguyệt Thần Vương quên không được, chính mình trở về Phong Nguyệt Thần Phủ thời điểm, nhìn đến cả nhà tử vong thời điểm, tim của hắn, vặn vẹo thành bộ dáng gì. Hắn oán hận Lý Thiên Mệnh, là có thể lý giải. Nhưng là, oan có đầu, nợ có chủ. Giận chó đánh mèo đến 100 triệu sinh linh, đồ sát người vô tội, lấy đại khai sát giới, đến lắng lại phẫn nộ trong lòng, thật thích hợp sao? Nhìn đến Phong Nguyệt Thần Vương cái này vặn vẹo sắc mặt, Lý Thiên Mệnh liền biết, hết thảy thì cùng hắn dự liệu tình huống xấu nhất một dạng. Đầu hàng, là vô dụng. Kết quả là, còn phải liều mạng. Tại Lý Thiên Mệnh trong dự đoán, xấu nhất tình huống, vĩnh xa không phải là của mình đầu hàng. Mà là mình đầu hàng về sau, đối phương còn muốn đại khai sát giới, để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đối phương sẽ không để ý, Lý Thiên Mệnh phá hư kết giới hạch, dẫn bồ đề tiến Nguyệt Thần Thiên Thành, là bởi vì bọn họ hy hoàng, muốn lấy tính mạng của hắn, đến làm bàn đạp. Có ít người, cũng là không nhớ được, chính mình làm sao hại người khác. Sẽ chỉ nhớ kỹ, mình bị làm sao xâm phạm. Lại nói, giết cái kia 6.000 Nguyệt Thần Hoàng tộc, là bồ đề, mà không phải Lý Thiên Mệnh. Bọn họ tại đối mặt bồ đề thời điểm, run lẩy bẩy, lại tại hạt bụi thế giới chúng sinh trước mặt, diệu võ dương oai. Phong Nguyệt Thần Vương làm hy hoàng đoàn đội nhân vật trọng yếu, hắn biết hết thảy. Nhưng là hiện tại, hắn chính là muốn lấy đồ sát, đến huyết tế hắn chết đi thân nhân. Cái này 100 triệu cái mạng, giống như hạt bụi nhỏ một dạng bị biến mất, không có người sẽ biết. Bởi vì không ai, có thể leo lên trật tự chi địa. Đây chính là hạt bụi thế giới bi ai. Thiên nhất giới diện phía trên hạt bụi thế giới, rất rất nhiều. Nơi này sinh sôi toàn bộ vũ trụ, nhiều nhất sinh linh, nhưng cũng đều là yếu ớt nhất sinh linh. Phong Nguyệt Thần Vương, căn bản cũng không sợ bọn họ oán hận chính mình. Nhớ kỹ, cái chết của các ngươi cũng là vì cho các ngươi cái này, cả gan làm loạn nhân hoàng chuộc tội. Chỉ là một giới dân đen, ngươi lấy cái gì, đến khiêu khích Nguyệt thần tộc. Hôm nay cho ngươi học một khóa, học tập tới rồi sao? Phong Nguyệt Thần Vương thì đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, hướng về phía hắn nói. Những lời này, tối thiểu nhất chính phía dưới, có không ít người đều có thể nghe được. Ai cũng đã hiểu. Cuối cùng, cũng là miệt thị, cũng là đem người mệnh chi quý tiện, lấy ra so sánh. 100 triệu sinh linh, vì 6.000 Nguyệt thần tộc chuộc tội. Tương đương hơn 1 vạn người mệnh, cũng không sánh nổi 1 tháng thần tộc. Sinh mà làm người, phân đủ loại khác biệt rất bình thường. Nhưng dạng này đến phân, đúng là đem những người này mệnh, xem như một chân đều có thể giết chết con rán. Bọn họ chẳng những muốn giết chúng ta, càng là tại trà đạp, chúng ta làm trí tuệ sinh linh tôn nghiêm. Kiêu ngạo thành như vậy phải không? Ta trước kia cũng không biết, Viêm Hoàng đại lục bên ngoài, vẫn còn có thế giới, nguyên lai vực ngoại tinh không mạnh mẽ như vậy, chúng ta thật tính toán ếch ngồi đáy giếng. Tĩnh mịch bầu không khí, bao phủ cái thế giới này. Hèn mọn mà nhỏ bé, khiến mọi người trong lòng phẫn nộ lại bất lực. Phong Nguyệt Thần Vương, đã tuyên án 100 triệu người tử hình. Hắn làm càn cười to, không còn có trước kia giống như, văn nhã bộ dáng. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, biểu hiện tốt một chút, để cái này tặc tử cảm thụ một chút, đắc tội chúng ta Nguyệt thần tộc, chúng ta sẽ để cho hắn thưởng thức, hạng gì thị giác thịnh yến. Phong Nguyệt Thần Vương ra lệnh một tiếng. Trong tay hắn nắm chặt, dây dưa kéo lại Lý Thiên Mệnh xiềng xích. Nhất cử lưỡng tiện. Phản kháng đi, như thế có ý tứ một số, ta không quá ưa thích đưa đến trong miệng con mồi. Phong Nguyệt Thần Vương cười lạnh nói. Đây chính là ngươi nói. Xiềng xích trùng điệp trong vòng vây, Lý Thiên Mệnh trong hai mắt, hiện ra vô cùng nóng rực thần quang. Hắn toàn thân huyết nhục đã kéo căng, bàng bạc lực lượng, ở tại trên thân hội tụ. Đến A, để ta xem một chút, ngươi là làm sao giải quyết ngũ nguyệt sát thần. Phong Nguyệt Thần Vương nhổ một ngụm nước bọt. Hắn hiện tại, không còn là thi sĩ, họa sĩ, mà chính là lạnh lẽo đao phủ. Có thể A. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Trên người hắn xiềng xích, bắt đầu đinh đinh rung động. Vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng. Đinh đinh đinh. Cái kia cột hắn xiềng xích, rung động kịch liệt.
Trên người hắn bị ghim ra vô số vết máu, trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Bàng bạc lực lượng, theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tạch tạch tạch, Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu đen. Đó là trật tự chi đỉnh. Ầm ầm, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trật tự chi đỉnh đột nhiên mở rộng. Theo lớn chừng bàn tay, đột nhiên mở rộng đường kính hơn 4 vạn mét, hóa thành một cái vật lớn, xuất hiện tại Viêm Hoàng Đại trên đất liền hư không. Lý Thiên Mệnh bên cạnh Phong Nguyệt Thân Vương, còn có đại lượng Nguyệt Thần tộc cùng hắn thức thần, đều bị cái này trật tự chi đỉnh chấn khai. Đương nhiên, cái kia dây dưa Lý Thiên Mệnh tam giai trật tự thần binh xiềng xích, cũng bị cái này trật tự chi đỉnh, tại chỗ no bạo. Rầm rầm rầm, trật tự chi đỉnh lực lượng, đè vào 100.000 thượng thần cùng Viêm Hoàng trong đại lục ở giữa. Đó là cái gì? Có điểm giống là Thiên Nguyên đỉnh. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, lực lượng bây giờ sao? Cái này mang ý nghĩa, trước kia dự định, tự thú, hắn, đây là muốn sống mái một trận chiến. Trật tự chi đỉnh đặc điểm, cũng là đại. Đại đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh sử dụng nó thời điểm, sau Ngũ Nguyệt Sát Thần trưởng khống thời điểm, còn muốn to lớn. Cái này to lớn thần vật, miệng đỉnh chỉ lên trời. Đang khuếch đại trong nháy mắt, trực tiếp đập hướng về phía cái kia 100.000 Nguyệt Thần tộc. Ầm ầm, cự đỉnh lực lượng bao phủ, tràng diện sao mà hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay cái này trật tự chi đỉnh, hướng về cái kia 100.000 Nguyệt Thần tộc hạch tâm đám người đánh tới. Hắn lần này xuất thủ, lại nhanh lại mãnh liệt. Bao quát Phong Nguyệt Thân Vương cùng 7 cái Bát Nguyệt Thiên Thành thành chủ ở bên trong, tối thiểu có hơn 1.000 người, trong lúc nhất thời không thể né tránh, bị trật tự chi đỉnh cho nuốt vào. Lý Thiên Mệnh ngay tại cái này trật tự chi đỉnh nội bộ. Một lần đột kích, có thể kéo vào được hơn 1.000 người, đã là cực hạn. Dù sao, bọn họ vừa mới đem thức thần đều kêu gọi ra, chỗ đứng không tính dày đặc. Hắn trực tiếp đem nắp đỉnh khoác lên, đem cái này bao quát Phong Nguyệt Thân Vương ở bên trong hơn 1.000 người, toàn bộ khóa kín tại trật tự chi đỉnh bên trong. Trong đỉnh, âm u hắc ám. Vô tận trật tự chi đỉnh lực lượng, hướng về Lý Thiên Mệnh trên thân hội tụ. Cái kia hơn 1.000 Nguyệt Thần tộc, kinh lịch lúc đầu ngạc nhiên, bây giờ toàn bộ phản ứng lại. Lấy Phong Nguyệt Thân Vương cầm đầu, bọn họ đứng chung một chỗ. Bọn họ không những không có sợ, ngược lại đều muốn cười. Hắn làm cái gì vậy? Thật muốn liều mạng a? Chúng ta tối thiểu 1.000 người trong này a? Đem chúng ta lôi vào, hắn không phải càng không thể chạy. Hắn đại khái coi là, cái này trật tự chi đỉnh, có thể vây khốn ta nhóm 1.000 người. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn người đâu, hắn có thể ngăn cản cái gì? Phí công dẫy dụa thôi. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy hơn 100 triệu người chết, dù sao cũng phải phản kháng một chút, để hắn lộ ra oanh liệt một số. Có điều, mệnh cũng là mệnh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Phong Nguyệt Thân Vương. Phong Nguyệt Thân Vương đồng dạng không có chút nào cuống cuồng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần xuất hiện, chính là bọn họ cá trong chậu. Nhược điểm của hắn cùng tay cầm, ngay tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đều không cần lo lắng hắn chạy. Thì chút bản lãnh này. Phong Nguyệt Thân Vương có chút vui. Lý Thiên Mệnh có thể giết Ngũ Nguyệt Sát Thần, có thể phá hắn xiềng xích, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn muốn cho Viêm Hoàng chuộc tội, muốn tiếp tục đồ sát, còn phải tránh thức chế phục Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải bản nguyên thú tộc A, để ngươi cộng sinh thú đi ra, ngươi có giá trị, bọn họ không có giá trị, cho nên trước tiên cần phải chết. Phong Nguyệt Thân Vương nói, đây chính là hắn, muốn cho Lý Thiên Mệnh phản kháng mục đích thực sự. Nói trắng ra là, thì là thông qua tra tấn, nhục nhã, đến phát tiết lửa giận của hắn. Nguyệt Thần tộc lửa giận. Cả nhà của hắn bị diệt lửa giận. Ngày nào đó trở về, cả nhà chết thảm, những thứ này hận, Lý Thiên Mệnh muốn chiếm một nửa. Lý Thiên Mệnh không về hắn xử lý, nhưng là, hắn cộng sinh thú, Phong Nguyệt Thân Vương có thể xử lý, phát tiết. Đến, ta cho ngươi đối chiến cơ hội, ra tay đi Lý Thiên Mệnh, nhìn xem ngươi có hay không loại. Ngươi dám để cho cộng sinh thú đi ra, ta thì tạm thời để bên ngoài 9 vạn người, trước không động thủ. Nếu không... Ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tại cái này phong bế trật tự chi đỉnh bên trong, nghe Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên chúng sinh hét thảm. Phong Nguyệt Thân Vương trên mặt, tràn đầy biểu tình hài hước. Cái này tối thiểu 1.000 cái thượng thần, tại trật tự chi đỉnh bên trong, ngược lại đem Lý Thiên Mệnh, trùng điệp vây quanh. Bọn họ mặt mũi tràn đầy trào phúng, trêu đùa. Chưa thấy qua ba ba,
mua dây buộc mình. Đây là bọn họ, đối trật tự chi đỉnh đánh giá. Lý Thiên Mệnh lại không thể đem 100.000 người đều lồng vào đến, căn bản không giải quyết được vấn đề. Mà lại, theo Phong Nguyệt Thân Vương trong lời nói, có thể nghe ra, hắn không thể giết Lý Thiên Mệnh, lại muốn giết, hắn thân cận nhất cộng sinh thú. Chính vì vậy, bên ngoài hơn 9 vạn thượng thần, tạm thời không có hành động. Xuất thủ a, ngươi không phải rất năng lực sao? Bọn họ vây tại một chỗ vui cười. Ngươi cộng sinh thú, giống như rất đỉnh a, làm sao loại thời điểm này, còn làm con rùa đen rút đầu. Lý Thiên Mệnh, ngươi nếu là không dám chiến cứ việc nói thẳng, vậy chúng ta có thể vừa muốn đi ra đại khai sát giới. Khác lãng phí thời gian, làm đến ngươi rất có loại giống như. Thất vị thành chủ, một người một câu, trong lời nói tràn đầy trêu đùa. Bọn họ 7 cái thực lực, có 4 cái là cửu tôn thiên cảnh giới, còn có 3 cái thập đạo thiên cảnh giới. Phong Nguyệt Thân Vương, tại Nguyệt Thần tộc bài danh thứ 3, chính là Đạp Thiên cấp 11, Mệnh Luân Thiên, đỉnh phong cao thủ. Sau cùng cho ngươi một cơ hội, không động thủ, bên ngoài hơn 9 vạn người, muốn đi xuống. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh, hắn muốn dẫn đi. Cộng sinh thú, hắn muốn giết. 100 triệu sinh linh, hắn cũng muốn giết. Giết 1 ức sinh linh, Lý Thiên Mệnh tất phản kháng. Nhưng... Phong Nguyệt Thân Vương không sợ hắn phản kháng. Chỉ có dạng này, cái kia chút cao quý Nguyệt Thần tộc cái chết, mới có thể nhắm mắt. Ta biết ngươi là thiên chi kiêu tử, ta biết ngươi thiên phú nghịch thiên, nhưng ta hôm nay, liền muốn nhìn ngươi mất đi hết thảy, nhìn ngươi người thiết lập sụp đổ, nhìn ngươi như heo chó một dạng, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Phong Nguyệt Thân Vương nhếch miệng cười lạnh. Kỳ thật hắn có thể lựa chọn, làm bộ rút lui, trước đem Lý Thiên Mệnh mang về Nguyệt Chi thần cảnh, giao cho Hy Hoàng. Lại lặng lẽ đem cái này 100.000 thượng thần mang xuống đến, tiếp tục đổ sát, chuộc tội. Nhưng, vậy liền làm phức tạp. Như đem Lý Thiên Mệnh mơ mơ màng màng, nơi nào còn có trả thù khoái cảm. Phong Nguyệt Thân Vương không phải ngu xuẩn, hắn cũng không tuổi trẻ, không cần chứng minh chính mình. Lý Thiên Mệnh có thể giết ngũ nguyệt sát thần, thực lực tại cái gì tầng thứ, hắn tâm lý nắm chắc. Cho nên, bọn họ là 1.000 người, tại bao quanh Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nguyên một đám, đã đem thức thần dẫn ra. Chỉ là thức thần, cơ hồ đều muốn cái này trật tự chi đỉnh cho trật ních. Lý Thiên Mệnh đứng tại trật tự chi đỉnh dưới đáy, hắn ngẩng đầu, nhìn đến chính là đầy trời chúng thần. Tại cái này khiêu khích, vui cười, nhục mạ bên trong, hắn đứng tại cự đỉnh dưới đáy. Không có đường lui, ngươi không dùng lo lắng chúng ta không có tốt như vậy chết. Huỳnh Hỏa nói, lão đại, chúng ta cùng một chỗ. Trải qua bao nhiêu chiến đấu? Có bao nhiêu người, muốn để cho chúng ta chết, nhưng chúng ta còn không phải sống được thật tốt, Miêu Miêu nói. Sự hiện hữu của chúng ta, có thể lại kéo dài một chút, chung quy là chuyện tốt, lại không hiện thân, bọn họ thì muốn động thủ. Tuy nhiên đều biết, Phong Nguyệt Thân Vương là nhân cơ hội này, còn muốn lại trước bức tử Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Bức tử về sau, hắn vẫn là biết, tiếp tục đổ sát. Có thể, cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh tối thiểu nhất, có một trận cùng này 1.000 nhân công bình tử chiến cơ hội a. Này 1.000 người, ngoại trừ 100 cái đỉnh phong cao thủ, đại bộ phận đều là đạp thiên chi cảnh nhất nhị giai. Thật muốn tử chiến, có lẽ còn có cơ hội đâu. Đừng suy nghĩ, ta muốn lên, giết chết bọn chúng. Lam Hoàng tại cộng sinh không gian bên trong, sao động bất an, phát ra tức giận nộ hống. Tiên tiên cũng không sợ, ta sẽ không chết, ta còn lại một đóa hoa. Ta đều có thể mọc trở lại. Bọn họ 4 cái cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh tương thông. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, bọn họ cũng giống như mình lửa nóng ý chí. Bất công, tàn nhẫn, âm mưu, thủ đoạn. Đây hết thảy đều thông qua được này 1.000 người ánh mắt, đặt ở trên người mình. Dù là cuộc chiến đấu này, vẫn là không cải biến được Viêm Hoàng nhân tộc vận mệnh. Hắn vẫn là muốn không thèm đếm xỉa hết thảy. Làm sao đi làm? Một cái chánh thức có thể tạo phúc thiên hạ đế hoàng. Theo trời mệnh hoàng hướng bắt đầu, theo một trận chiến này bắt đầu, hắn muốn đi tìm cầu một đáp án. Bọn họ, thật là nhược điểm của ta a. Lý Thiên Mệnh không cho là như vậy. Dọc theo con đường này, hắn vô số lần gánh chịu chúng sinh chi lực. Những cái kia đến từ đám bọn hắn rồi rào thiên ý, đều tại nói cho Lý Thiên Mệnh. Nhỏ yếu đến đâu, hèn mọn sinh mệnh, đều có cùng cái gọi là cao các loại chủng tộc. Một dạng linh hồn. Ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia ngạo mạn, vui cười Nguyệt Thần tộc,
nhìn lấy bọn hắn cái kia bế nghệ hết thảy thức thần. Hắc ám chiều trong nước. Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng kiếm, đem một phân thành hai. Ba cái chìa khóa. Trật tự chi đỉnh lực lượng, ở tại trên thân chưa từng có hội tụ. Thậm chí, cái kia cự đỉnh đường vân, tại Lý Thiên Mệnh trên ra lưu chuyển. Hắn lúc này bày ra khí thế, đối đại đa số chỉ có đạp thiên đệ nhất giai cấp thứ hai nguyệt thần tộc tới nói, là kinh khủng. Chỉ là có đạp thiên thập nhất giai phong nguyệt thân vương, còn có thất vị thành chủ đứng ở trước mắt, đại đa số người căn bản cũng không sợ. Tại nhiều người vây công thời điểm, Lý Thiên Mệnh phải chịu, là lít nha lít nhít công kích. Liền xem như đạp thiên đệ nhất giai, cũng có thể làm bị thương hắn, thậm chí chém giết hắn cộng sinh thú. Cộng sinh thú đâu? Phong Nguyệt Thân Vương quát to một tiếng. Hắn đã đợi không kịp. Đừng nóng vội, sẽ để cho ngươi, nhìn đến bọn họ. Trật tự chi đỉnh cự lực vần quanh, tại vô số trong hắc phụ, Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú, toàn bộ hiện thân. Một cái treo ở trên bả vai hắn hỏa diễm chim nhỏ, một cái rơi trên mặt đất màu đen mèo con, một đầu như núi lớn hai đầu thần long, còn có một gốc cao đến 500 mét trở lên đại thụ che trời. Bọn họ đồng dạng đang hấp thu trật tự chi đỉnh lực lượng. Bởi vì, ác ma hệ liệt, vũ trụ thần nguyên quan hệ, bọn họ đoạn này thời gian, lộ ra nhất là hung sát. Thái cổ hỗn độn cự thú hung tính, hoàn toàn đào móc đi ra. Mặc kệ là cái kia nằm sấp trên mặt đất, gầm nhẹ gào thét hai đầu thần long, vẫn là cái kia treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, trong đôi mắt có chí mạng lãnh quang chim nhỏ, đều lộ ra nhất là dữ tợn. Rất tốt, hoàn mỹ. Phong Nguyệt Thân Vương cười. Không dùng chút thủ đoạn, xác thực không tốt bức ra ngươi cộng sinh thú. Ngươi những thứ này cộng sinh thú, còn dùng chúng ta Nguyệt Thần tộc vũ trụ thần nguyên, ngươi thiếu chúng ta, cũng nên trả. Hy hoàng cho vũ trụ thần nguyên, chỉ là muốn tăng cường Lý Thiên Mệnh thể chất. Hiện tại Hy Hoàng trong mắt, bọn họ không có giá trị. Vậy liền, cũng dùng để chuộc tội. Sau đó thì sao, người kiếp vòng, có mấy cái. Hắn biết, nhất định sẽ có rất nhiều. Bất quá, người sắp chết, không có ý nghĩa. Hắn chả phải cảm tạ Lý Thiên Mệnh, dùng trật tự chi đỉnh bao vây chiến trường. Nếu như Lý Thiên Mệnh kiếp vòng, thực sự quá nhiều, đến lúc đó, hắn chả được thật tốt xử lý một chút, này 1000 người. So sánh Hy Hoàng phá kiếp, 1000 nguyệt thần tộc, đáng là gì? Làm Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú xuất hiện thời điểm. Này 1000 nguyệt thần tộc, liền đã mang lấy bọn hắn mấy ngàn thức thần, áp chế xuống. Bởi vì trật tự chi đỉnh chật hẹp nguyên nhân, rất nhiều người thức thần đều không cách nào phóng xuất, chỉ có thể bản thể chiến đấu. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, đầy đủ. Giết hắn cộng sinh thú. Phong Nguyệt Thân Vương hạ lệnh. Tại hắn ra lệnh một tiếng. Hơn ngàn nguyệt thần tộc, gần như đồng thời động thủ. Tử chiến, bạo phát. Giết giết giết. Chấn thiên hồng âm thanh, tại trật tự chi đỉnh bên trong, ầm vang quanh quẩn. Chỉ là như vậy thần uy chấn áp, sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh tâm lý, càng thêm phẫn nộ. Hắn kiếp vòng bên trong, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ xông ra, tại cái này trật tự chi đỉnh bên trong lập lòe. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã hạ quyết tâm. Cái kia chính là... Mặc kệ bên ngoài 9 vạn người như thế nào, hôm nay ở chỗ này, hắn muốn đem cái này hơn ngàn nguyệt thần tộc, toàn bộ giết sạch. Ta đi nguyệt chi thần cảnh, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Thế mà, các ngươi nguyệt thần tộc, lần lượt bức ta. Bây giờ một con đường chết, hắn cùng 4 cái cộng sinh thú, phẫn nộ trong lòng, rốt cuộc khống chế không nổi. Như núi lửa một dạng, ầm vang bạo phát. 1 người, 4 thú, 10 kiếm. Đối mặt thiên quân vạn mã. Không hề sợ hãi. 10 kiếm, thập đại thức thần. Ông trời ơi! Thân vương điện hạ, 10 kiếm A. Rất nhiều tâm linh người rung động, mặt đều bóp méo. Sớm biết ra hỏa này, tại hạt bụi thế giới đều có thể quật khởi, thiên phú nhất định biến thái. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, so cửu nguyệt thần nữ còn mạnh hơn. Ta thấy được, tiếp tục giết. Đối mặt hơn 1000 người rung động, Phong Nguyệt Thân Vương hời hợt. Chỉ là không ai chú ý tới, ngón tay của hắn đều đang run rẩy. 10, cái số này, xác thực khoáng cổ thước kim. Khí vận của người này, nếu là vì ta Nguyệt Thần tộc sử dụng, nhất định làm cho chúng ta, lên cao tuyệt đỉnh, sáng tạo thuộc tại chúng ta Nguyệt Thần tộc thời đại. Tham niệm, ở trong lòng cháy hừng hực. Ta để cho các ngươi, tiếp tục giết. Phong Nguyệt Thân Vương nộ hống, tại hắn hiệu lệnh dưới, thất vị thành chủ, động trước nhất tay.
nguyên một đám không sợ chết Nguyệt thần tộc, dù là cảnh giới thấp, ỷ vào nhiều người, đều tại công sát Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú. Bốn phương tám hướng, trước sau trái phải, đều là địch thủ. Lý Thiên Mệnh, người nhất định phải chết. Trong đám người vang lên một cái trầm thấp giọng nữ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cái kia cô gái tóc ngắn, không phải liền là Huy Dạ Âm sao? Thấy được nàng, Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi muốn biết, ca ngươi là chết như thế nào sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca của nàng, cũng là Huy Nguyệt Kiếp. Có ý tứ gì? Huy Dạ Âm ngây ra một lúc. Huy Nguyệt Kiếp cái chết, đến bây giờ đều là một câu đố đoàn. Thấy rõ ràng, theo ngươi bắt đầu, biểu thị một lần. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm phía trên, quang mang lóe lên. Huy Dạ Âm đứng chết chân tại chỗ. Đột nhiên, phốc phốc phốc, vô số kiếm quang tại hắn thể nội bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, đem Huy Dạ Âm rảo sát thành thi thể. Nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại chỗ tử vong. Lúc trước, Lý Thiên Mệnh cho nàng xuống đế quân kiếm ngục, chỉ là chính hắn đều quên. Không nghĩ tới cái này Huy Dạ Âm, còn chủ động tới chịu chết. Cái này hơn ngàn nguyệt thần tộc, cơ bản đều là trung niên, phàm là người trẻ tuổi tới, cơ bản đều là chủ động. Khiêng đi, cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh càn rỡ cười một tiếng. Cái này có thể đem nguyệt thần tộc triệt để chọc giận. Trong lúc nhất thời, nộ hống chấn động, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị thức thần đạo kiếp nuốt mất. Thảm liệt chi chiến, theo huyết tinh bắt đầu. Tiên tiên, xem ngươi rồi. Giao cho ta, giết chết đám này xú phôi đản. Tiên tiên khí đến sắc mặt đỏ lên. Tại cái này đại hỗn chiến bên trong, nó hai đại bông hoa, vĩnh dạ sắc phi, cùng, ma âm mộng yểm trực tiếp nở rộ. Có thể dẫn đến quần thể hoắc loạn vĩnh dạ ma chú, còn có thể dẫn đến ngủ say, mê hồn tam hồn ma âm, đồng thời thi triển. Một người là phấn hoa, không màu vô hình, tại trật tự chi đỉnh cái này trong không gian kín tràn ngập, hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Trên cơ bản có thể cam đoan, phần lớn ám tinh phấn hoa, đều có thể tràn vào nguyệt thần tộc thân thể, đạt thành để bọn hắn tiến vào cuồng bạo trạng thái, lục thân bất nhận hiệu quả. Một cái khác người là thanh âm, tại trật tự chi đỉnh bên trong, loại này kỳ lạ thanh âm, cùng nộ hống kêu giết chiến đấu thanh âm, không tại một cái nhiều lần đoạn trên. Loại này mê huyễn thanh âm, không thể ngăn cản, thần hồn càng mạnh, sức chống cự càng mạnh. Đạp thiên nhất nhị giai thần hồn, không có khả năng mạnh đến mức nào. Cái này vừa thi triển, có thể nói, tiên tiên thì tương đương với, tại cái này hơn nghìn người trên thân đã hạ độc dược. Đến mức độc dược này, sẽ bạo phát tới trình độ nào, còn cần thời gian tích lũy. Trừ cái đó ra, nó thánh quang đằng mạn, phệ huyết kiếm vũ, tuy nhiên đơn thể lực sát thương yếu nhược, nhưng ở loại này lăn lộn trong chiến đấu, mặt đối với phần lớn cảnh giới tương đối thấp đạp thiên chi cảnh, hình thành uy hiếp, so huỳnh hỏa bọn họ ba cái, cùng nhau cũng còn phải lớn. Phốc phốc phốc, chỉ là thánh quang đằng mạn, đều có thể trực tiếp đem đạp thiên đệ nhất giai thức thần, đều cho quất nát nứt. Tiên tiên thánh quang đằng mạn, tối thiểu có 100.000 trở lên. Cái này vừa đối mặt, Phong Nguyệt Thân Vương chỉ thấy bọn họ Nguyệt thần tộc, da chóc thịt bong, tại chỗ chết thảm. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, tại cộng sinh thú trợ giúp dưới, đại sát tứ phương. Hắn từ thái cực hồng mông quỳ long mở đường, lấy khởi nguyên thế giới thụ làm khu vực, huỳnh hỏa cùng miêu miêu vần quanh bên cạnh thân, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trùng sát. Chỗ đến, gió tanh mưa máu. Không phải muốn nhìn ta cộng sinh thú năng lực sao? Nhìn, thấy rõ ràng. Có mệnh nhìn sao? Lại người đông thế mạnh, nhưng bất kể nói thế nào, cái này trật tự chi đỉnh bên trong, đều là Lý Thiên Mệnh địa bàn. Ngũ Nguyệt sát thần cùng nhau, đều tương đương với một cái mệnh luân thiên đỉnh cao cường giả. Lý Thiên Mệnh có thể giết bọn hắn, thì có cái này chiến lực. 100.000 thượng thần, có lẽ không có cách nào đối phó, mà lại, hiện tại Phong Nguyệt Thân Vương còn không có xuất thủ, hắn đương nhiên có thể đại sát tứ phương. Thì này 1.000 cái đổ bỏ đi, cũng xứng ở trước mặt ta chế giễu. Lý Thiên Mệnh quá muốn cười. Bọn họ cũng quá để ý mình. Đều là người, đều một cái mạng, trang cái gì a? Lam Hoàng trực tiếp dùng tinh ma chi kiếm mở đường. Cái này một lăn đi, tràn đầy chân cụt tay đứt, còn có vỡ nát thức thần. Mặt bên lao ra một cái cửu tôn thiên cao thủ, mang theo 6 đại thức thần, vọt tới Lam Hoàng trên thân, ở tại trên thân cắt chém ra từng đạo sao hỏa. Lam Hoàng kêu thảm một tiếng, quay người cắn một cái vào đối phương thức thần. Ta biết ngươi, Huy Nguyệt Thiên Hoàng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây là một cái,
tướng mạo cùng Huy Nguyệt Thiên Ngự tương tự nam tử, là hiện tại Huy Nguyệt Thành đại diện tộc vương. Ngươi hẳn phải chết. Huy Nguyệt Thiên Hoàng cười lạnh. Không có ý tứ, ngươi bị chết sớm hơn. Lý Thiên Mệnh song kiếm hợp bích, Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm thi triển, thập phương kỷ nguyên thần kiếm nương theo kiếm trận, bạo sát xuống. Hai bên trên dưới, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, vì Lý Thiên Mệnh đứng vững hắn đối thủ của hắn cuồng oanh loạn tạc. Hải thượng sinh minh nguyệt. Cuồn cuộn ánh trăng, vẫn lạc mà xuống, quang mang lập lòe, hiện ra Huy Nguyệt Thiên Hoàng hai mắt. Diệt. Một kiếm giết hại, Huy Nguyệt Thiên Hoàng kêu thảm đều không phát ra, liền đã bị chém thành muôn mảnh. Trường hợp như vậy, bực này hung hoành bạo sát, tăng thêm cái kia thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang tới rung động, đem cái này hơn nghìn người bên trong đại bộ phận, đều chấn nhiếp rồi. Thiếu niên này hung hãn, thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Một cái dám can đảm cùng Hy Hoàng đối kháng người, hắn thế nào lại là nhu thuận dê con? Dù là lúc này thời điểm, vị yểm hộ Lý Thiên Mệnh, hắn bốn cái cộng sinh thú, cơ hồ bị đao kiếm, chiến quyết cùng thức thần đạo kiếp chìm ngập, toàn thân nhuốm máu, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh, hoảng sợ đến bọn hắn rất lớn một bộ phận người, tâm lý sinh sinh kính sợ. Bất quá, bọn họ người đáng tin cậy, tại thời điểm then chốt này, quả quyết xuất thủ. Phong Nguyệt Thân Vương, thêm vào chiến trường. Hắn như một trận bão táp, vào tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chiêu thứ nhất ngay tại Lam Hoang trên thân, đâm ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, trên trăm cái lục hợp thiên trở lên cường giả, toàn bộ hội tụ tại bên cạnh hắn. Những người khác ở chung quanh, thi triển thức thần đạo kiếp cùng viễn trình binh khí là được, không dùng tới gần hắn. Tại gió Nguyệt Thân Vương trưởng khống dưới, bọn họ vây giết mới ngay ngắn trật tự, mà không phải bị Lý Thiên Mệnh hướng loạn trận hình. Trước diệt gốc cây này cây. Phong Nguyệt Thân Vương liếc một chút thì nhìn ra được đến, Tiên Tiên là Lý Thiên Mệnh bọn họ chiến đấu hạch tâm. Thì vừa mới cái này một nhi, nó đã cho Lý Thiên Mệnh, hóa giải quá nhiều nguy cơ. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú cùng Tam Hồn Ma Âm đã có hiệu lực. Liền Phong Nguyệt Thân Vương chính mình cũng cảm nhận được, hắn thức thần nhận lấy ảnh hưởng, lực lượng sinh ra trình độ nhất định suy kiệt. Vâng, vô số thức thần đạo kiếp, còn có cung tiễn. Phi đao chờ một chút thần binh, để mắt tới Tiên Tiên. Thậm chí có người to gan lớn mật, vọt tới nó trên cây khô, bông hoa bên trong, trực tiếp chặt chém. Tiên Tiên hình thể to lớn, trở thành chủ yếu mục tiêu công kích. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh tổng thể đều biến đến cố hết sức. Tiên Tiên cành lá, dây leo, bông hoa, đều tại phá toái, liền thanh linh tháp đều bổ sung sẽ không tới. Ô ô, thật là đau. Nó tâm lý sợ hãi. Cũng không dám hô xuất ra thanh âm, bởi vì Lý Thiên Mệnh bọn họ, đã hoàn toàn bị Phong Nguyệt Thân Vương nhóm cường giả kiềm chế lại. Muội tử, đừng sợ, gà đại ca đến rồi. Tại cái này chí mệnh thời khắc, Huỳnh Hỏa thoát ly Lý Thiên Mệnh bên kia, hóa thành một đạo hỏa quang gào thét mà đến. Phốc phốc phốc, nó theo nguyên một đám Nguyệt Thần tộc ở ngực, trực tiếp xuyên qua. Một lần xuyên thủng, cũng là một cái lỗ máu. Khi dễ em gái ta, đều cho lão tử chết. Huỳnh Hỏa hai mắt phun lửa, tử vong luyện ngục thi triển, hơn vạn phân thân tàn phá bừa bãi, phần thiên vũ linh nổ bắn ra, tại nguyên một đám Nguyệt Thần tộc trong mắt, trực tiếp xuyên qua. Nó chỗ đến, vừa chết một mảng lớn. Cái này khiến Phong Nguyệt Thân Vương không thể không phân ra hai cái, thập đạo thiên, thành chủ, đến tự mình đối phó nó. Hắn vốn chính là muốn giết, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Phản kháng cái gì, nhất định phải chết biết không? Ngươi lại phản kháng. Ta lập tức cũng làm người ta, tiến công Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, để ngươi cộng sinh thú đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đem đầu vươn ra, để cho chúng ta chém chết. Phong Nguyệt Thân Vương cảm giác, cái này một giết, so chính mình tưởng tượng bên trong, muốn phiền toái một chút, lại bắt đầu tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Có thể khác hạ tiện như vậy à, ngươi thế nhưng là Nguyệt Thần tộc, liền nhất chiến dũng khí đều không có, bức bách người khác để ngươi giết, ngươi thì như thế một điểm loại đều không có. Phong Nguyệt Thân Vương, ngươi thật đúng là cái đồ bỏ đi, thì ngươi loại này thứ hèn nhát đồ chơi, cũng có thể tại Nguyệt Thần tộc leo lên cao vị, thực sự quá buồn cười. Các ngươi Nguyệt Thần tộc, đều là ngươi dạng này bọc mủ sao? Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười. Hắn cười đến không kiêng nể gì cả. Hắn xác thực đánh đáy lòng, xem thường loại này người. Một đoạn này lời nói ra miệng, Phong Nguyệt Thân Vương có chút mặt đỏ tới mang tai. Phải biết, hắn chỗ lấy học đòi văn vẻ. Liền là bởi vì người này quan tâm nhất hình tượng của mình, ham muốn nhất danh tiếng.
từng câu đồ bỏ đi, thứ hèn nhát, bọc mủ, để hắn mất hết mặt mũi. Ngay từ đầu bức Lý Thiên Mệnh thả ra cộng sinh thú, là hắn làm. Hiện đang buộc hắn cộng sinh thú chủ động chịu chết, cũng là hắn làm. Đường đường Nguyệt thần tộc, lật lọng, sẽ chỉ cầm chúng sinh tánh mạng uy hiếp, không phải bao cỏ là cái gì. Ta đều không thèm đếm xỉa, anh em kết nghĩa mệnh, sách trên tay cùng ngươi đánh, ngươi liền cùng ta dũng khí chiến đấu đều không có, tận làm một ít hạ lưu thủ đoạn, thì cái này tính tình, ngươi nói với ta, các ngươi Nguyệt thần tộc là cao các loại chủng tộc. Ha ha, đừng đùa ta cười được không, các ngươi cao đẳng cái lông gà a. Một cái chạm gác bên trong chủng tộc, đến trên Thái Dương, cũng là so trong mắt người khác chó, thì các ngươi loại này can đảm, ngoại trừ tại thiên nhất giới diện làm mưa làm gió, còn có thể làm gì? Phong Nguyệt thân vương, ngươi thật là một cái không có loại đồ chơi, trách không được cả nhà ngươi chết hết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh giận mắng, cái kia nóng rực hai mắt, ghét bỏ, ánh mắt khinh bỉ, để Phong Nguyệt thân vương khí huyết quay cuồng. Một câu cả nhà chết hết, để hắn triệt để nổ tung. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lại sách để Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, chủ động chuyện chịu chết. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm để cộng sinh thú đi ra, thì là chịu chết. Hắn trả liền giết cũng không dám giết, khiến người ta chớ phản kháng, loại hành vi này, xác thực vô cùng hạ giá. Bị Lý Thiên Mệnh mắng một cái như vậy, rất nhiều tháng thần tộc, trên mặt đều rất khó coi. Bọn họ là kiêu ngạo, nhất chịu không được đến kích thích, từng câu thứ hèn nhát bọc mủ, đó cũng là mắng tại bọn họ trên đầu. Lấy Phong Nguyệt thân vương cầm đầu, trên trăm cái cường giả mang theo hơn 500 thức thần, ở chính diện trên chiến trường, như là từng tòa đồi núi, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không giết Lý Thiên Mệnh, chuyên môn theo dõi hắn cộng sinh thú. Tại Lý Thiên Mệnh bên người, có Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Lam Hoang một trái một phải, canh giữ ở Lý Thiên Mệnh bên người. Bọn họ đi ra, tương đương với đem đầu, sách tại trên tay chiến đấu. Vì Lý Thiên Mệnh, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Tại trước mặt bọn hắn, Phong Nguyệt thân vương 6 cái đỉnh cấp thức thần, sáng chói nhất. Phong Nguyệt thân vương thức thần, có thể nói hết sức đặc thù. Hắn thức thần, xem như binh khí thức thần, có thể hình dáng vạn người không được một. Trong đó, có 3 cái là kiếm luân, 3 cái là đao luân. Như thế nào kiếm luân? Cái kia chính là, hết thảy 6 thanh kiếm, chuôi kiếm kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái kiếm bản quay. Đao luân, cũng là đạo lý giống vậy, chỉ là kiếm, đổi thành đao. Một cái kiếm luân thức thần, hết thảy có 6 thanh kiếm, đương nhiên, đây không tính là có 6 cái thức thần. Bằng không, Phong Nguyệt thân vương đều tính toán có 36 cái thức thần. Thế mà, loại này kiếm luân, so với phổ thông trường kiếm thức thần, uy lực vẫn là cường một số. Cái này 6 cái kiếm luân, đao luân thức thần, tên là đều vì Phong Nguyệt thần luân. Trong đó, phong thần vòng làm kiếm vòng, trên đó gió bão bao phủ. Nguyệt thần vòng làm đao vòng, trên đó ánh trăng lạnh lùng. Phong Nguyệt thân vương trưởng khống cái này 6 cái Phong Nguyệt thần luân, trong tay 2 thanh tam giai trật tự thần binh. Một thanh, phong thần kiếm, một thanh dài nhỏ, nguyệt ẩn đao. Đều là chém giết lợi khí. Đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên thực lực, triệt để bạo phát. Phong Nguyệt thần luân, xoay tròn gào thét, phối hợp đao pháp của hắn, kiếm chiêu. Lại thêm, phía sau hắn còn có trên trăm cái lục hợp thiên trở lên cao thủ, mỗi một cái đều rất mạnh. Thức thần đều ở bên người, chỉ là thức thần đạo kiếp thi triển, cũng đủ để tạo thành long trời lỡ đất. Trước lúc này, Miêu Miêu lôi đình thần thông, đã từng lần một thi triển, oanh tạc, nhưng lại ngăn không được một đám người kia. Cái kia Phong Nguyệt thân vương, càng là kéo phá thần thông, nhìn cũng không nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, thẳng hướng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh quả thực khí đến hắn. Hắn thật lâu đều không xuất thủ. Nhưng lúc này đây, hắn muốn đích thân trả thù, muốn nhìn thấy cái này kiêu ngạo thiếu niên, bị chính mình chinh phục. Phong Nguyệt thân vương, hắn cường độ, thì tương đương với ngũ nguyệt sát thần. Nếu là đơn độc chém giết, Lý Thiên Mệnh một người 4 thú 10 kiếm, lại có trật tự chi đỉnh uy lực, xác thực không sợ hắn. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn chẳng những có trên trăm cường giả, còn có mấy trăm phổ thông đạp thiên chi cảnh, đang vây công thiên tiên cùng huỳnh hỏa. Hai quyền khó địch 4 tay, huống chi đây là lấy một địch ngàn. Phong Nguyệt thân vương để mắt tới Miêu Miêu, mang theo Phong Nguyệt thần luân, như là xoay tròn máy cắt kim loại khí một dạng, hướng về Miêu Miêu phủ đầu đánh tới. Người còn chưa tới, ngập trời kiếm khí, hóa thành kín không kẽ hở kiếm trận,
bao phủ bốn phương tám hướng. Giống. Miu Miu hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, điện xà hội tụ, thành tựu hai thanh to lớn càn khôn điện mâu, một âm một dương, song cực xuyên thấu. Đương đương đương. Cái kia phong nguyệt thần luân hình thành sáu tầng vòng xoáy, ngăn tại càn khôn điện mâu trước đó, đem càn khôn điện mâu rảo sát xé rách, cũng không có đả thương được phong nguyệt thân vương. Ngược lại là phong nguyệt thân vương chiến quyết, đã áp đến Miu Miu trên đỉnh đầu. Trong tay hắn phong thần kiếm, thi triển tam cảnh thần quyết, phù phong 30.000 kiếm, một kiếm bao phủ, phong bạo bao phủ, phối hợp phong nguyệt thần luân, kiếm kia trận bao phủ, sinh ra 30.000 kiếm khí, hình thành kiếm khí vòi rồng phong bạo, xé rách lôi đình. Một chiêu này uy lực, xác thực rất khủng bố. Càng kinh khủng chính là, phía sau hắn còn có trên trăm cái cường giả, tất cả mọi người đang vây công Lý Thiên Mệnh bọn họ, mỗi người tiếp nhận hơn trăm người vây giết, ở trong đó còn có cửu tôn thiên, thập đạo thiên cao thủ. Lý Thiên Mệnh hiện tại đối mặt địch thủ, so với lúc trước bồ đề tại Huy Nguyệt Thành, còn mạnh hơn nhiều. Miu Miu, tránh ra. Bọn họ tâm linh tương thông, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Miu Miu biết Lý Thiên Mệnh là có ý gì. Tại phù phong 30.000 kiếm bao phủ phía dưới, Miu Miu cấp tốc giải trừ đế ma hỗn độn trạng thái, thu nhỏ vì một con cơ hồ nhìn không thấy điện quang mèo con, tại trật tự chi đỉnh dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, nó lóe lên một cái rồi biến mất, thoát ly phong nguyệt thân vương sát chiêu. Chỉ là phong nguyệt thân vương quá ác, để Miu Miu chạy trốn, hắn thì thay đổi kiếm thế, ngay lập tức đem phù phong 30.000 kiếm sát hướng về phía bị vây công Lam Hoang. Lam Hoang là trọng hình cự thú, không có khả năng như Miu Miu linh hoạt như vậy, trong lúc nhất thời, tại cái này phù phong 30.000 kiếm chém giết dưới, nó thiên trọng tinh hoàn bật nát, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít kiếm thương. Đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh theo mặt bên va chạm mà đến, một chiêu địa ngục luân hồi kiếm cùng thiên đạo luân hồi kiếm đồng thời thi triển. Cái này hai chiêu kiếm thế không phức tạp, nhưng là kiếm ý lại siêu phàm thoát tục, hai đại luân hồi vòng xoáy, phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm uy lực, đem phong nguyệt thân vương kiếm này chiêu hoàn toàn chìm ngập, vì Lam Hoang hóa giải nguy cơ. Thế nhưng là, chỉ cần chuyên chú tại gió nguyệt thân vương, liền sẽ có vô số công kích, rơi tại bọn họ năm cái trên thân. Tiên tiên đã bị rất lớn trình độ hạn chế, hoàn toàn trợ giúp không đến. Phốc phốc phốc, bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, dù là có trật tự chi đỉnh gia trì, nguyên một đám trên thân đều tràn đầy vết thương, bao quát đao kiếm chiến quyết cùng thức thần đạo kiếp. Thuần dựa vào thanh linh tháp, mới hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Bọn họ năm cái, đều vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, dục huyết phấn chiến. Nguyên một đám đối thủ, chết trong tay bọn hắn. Không đến một phút, Nguyệt thần tộc chiến tử 300. Chỉ là còn lại 700 người, cường giả tỷ lệ đông đảo. Bọn họ vẫn chiếm thượng phong, đem Lý Thiên Mệnh bọn họ bức bách đến trong góc. Đối chiến đến tận đây, Lam Hoang cùng Tiên Tiên hai cái này nhỏ đáng thương, chịu quá nhiều cuồng oanh loạn tạc. Tiên Tiên vốn là tại ngũ nguyệt sát thần chi chiến, thương thế còn không có khôi phục, hiện tại càng thụ trọng thương, toàn thân trên dưới cành lá dây leo, thậm chí là thân cây, đều làm hỏng đến không sai biệt lắm. Trong khi bản thể bị thương thời điểm, liền linh thể đều biến đến mở đi một số. Cái này linh thể còn tại Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong, co lại trong góc, vẫn nuốt lau nước mắt. Tử chiến, kiên trì, chỉ là vì cải biến. Đây hết thảy, nó trên người chúng mỗi một cái vết thương, Lý Thiên Mệnh đều ghi tạc trong lòng. Hắn là một cái mang thù người. Cái này trật tự chi đỉnh bên trong, mỗi người, đều thương tổn qua hắn, thương tổn qua bọn họ bốn cái. Bọn họ còn chưa có chết, không tính đối phương nhân từ, chỉ là Lý Thiên Mệnh bọn họ đang cắn răng liều chết. Bọn họ vây giết đến càng ngày càng hung. Bọn họ giễu cợt, đắc ý. Không phải rất có thể nhảy a. Tiếp tục nhảy a. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì xuất thân, bằng ngươi thiên tư nghịch thiên, ngươi không ai che chở, ngươi nhằm nhò gì. Để ngươi quỳ xuống thì quỳ xuống, để ngươi đem đầu vươn ra bị chém, ngươi liền phải vươn ra. Bọn họ lao nhau. Phình bụng cười to. Phía trước là thiên quân vạn mã, sau lưng là không có tận cùng tử vong vực sâu. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn nguyệt thần tộc đại quân. Tuyệt cảnh như vô số gông xiềng, đem bọn hắn một người bốn thú, chết buộc chặt. Bốn phương tám hướng công kích, vô cùng chừng mực. Tối thiểu nhất, huynh hỏa bọn họ giống như không có có sinh lộ. Để chúng nó trước vì ngươi ngu xuẩn chuộc tội đi. Phong nguyệt thân vương lạnh lùng, nhất kiếm nhất đao, lại lần nữa chém giết. Chuộc tội. Luôn mồm, đều là chuộc tội.
không chỉ là cộng sinh thú, còn có 100 triệu sinh linh. Bọn họ, đã nghe chưa? Lúc trước, Lý Thiên Mệnh hai mắt, có thể nhìn đến tội ác của người khác, cái kia là đến từ hỗn độn thần đế thẩm phán chi nhãn. Tại tu luyện đế hoàng thần ý quá trình bên trong, hắn tựa như là một cái hạch tâm, trên người hắn dọc theo vô số tuyến, dẫn dắt toàn bộ viêm hoàng đại lục sinh linh. Lúc này, tại cái này đẫm máu phấn chiến bên trong, lỗ tai của hắn tựa hồ cũng biến thành linh bắt đầu chuyển động, hắn nghe được nguyên một đám đến từ viêm hoàng đại lục thanh âm. Trật tự chi đỉnh động tĩnh to lớn, bọn họ cũng đều biết, Lý Thiên Mệnh tại ở trong đó tử chiến. Lần lượt dốc hết toàn lực xuất thủ, lần lượt toàn thân toàn ý cộng minh, lần lượt linh hồn va chạm. Không thể thua, không thể thua. Ý thế hiếp người, tính là gì cường giả, tính là gì thượng thần. Thiên Mệnh, nhân hoàng. Bọn họ biết rõ nói ra chân tướng, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì tán thành chính mình. Lý Thiên Mệnh cho tới nay, đều là viêm hoàng đại lục thần thoại. Hắn chưa từng phản bội qua nơi này, mà cái này Thiên Mệnh hoàng triều đám người, càng kiên định hơn đứng ở bên phía hắn. Lửa giận của bọn họ tâm nhảy lên, tại Lý Thiên Mệnh bên tai cộng minh. Lý Thiên Mệnh biết, đây là hỗn độn thần đế truyền thừa vĩ đại chỗ. Hắn truyền thừa cho Lý Thiên Mệnh. Cũng không phải là đế hoàng thiên ý bản thân, mà chính là một bộ đế hoàng cùng chúng sinh, hình thành một cái chung liền tổng thể hệ thống. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, có ý thức đi sáng tạo một cái thiên mệnh hoàng triều nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng hy vọng, viêm hoàng đại lục, có thể biến đến càng tốt hơn. Phẫn nộ, là mãnh liệt nhất cộng minh. Nguyệt thần tộc ngang ngược vô tình, coi thường nhân mạng, đã dẫn phát thiên hạ chung giận. Tại cái này hạt bụi thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách. Mọi người không chỉ có nghe được Lý Thiên Mệnh thanh âm, càng nghe được còn lại thanh âm của người. Một cái đế hoàng thần ý, nó chân chính cường đại đặc tính, ở chỗ liên tiếp ức vạn chúng sinh. Cái này, mới thật sự là thần. Lý Thiên Mệnh trên thân, cái kia vô số giới tử phía trên, đế hoàng thần ý, đều xuất hiện một đầu tuyến. Đầu này tuyến lan tràn ra ngoài, đối nhận được viêm hoàng đại lục ở bên trên, một cái cùng hắn cùng một chỗ tức giận chúng sinh. Một cái giới tử. Một cái sinh linh. Ức vạn giới tử, ức vạn sinh linh. Bọn họ tu luyện thiên ý, cùng Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý, có liên lụy. Lý Thiên Mệnh có thể thông qua đầu này, chúng sinh tuyến, đạt được bọn họ chúng sinh thiên ý, trải nghiệm bọn họ cảm ngộ cùng thành quả tu luyện. Thế mà, hắn đế hoàng thiên ý, cũng có thể dẫn dắt chúng sinh, mở ra mạnh hơn lĩnh ngộ thiên phú, cho bọn hắn chỉ dẫn mạnh hơn đường. Lấy hắn hiện tại đế hoàng thiên ý cùng tự thân thiên phú mạnh. Đoán chừng làm cho bất kỳ một cái nào cộng minh người, thiên phú khai phát hơn gấp 10 lần. Nói thật, chúng sinh tuyến, bỗng nhiên tại cái này cộng minh bên trong sinh ra, nó tính chất chi đáng sợ, để Lý Thiên Mệnh chính mình đều kinh hãi. Cái này, cũng là vạn cổ đệ nhất chính đạo, đây chính là hỗn độn thần đế. Quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái giới tử, một cái, đông hoàng kiếm, thần ý, một cái sinh linh. Trong thân thể của hắn. Tối thiểu có 500.000 ước giới tử, còn có vô số khai phát không gian. Hắn giờ phút này, tựa như là một cái siêu cấp hệ thống cùng hưởng trung tâm. Hắn sâu chuỗi ước vạn người, nhưng cũng tạo phúc ước vạn người. Đây chính là đế hoàng thần ý, là thiên địa vũ trụ bên trong, đáng sợ nhất trật tự pháp tắc. Thông qua cái kia chỉ có chính hắn có thể nhìn đến chúng sinh tuyến, đang tức giận cộng minh thời khắc, hướng về hắn vọt tới, chính là vô hạn chúng sinh thiên ý. Trước kia chỉ là vũ khí, bây giờ rốt cục có minh xác hệ thống. Có lẽ, đây mới là hắn hỗn độn thần đế truyền thừa, tránh thức thành hình thời khắc. Chúng sinh tuyến, là căn bản. Nguyên một đám thanh âm, nguyên một đám chân thực, khiêu động trái tim. Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm giác được, sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn cũng không phải là độc thân người. Ta chi đạo, vạn vạn ước chúng sinh đồng hành, ngộ đạo bất cô vậy. Đây là khiến người ta lệ nóng doanh tròng một câu. Vĩnh bất độc hành. Hắn chẳng những có cộng sinh thú huynh đệ, có yêu người, có huynh đệ tỉ muội, còn có toàn bộ thiên mệnh hoàng triều chúng sinh, ở sau lưng chống đỡ lấy hắn. Con đường tu hành, có ngàn tỷ chi tâm, hạng gì mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh trong hốc mắt, lại ngấn lệ lấp lóe. Không phải thống khổ, mà là như vậy tu đạo chi lộ, để hắn cảm nhận được đến từ vô số đồng bào lực lượng. Nhân mạng. Không phải con số. Mỗi người, đều là thật sự tồn tại. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm thấy Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn họ chúng sinh tuyến, còn có Hiên Viên Mộc Tuyết, Khương Thanh Loan các nàng,
thậm chí bao gồm thập phương đạo quốc bên kia, đến từ Diệp Thiếu Khanh cùng hắn 3.000 hậu cung chúng sinh tuyến. Hắn cùng tất cả thân nhân, bằng hữu nối liền với nhau. Bọn họ trợ giúp Lý Thiên Mệnh tiến bộ, Lý Thiên Mệnh thì kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ, lên cao tuyệt đỉnh, gà chó lên trời. Bắt đầu từ hôm nay, Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng Triều, mỗi người, nhất định sẽ có thuế biến. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bắt đầu. Độc Cô, là nhân gian lớn nhất tra tấn. Ta là may mắn, có nhiều người như vậy ủng hộ ta. Những người này, bị Nguyệt Thần tộc xem là con gián. Trên 10.000 người cái chết, chỉ có thể vì bọn họ một tháng thần tộc chuộc tội. Thế nhưng là, Vĩnh Hằng Thiên Đạo tại lúc này, để Lý Thiên Mệnh minh bạch, sinh mệnh phân biệt giàu nghèo, thật không có lớn như vậy. Trừ ra tiền bối truyền thừa cùng vũ trụ nguyên lực, Nguyệt Thần tộc, cũng không có siêu việt Viêm Hoàng nhân tộc bao nhiêu. Thí dụ như Huy Dạ Thi, đem nàng đặt ở Viêm Hoàng lớn lên, nàng ngũ kiếp thiên phú, cả một đời chưa hẳn có thể thành thần. Là truyền thừa cùng vũ trụ nguyên lực, phóng đại chênh lệch, để cái này Nguyệt Thần tộc sản sinh, chúng thần hàng lâm, ảo giác. Như vậy, thì để cho bọn họ nhìn xem xét, thuộc tại chúng ta lực lượng của mình. Tại cái này mạo hiểm thời khắc, Lý Thiên Mệnh mệnh kiếp thiên ý, chưa trưởng thành, nhưng là cái kia đã là thần cấp đế hoàng thiên ý, lại tại bành trướng. Dầm dầm dầm. Mỗi một cái chúng sinh, ý chí của bọn nó cùng khát vọng, chống đỡ lấy đế hoàng thần ý trưởng thành. Mặc kệ là đế hoàng thần ý vẫn là mệnh kiếp thiên ý, bọn chúng trưởng thành, đều có thể kéo theo Lý Thiên Mệnh cảnh giới trưởng thành, lấy trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Lần này đế hoàng thần ý trưởng thành, Lý Thiên Mệnh cảm giác, hoàn toàn đủ. Nơi này không có Nguyệt Tinh Nguyên, nhưng là trong tay hắn, còn có 6 cái Tinh Nguyên Đan. Tinh Nguyên Đan bên trong, ẩn chứa thuần túy Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, còn có Hạo Nguyệt Thần Quả Dược Lực, thuộc về song trọng đại bổ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, há miệng thì nuốt 2 cái. Cùng lúc đó, phân cho Huỳnh Hỏa bọn họ mỗi người 1 cái. Tinh Nguyên Đan vừa vào miệng, dược lực cùng vũ trụ nguyên lực tản ra, hóa thành dồi dào như biển cả lực lượng, trong nháy mắt xông vào thân thể, 2 cái Tinh Nguyên Đan, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh thân thể no bạo. Đây chính là Trật Tự Thần Đan, so Trật Tự Thần Binh còn muốn quý giá nguyên nhân. Thời điểm then chốt, thần đan quá trọng yếu. Lúc này thời điểm cảnh giới trưởng thành, để Lý Thiên Mệnh thần ý trưởng khống lực, bay vùn vụt một cái cao điểm. Hắn cảm giác mình rất có thể liền phá 2 trọng. Trực tiếp trưởng khống, thất diệu thiên, cấp bậc lực lượng. Bất quá, Tinh Nguyên Đan dù sao chỉ có 6 cái. Nơi này không phải Nguyệt Chi thần cảnh, hắn có thể bổ sung tinh luân nguyên lực có hạn, tạm thời chỉ có thể đạt thành một lần đột phá. Cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, đến lục hợp thiên, cảnh giới. Thậm chí ngay cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đều không đủ lực lượng thăng cấp. Viêm Hoàng Đại Lục thiên địa linh khí, vĩnh viễn không có cách nào cùng vũ trụ nguyên lực so sánh, đây là sự thật. Bất quá, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, lần này tại chúng sinh chống đỡ dưới đột phá, một người 4 thú biến mạnh, đã kiếm không dễ. Lục hợp thiên, một người 4 thú 10 kiếm, lại thêm trật tự chi đỉnh, thực lực của hắn, hoàn toàn bay vùn vụt một cái cao điểm. Ban đầu vốn đã bị thương Huỳnh Hỏa bọn họ 4 cái, thấy được tuyệt địa phản sát cơ hội. Toàn thân nhuốm máu, còn bay ở phía trước nhất Huỳnh Hỏa, ẩn núp trong bóng tối Miêu Miêu, táo bạo nộ hống Lam Hoang, còn có cộng sinh không gian bên trong, tức giận đến cắn răng nghiến lợi tiên tiên linh thể. Bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh tương thông. Bọn họ cùng một chỗ, nhìn lấy những cái kia, còn tại đem bọn nó ép lên tử lộ đối thủ nhóm. Trước bão táp, tĩnh mịch như vậy trong tích tắc. Sau đó, chính là phẫn nộ cùng lực lượng bạo phát. Lý Thiên Mệnh gánh chịu chúng sinh ý chí. Giết bọn hắn. Rít lên một tiếng, tại trật tự chi đỉnh bên trong ầm vang chấn động. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh chính mình nộ hống, càng là Viêm Hoàng chúng sinh thanh âm. Lòng đầy căm phẫn, tuyệt cảnh phản kích. Hắn một người 4 thú 10 kiếm, đón thức thần đạo kiếp mãnh liệt phong bạo, Lý Thiên Mệnh lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm mở đường. Hắn khóa chặt một người. Phong Nguyệt Thân Vương. Vì ta mở đường, trước giết hắn. Tại hắn ra lệnh một tiếng, Huỳnh Hỏa bọn họ 4 cái, toàn bộ đỉnh đi lên, vì Lý Thiên Mệnh giết ra một đường máu. Tử vong luyện ngục, phần thiên vũ linh, 4 phía lao vút, càng mạnh mẽ hơn lực lượng, xuyên thấu nguyên một đám thân thể máu thịt. Càn Khôn Điện Mâu, Hồn Thiên Điện Ngục, 2 đại thần thông lăn đi, nổ nát vụn một mảnh thức thần. Lam Hoang Thiên Trọng Tinh Hoàn cùng Tinh Ma Chi Kiếm, thi triển khai thiên thế giới trảm,
có thể đã đạt thành Miêu Miêu thần thông một dạng hiệu quả. Sau cùng, tiên tiên vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm, hiệu dụng càng mạnh. Đối phương đã có rất nhiều đạp thiên chi cảnh nhất nhị giai nguyệt thần tộc, rơi vào trạng thái ngủ say cùng hoắc loạn bên trong. Hoặc là ngủ say, hoặc là tự giết lẫn nhau. Phốc phốc phốc, vô số cỗ nguyệt thần tộc thi thể ngã xuống. Bọn họ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, trên mặt thậm chí còn bảo lưu lấy bọn họ ngạo mạn cùng đắc ý, lại tại thời khắc này, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có làm hỏa diễm, lôi đình, đem bọn hắn xé rách thời điểm, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là tử vong. Tại bọn chúng bạo khởi mở đường dưới, Lý Thiên Mệnh xuyên thấu hắc ám, đã sớm giết tới Phong Nguyệt Thân Vương trước mắt. Hắn tay cầm song kiếm, tóc trắng lập lòe, một vàng một đen hai con mắt, bạo phát ra kinh khủng thần uy, chấn đặt ở Phong Nguyệt Thân Vương trên thân. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Phong Nguyệt Thân Vương, tại Lý Thiên Mệnh bên người, sắp xếp thành một vòng tròn. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm chờ chút. Trật tự chi đỉnh lực lượng, vần quanh bên cạnh thân, theo tinh luân nguyên lực, cùng một chỗ bạo phát. Phong Nguyệt Thân Vương căn bản nghĩ không ra, sẽ có người trong chiến đấu, kỳ thần ý đạt được to lớn như vậy trưởng thành, mang là như thế tiến bộ. Hắn bên này người đông thế mạnh, cho nên hắn vẫn là không sợ. Nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu, các vị, theo ta cùng một chỗ vây giết. Ngoại trừ chiến tử Huy Nguyệt Thiên Hoàng bên ngoài, còn có 6 vị thành chủ, trong đó 3 cái đều là thập đạo thiên cảnh giới, toàn bộ ở bên người hắn cùng một chỗ động thủ. Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh, thức thần, Phong Nguyệt Thần Luân, thi triển đạo kiếp, Phong Nguyệt Hồng Trần, kiếm luân đao luân, hội tụ vào một chỗ, cao tốc xoay tròn, cắt chém mà đến. Cái kia vô số kiếm khí hội tụ, phong bạo cùng ánh trăng dung hợp lại cùng nhau, dường như tạo thành một cái hồng trần thế giới, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Hắn tay trái, phong thần kiếm, thi triển tam cảnh thần quyết, phù phong tam vạn kiếm. Hắn tay phải, nguyệt ẩn đao, thi triển tam cảnh thần quyết, yêu nguyệt đệ nhất đao. Một chiêu mê huyễn, một chiêu giết hại, hỗ trợ lẫn nhau, dày đặc mà phức tạp, không có chút nào sơ hở. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm cái cường giả, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Lý Thiên Mệnh, các loại chiến quyết đạo kiếp cùng một chỗ sử dụng, mấy trăm thức thần áp chế. Tại dạng này nguy cơ phía dưới, Lý Thiên Mệnh tựa như là quái vật, chẳng những không có né tránh, mà chính là một mạch liều chết. Ta muốn, các ngươi chết. Như tê liệt thanh âm, tại trật tự chi đỉnh ầm vang chấn động, hình thành chói tai hồi âm, lộ ra Lý Thiên Mệnh, phá lệ dữ tợn. Hắc ám lập lòe bên trong, hắn kiếm chiêu vừa ra. Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp, sinh ra vô số minh nguyệt kiếm khí. Trong lúc nhất thời như là ngàn vạn trăng sáng mới lên, trật tự chi đỉnh bên trong, ánh sáng vạn trượng, nuốt sống vô số thức thần. Tiếp theo trong nháy mắt, trăng sáng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo ngập trời kiếm khí, lóng lánh quang mang chói mắt, như sắt thép một dạng kiếm ảnh, đâm về phía Phong Nguyệt Thân Vương. Giờ khắc này ý cảnh, phù hợp nhất hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời hình ảnh. Một kiếm, chỉ xích thiên nhai. Phút chốc tới, Phong Nguyệt Thần Luân, Phong Nguyệt Hồng Trần, cái kia phong bạo cùng ánh trăng tạo thành hồng trần thế giới, tại cái này nổ tung một kiếm dưới, bị tại chỗ xuyên thủng, tan rã. Thức thần vỡ nát, cái này khiến nguyên bản mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức Phong Nguyệt Thân Vương, rốt cục cảm giác được đầu đau muốn nứt. Cái này mang ý nghĩa hắn 6 cái thức thần, toàn bộ đã trọng thương. Đây càng mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh so vừa mới, mạnh hơn một cái cấp bậc. Thế mà, trận này kịch biến, để hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tại gió Nguyệt Thần vòng phá nát trong nháy mắt, một cái thiếu niên tóc trắng như tuyệt thế đế hoàng giống như, xuyên thấu thức thần, xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong tay Đông Hoàng kiếm, hội tụ cùng một chỗ, phủ đầu một chém. Phong Nguyệt Thân Vương sắc mặt đại biến. Cút! Hắn lấy phong thần kiếm, Nguyệt ẩn đao đồng thời ngăn cản. Điện thạch hỏa quang. Tương xứng. Thanh âm chói tai, nổ tung. Khiêng đi, xuống một vị. Lý Thiên Mệnh dùng gầm lên giận dữ, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Tại cái kia âm thanh chói tai cùng Phong Nguyệt Thân Vương trong ánh mắt đờ đẫn, cái kia Đông Hoàng kiếm kiếm phong, trực tiếp đem tam giai trật tự thần binh, phong thần kiếm cùng, Nguyệt ẩn đao, tại chỗ chém đứt. Điều này nói rõ Đông Hoàng kiếm trật tự thần văn tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là bản thân nó độ cứng, tuyệt đối siêu việt Phong Nguyệt Thân Vương binh khí. Đao kiếm vỡ vụn, mấy trăm người nhìn tới.
Bọn họ đầu tiên nghe thấy, Phong Vân Thân Vương tuyệt vọng kêu thảm. Ngay sau đó, tận mắt thấy, Lý Thiên Mệnh một kiếm chém nứt đao kiếm, cái kia Đông Hoàng kiếm chạm tại Phong Nguyệt Thân Vương trên đỉnh đầu, cứ như vậy đem cái này cả một cái người, trực tiếp chém thành hai khúc, tại chỗ bay ra ngoài. Kêu thảm, im bặt mà dừng. Phong Nguyệt Thân Vương, một câu di ngôn đều không có bản giao, cứ như vậy mang theo hoảng sợ cùng không cam tâm, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Màn này, để tại chỗ Nguyệt Thần tộc tâm, hung hăng giật một cái, thì cùng là bị điện giật lấy như vậy, nguyên một đám sắc mặt, theo dương dương đắc ý, chuyện trò vui vẻ, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Phong Nguyệt Thân Vương, bị hắn giết. Cái này, bọn họ quá rối loạn. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên tóc trắng kia, toàn thân nhuốm máu, hắn trong bóng đêm quay đầu, một vàng một đen uy nghiêm hai con mắt, như hùng sư một dạng, để mắt tới những người khác. Thật tốt đem ta mang về Nguyệt Chi Thần Cảnh không tốt sao, nhất định để ta cá chết rách lưới. Hắn đẫm máu, cười to, giống như điên cuồng. Các ngươi nói, ta không nên khiêu khích các ngươi, thế nhưng là vì cái gì, các ngươi nhất định phải chọc ta, nhất định phải đem ta bước đến tuyệt lộ đâu. So như Phong Nguyệt Thân Vương, Lý Thiên Mệnh đều đầu hàng, mang về không liền thành. Còn muốn giết 100 triệu người chuộc tội, còn muốn Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú chết, còn muốn cho hắn thống khổ, còn muốn đem người giết hết bên trong. Cho nên, hắn chơi lớn rồi, đem chính mình chơi chết. Tràng diện trực tiếp biến đến tĩnh mịch. Còn thừa lại khoảng 700 người, ánh mắt run rẩy nhìn lấy thiếu niên này, tâm lý rốt cục cảm thấy một chút sợ hãi. Cười người chớ vội cười lâu. Thu hồi các ngươi ngạo mạn, tiếp đó, sẽ để cho các ngươi nhấm nháp, đến từ hạt bụi thế giới lực lượng. Oanh! Lý Thiên Mệnh một người bốn thú mười kiếm, ào ào bạo khởi. 700 Nguyệt Thần tộc cường giả, loạn. Lao ra, đánh vỡ nắp đỉnh. Bọn họ bối rối xông đi lên, hướng trật tự chi đỉnh phía trên phóng đi. Trên thực tế, trật tự chi đỉnh nắp đỉnh, không có khó như vậy đánh vỡ. Nếu như Phong Nguyệt Thân Vương tại ngay từ đầu bị trùm vào thời điểm, hơn nghìn người phá vây rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh căn bản ngăn không được bọn họ. Đáng tiếc, Phong Nguyệt Thân Vương lựa chọn tương kế tự kế, đi phát tiết cả nhà của hắn bị giết phẫn nộ. Bỏ qua cơ hội, hiện tại thì sẽ không còn có. Gặp Lý Thiên Mệnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bọn họ một người, đều không thể đi ra ngoài. Một cái truyền tin thạch, cũng không thể phát ra ngoài. Cho nên, tiếp xuống hình ảnh, là một trận đại truy sát. Một người, truy sát 700 người. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm sở hướng, những cái kia chạy trốn người, nguyên một đám hóa thành thi thể rớt xuống, ngã ở trật tự chi đỉnh dưới đáy. Từng người trợn to hai mắt, mang theo hoảng sợ tử vong. Đã từng vui cười, mỉa mai, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đây là một trận phong bế thức đồ sát, trong lúc bối rối bọn họ, không có cách nào tụ tập lực lượng, cùng một chỗ mở ra nắp đỉnh ra ngoài. Trật tự chi đỉnh là hắc ám. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, cầu xin tha thứ thanh âm, không ngừng vang lên. Nguyệt Thần tộc có bao nhiêu tàn khốc, Lý Thiên Mệnh đã nhận thức được. Đây là một cái hắn vốn là muốn dựa vào, lại cứ thế mà đem hắn bức phản cao đẳng chủng tộc. Hôm nay nhất sát, thế như thủy hỏa, càng không có đường lui. Đối với các ngươi nhân từ, cũng là đối chính ta, đối ta huynh đệ, đối với ta Viêm Hoàng đồng bào tàn nhẫn. Cho nên, đều chịu chết đi. Phốc 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 phốc. Hắn một đường truy sát, trật tự chi đỉnh cứ như vậy lớn, căn bản không chỗ ẩn núp. Bọn họ đại bộ phận đã trúng vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm, Lý Thiên Mệnh không giết, chính bọn hắn đều sắp tàn phế rồi. Đạp thiên nhất nhị giai Nguyệt Thần tộc, ngăn không được huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Bọn họ thức thần, cũng ngăn không được miêu miêu cùng lam hoang. Oa, đừng giết ta, đừng giết ta. Dạng này thê thảm kêu khóc, càng ngày càng ít. Thẳng đến sau cùng, trật tự chi đỉnh bên trong, rơi xuống hơn ngàn thi thể. Bao quát một cái Phong Nguyệt Thân Vương, thất vị thành chủ, còn có cái này 100.000 thượng thần hạch tâm cường giả. Ở lại bên ngoài, trên cơ bản đều là đạp thiên tầng thứ 3 trở xuống. Những cái kia bị Lý Thiên Mệnh, cái tiến trật tự chi đỉnh bên trong hơn nghìn người, đã chết hết. Trong bóng tối, rốt cuộc không ai kêu thảm khóc giống. Đông Hoàng kiếm phía trên, máu tươi lại nhiều, làm sao xoa cũng lau không khô sạch. Lý Thiên Mệnh đóng một lần ánh mắt. Nhìn lại. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều tại bên cạnh hắn. Bọn họ mỏi mệt, thụ thương, nhưng lại một mực làm bạn, đồng sinh cộng tử.
Trong núi thây biển máu, bọn họ một người bốn thú, ánh mắt đối lập, đó là vô số lần sinh tử tạo nên ăn ý. Mệt mỏi quá nha, thật là đau a. Tiên Tiên ủy khuất nói ra. Vất vả Tiên Tiên, đáng tiếc, chiến đấu còn không có kết thúc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khổ nói. Thắng sao? Đương nhiên không có. Bên ngoài 9 vạn người, bọn họ không chỉ là nhiều người, mỗi người bọn họ, đối Viêm Hoàng Đại Lục, đều có thể hình thành chí mạng phá hư. Chỉ nhìn bọn họ lưu tình, nhân từ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đó là buồn cười hành động. Không có kết thúc, liền tiếp tục, Huỳnh Hỏa thanh âm lạnh lùng nói. Tiếp tục giết. Hiện tại, đối phương đã mất đi người đáng tin cậy. Nhưng là, cái này 9 vạn người, nếu như biết rõ vừa bao phủ tiến đến hơn 1000 người, đã bị giết sạch, bọn họ liền quay đầu liền chạy sao? Không có khả năng. Hoang dã. Đứng tại cái góc độ này, có thể nhìn đến cái kia thương thiên phía trên, một cái cự đỉnh lơ lửng. Hắn bên cạnh còn có hơn 9 vạn thượng thần, tụ tập ở bên cạnh, nghe động tĩnh bên trong. Không có gió Nguyệt Thân Vương mệnh lệnh, bọn họ tạm thời không nhúc nhích. Tuyết Nghi tỷ, Tuyết Nghi tỷ, ngươi là có hay không có một loại cảm giác kỳ quái? Bên cạnh có tiểu cô nương hỏi. Ngươi nói đúng lắm, thiên mệnh sao? Kiếm Tuyết Nghi đứng tại trong đống tuyết, có chút mờ mịt mà nói. Đúng, ta Huyền Băng Thiên Ý, giống như cùng hắn có một loại kỳ quái liên lụy, nói không rõ ràng loại quan hệ đó, nhưng tựa như là ta thuộc về hắn như thế, thật thần kỳ a, ta vừa mới cảm thấy phẫn nộ của hắn, ngươi có sao? Tiểu cô nương hỏi. Có, so ngươi sâu sắc, Kiếm Tuyết Nghi nói. Chúng ta cũng có. Đều có a, ta còn tưởng rằng thì chính ta đây. Vừa mới thật sự tức giận, ta thậm chí cảm giác, hắn ở trong đỉnh, đại khai sát giới. Là bởi vì hắn là người của chúng ta hoàng, cho nên biết như vậy phải không? Bọn họ đều rất ngạc nhiên. Người nào đều không thể phủ nhận, vừa mới, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh cộng minh. Đây chỉ là Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên một cái ảnh thu nhỏ. Vô số xó xỉnh bên trong, đều có dạng này trò chuyện. Ta còn có một cái cảm giác. Kiếm Tuyết Nghi nhìn trên trời trật tự chi đỉnh, ánh mắt vô cùng nóng rực, thậm chí là si mê. Cái gì? Của ta thiên ý, trưởng thành. Qua, tựa như là a, ta cũng là. Đều đúng a. Cùng một chỗ trưởng thành, cho nên, đều là hắn mang tới sao. Không nói gạt ngươi, ta cảm giác mình còn biến thông minh. Một người thiếu niên cao lớn, mò cái đầu ngu ngơ cười nói. Thì ngươi, quần đều mặc phản, còn thông minh. Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt một cái. Mọi người cùng một chỗ cười. Trật tự chi đỉnh bên ngoài. Hơn 9 vạn Nguyệt Thần tộc thượng thần, đem cái này đỉnh lớn màu đen, vây quanh đến nước chảy không lọt. Tại sao ta cảm giác, bên trong giống như có rất nhiều gào thảm thanh âm a? Tựa như là, bình thường, cái kia Lý Thiên Mệnh có chút bản lãnh, Thân Vương Điện Hạ muốn thu thập hắn, khẳng định sẽ bị hắn phản sát mấy cái. Chờ một lúc liền tốt. Nói đến, vì cái gì không trực tiếp hạ lệnh, để cho chúng ta đi xuống a, ta đều đã đợi không kịp. Không biết a, khả năng Thân Vương Điện Hạ, muốn tra tấn một chút hắn đi, dù sao bởi vì cái này Lý Thiên Mệnh quấy rối, Thân Vương Điện Hạ cả nhà không có hơn phân nửa, ta nhìn hắn đều sắp hộc máu. Lý giải, chờ một chút, từng đạo đồ ăn phía trên. Liền tại bọn hắn cảm thấy đủ kiểu nhàm chán, thậm chí có người muốn trước phụng trộm lặn đi xuống, khai trai, thời điểm. Cái kia trật tự chi đỉnh cái nắp phía trên, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Mọi người vốn cho rằng, Phong Nguyệt Thân Vương bọn họ sẽ lao ra, kết quả vậy mà không có động tĩnh. Tình huống như thế nào? Trật tự chi đỉnh bên trong, đen kịt một màu. Nắp đỉnh mở ra sau khi, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm truyền ra. Đi xem một chút. Vừa rồi vì nói chuyện tuyên cáo, tất cả mọi người đem thức thần làm ra đến, hiện tại trên cơ bản đều thu hồi kiếp vòng. Có một bộ phận người, lòng sinh hiếu kỳ, tụ tập tại miệng đỉnh. Miệng đỉnh nắp đỉnh, một chút xíu mở ra. Thân Vương Điện Hạ, có thể động thủ sao? Rất nhiều người hỏi. Đột nhiên, toàn bộ trật tự chi đỉnh, đột nhiên đi lên sông lên, cái kia đường kính 3 vạn mét miệng đỉnh, đánh tới đông đảo Nguyệt Thần tộc. Chạy mau. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Cái này cùng cầm một cái mũ rộng vành, đi trong sông bắt cá không sai biệt lắm. Con cá này nhi tuy nhiên dày đặc, bất quá chạy rất nhanh. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh lần này thành quả, vẫn so với lần trước càng tốt hơn, tối thiểu cho che lên hơn vạn, hiếu kỳ bảo bảo, đi vào, thu hoạch này đã so với hắn đoán trước nhiều.
hắn tranh thủ thời gian đắp lên nắp đỉnh. Cái này 10.000 người tổng hợp mức độ, so với vừa nãy cái kia 1.000 người kém xa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh có thể ổn định nắp đỉnh, trước đem cái này 10.000 người, đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Mà lần này, chính hắn theo trật tự chi đỉnh bên trong đi ra, đứng ở còn lại 80.000 người bên ngoài. Hắn không thể không nói, Hy Hoàng thực sự đủ hung ác. Trực tiếp phái ra 100.000 người. Muốn là nàng không có khoa trương như vậy, phái tới 10.000 người, Lý Thiên Mệnh liền đã, đem sự tình giải quyết. Không giống bây giờ, bên ngoài còn có hơn 80.000. Chớ nói 80.000, cũng là mấy ngàn người đi xuống, vậy cũng là ác mộng. Không sợ bọn họ vây công chính mình, thì sợ bọn họ chạy loạn. Giờ phút này, trên trời cao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trật tự chi đỉnh phía trên, toàn thân nhuốm máu thiếu niên, nguyên một đám một mặt ngốc trệ. Hắn sao lại ra làm gì? Thân vương điện hạ, còn có 7 vị thành chủ đâu? Hắn vừa mới lại che lên trên 10.000 người đi vào. Đây là muốn làm gì đâu? Bọn họ sức tưởng tượng không đủ, còn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh đem gió nguyệt thân vương giết. Thẳng đến tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong, Lý Thiên Mệnh ném ra hai nửa chặn thi thể, đưa chúng nó kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái phong nguyệt thân vương, bày ở trước mặt những người này thời điểm, hơn 80.000 người, nổ tung. Phong nguyệt thân vương muốn giết ta cộng sinh thú, ta đem hắn cùng vừa mới cái kia hơn 1.000 người, đều làm thịt rồi, thi thể đều tại trật tự chi đỉnh bên trong. Lý Thiên Mệnh thanh âm bình tĩnh, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Đáng tiếc a, ta vốn cho rằng nguyệt thần tộc rất mạnh, vạn vạn không nghĩ đến, bao quát gió này nguyệt thân vương ở bên trong, đều là khiến người ta buồn nôn bọc mủ. 100.000 thượng thần, ta cười, đều là một ít gì đồ bỏ đi, ta một người, thì có thể thu thập rơi toàn bộ các ngươi. Các vị, trợn to ánh mắt của các ngươi, xem cho rõ, cái này chính là của các ngươi phong nguyệt thân vương. Hắn bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính mình thừa nhận, các ngươi nguyệt thần tộc toàn tộc đều giống như hắn, đều là ngoài mạnh trong yếu phế vật, điểm này, ta rất là tán thành. Ta đem thi thể của hắn, vung ra đến thời gian dài như vậy, còn đặt ở dưới chân giẫm, các ngươi cái này 80.000 người, đến bây giờ một chút phản ứng đều không có, các ngươi dám nói, các ngươi không phải bao cỏ sao. Ha ha, hắn làm càn cười to, còn chưa động thủ sao, không dám lời nói. Ta muốn phải đi vào, trước tiên đem bên trong cái kia 10.000 cái khóc sướt mướt con ruồi, cho diệt sát a. Khiêu khích, kế khích tướng, cũng chỉ là thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ chính mình, có thể hay không gánh vác được, hắn đều muốn cho cái này hơn 80.000 người, đem chú ý lực theo Viêm Hoàng Đại Lục, chuyển rời đến trên người mình. Hắn không thể nào lựa chọn. Đối với địch nhân tới nói, Viêm Hoàng Đại Lục nhân tộc, đúng là hắn nhược điểm chí mạng. Đây là vô giải tai nạn. Nếu như đối phương nguyện ý không loạn sát người, hắn thậm chí có thể đầu hàng, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Đáng tiếc đối phương không cho loại này lựa chọn. Cái này một ít lời nói ra, dù là quá nhiều người, đều biết mục đích của hắn, đều rất khó nhẫn. Bởi vì, bọn họ thực chất bên trong kiêu ngạo. Hy Hoàng đã phân phó, muốn đích thân xử lý chính ta, nhưng không nói muốn ta cộng sinh thú. Phong Nguyệt cái này lão phế vật. Muốn giết ta cộng sinh thú, kết quả bị ta làm thịt. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, hắn tứ đại cộng sinh thú, toàn bộ xuất hiện tại trật tự chi đỉnh phía trên. Cùng hắn cùng một chỗ, hung ác, phách lối nhìn lấy cái này hơn 80.000 người. Hiện tại, ta cộng sinh thú, đều ở nơi này. Ta xin hỏi, nguyệt thần tộc bao cỏ nhóm, các ngươi dám đến giết bọn nó sao? Phối hợp với Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa bọn họ cùng một chỗ, phát ra trêu tức khiêu khích. Quy đệ, nước tiểu bọn họ, chuẩn bị, phát xạ. Theo huỳnh hỏa chỉ huy, ngâm long nước tiểu, bắn thẳng đến thương khung, hoàn toàn tản ra, vang đến rất nhiều còn ngu ngơ nguyệt thần tộc. Cái này một nước tiểu, triệt để đốt lên chiến hỏa. Bọn họ biết Lý Thiên Mệnh cường đại, nhưng mấu chốt là, bọn họ người đông thế mạnh a. Hơn 80.000 vạn, lít nha lít nhít, thức thần vừa mở ra, nuốt đều có thể đem Lý Thiên Mệnh nuốt sạch sẽ. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, những cái kia bao quanh trật tự chi đỉnh nguyệt thần tộc, phẫn nộ động thủ. Bọn họ không ai chỉ huy, không có người đáng tin cậy, chỉ không dám động Lý Thiên Mệnh. Nhưng là hắn cộng sinh thú, vậy cũng là bia sống. Mà lại cái này vừa loạn lên, dưới sự phẫn nộ, đoán chừng không ít người, liền bắt sống Lý Thiên Mệnh việc này đều mặc kệ. Dù sao, chiến trường quá loạn, vừa loạn lên,
sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tại cái này trật tự chi đỉnh bên ngoài, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không rời đi quá xa, vẫn có thể vận dụng lực lượng của nó. Các vị, tiếp tục. Có thể giết bao nhiêu, thì giết bao nhiêu. Lại là một lần, siêu việt cực hạn. Lý Thiên Mệnh không sợ bọn họ, đến công kích mình. Hắn thì sợ bọn họ, không đến đánh chính mình. Trước mắt nhìn, những thứ này kiêu ngạo nguyệt thần tộc, quả nhiên chịu không được nhục mạ, động thủ tỷ suất phi thường cao. Có thể để Lý Thiên Mệnh khó chịu là. Vẫn có một ít nguyệt thần tộc, lặng lẽ hướng Viêm Hoàng Đại Lục mà đi. Coi như Phong Nguyệt Thân Vương không tại, bọn họ cũng đều biết, chính mình chuyến này muốn làm gì. Giết! Giết một tháng thần tộc, có thể cứu bao nhiêu chúng sinh? Lý Thiên Mệnh không có công phu đi đếm. Hắn so vừa mới càng điên. Bọn họ một người bốn thú, dựa vào tiên tiên cùng trật tự chi đỉnh, tử thủ trận địa. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn không có cách nào toàn bộ dùng ra, lần này dùng bảy chuôi, dù sao lần này, rõ ràng là giết không sạch sẽ. Hỗn loạn chi chiến, lại lần nữa mở ra. Trận này một người, quyết đấu 80.000 thượng thần hình ảnh, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên chúng sinh, là có thể nhìn thấy. Dạng này khí phách, chỉ là rung động đến tâm can cái từ này, đều không đủ lấy hình dung. Đây là hắn từ trước tới nay, mệt nhất nhất chiến. Địch nhân thực sự rất nhiều, cùng đại hải một dạng, đem bọn hắn hoàn toàn chìm ngập. Dù là tiên tiên hai đại thần thông, hiệu quả cho dù tốt, làm nó trên thân bò đầy nguyệt thần tộc cùng bọn hắn thức thần thời điểm, có lúc, liền tự vệ cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh bọn họ, lấy tiên tiên làm căn cơ, lại muốn bảo vệ nó. Bọn họ đều tại trên tán cây chiến đấu. Phốc 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 phốc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm quét ngang, nguyên một đám thức thần nổ tung, vô số cỗ thi thể rơi xuống. Thế nhưng là giết chết 10 cái, lập tức đến thêm 100 cái. Ngẩng đầu nhìn lên, lít nha lít nhít đều là người cùng thức thần, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Giết không sạch sẽ, giết không sạch sẽ. Đông Hoàng kiếm đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, vô số kiếm khí bao phủ khởi nguyên thế giới thụ. Hắn chỉ có lục hợp thiên cảnh giới, lại đem vô số đạp thiên nhất nhị giai chém xuống dưới cây. Thương thiên phía trên, vô số cỗ thi thể, đập vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, hóa thành bột mịn. Đây quả thực là, chúng thần vẫn lạc. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, thương sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thần. Chúng ta người hoàng, cường thành loại trình độ này. Quá lợi hại, quá lợi hại. Mọi người trong lòng, kích tình bành trướng. Đồ thần A. Những thi thể này rơi xuống, quả thực thì cùng cải trắng giống như. Có thể mấu chốt là, bọn họ căn bản không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh chịu đựng được là bao lớn áp lực. Hắn hoàn toàn là kiên trì liều chết, bọn họ một người bốn thú, tùy thời đều bị các loại thức thần đạo kiếp chìm ngập, trên người bọn họ quả thực thủng trăm ngàn lỗ. Thì liền huỳnh hỏa, cũng đỡ không nổi nhiều như vậy oanh tạc. Nó phần thiên vũ linh giết ra ngoài, toàn bộ mang huyết trở về, liên miên thi thể rớt xuống Viêm Hoàng. Đương nhiên, bọn họ cũng là kéo dài hơi tàn. Chiến trường quá mức hỗn loạn, nguyệt thần tộc thậm chí thấy không rõ lắm, đến cùng có bao nhiêu người chết đi. Hắn nhanh mất mạng. Đừng đánh chết hắn a các vị, trước giết hắn cộng sinh thú. Cái này tiện xúc dám khiêu khích chúng ta, để hắn phách lối. Đem gốc cây kia thiêu chết, còn có kia song đầu long, nó nhanh xong đời, thêm chút sức. Lam Hoàng trên thân, bao quanh hơn ngàn thức thần. Nguyên một đám hướng về thân thể hắn chặt chém, thi triển thức thần đạo kiếp. Trên trời cao, khắp nơi đều là oanh minh, quang ảnh. Thượng thần thi thể, còn tại hướng xuống nện. Lý Thiên Mệnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm nổ bắn ra sông ra, quét ngang qua, tối thiểu có mấy trăm người bị chém giết. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại được bị mấy trăm chủng thức thần đạo kiếp chìm ngập. Coi như những thứ này thức thần đạo kiếp cường độ lại thấp, trên trăm loại nện ở trên người, nếu không có thanh linh tháp. Sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Có thể nói như vậy, đạp thiên chi cảnh bên trong, luận quần thể chiến đấu năng lực, Lý Thiên Mệnh tại trật tự tinh không, đều có thể xưng vô địch. Quá nổ tung. Giết, giết, giết. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là huyết, liền trong mắt đều là. Có chính mình, cũng có địch nhân, toàn bộ lăn lộn cùng một chỗ. Hắn giết đỏ cả mắt. Chính hắn xông vào đám người, nguyên một đám nguyệt thần tộc, tại hắn dưới kiếm mất mạng. Nhiều khi, không chỉ là nguyệt thần tộc đang đuổi giết hắn, mà chính là hắn đang đuổi giết nguyệt thần tộc. Quá nhiều người, rốt cục ý thức được hắn kinh khủng. Thế nhưng là, cừu hận đã lấp kín trái tim,
mắt thấy Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú hẳn phải chết, bọn họ nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người, hướng về phía người bên cạnh hô lớn. Các vị, vẫn chưa rõ sao, hắn ở chỗ này tử chiến, chính là sợ chúng ta giết hắn người. Đúng a, không cần thiết cùng hắn dây dưa a, chúng ta tới nơi này, là giết người. Chúng ta chỉ cần phía dưới đi giết người, người tin hay không, hắn liền phải lập tức trở về Nguyệt Chi thần cảnh, hướng chúng ta bệ hạ cầu xin tha thứ. Các vị, giết hắn cộng sinh thú, căn bản không có ý nghĩa, bệ hạ sẽ xử trí hắn. Từ đầu tới đuôi, cộng sinh thú việc này, vậy cũng là Phong Nguyệt Thân Vương chính mình vì tự mình phát tiết, chính mình gia tăng hạng mục. Bọn họ chỉ cần phía dưới đi giết người, liền có thể đạt thành mục đích. Hiện tại Phong Nguyệt Thân Vương các loại hạch tâm chết rồi, càng không cần phải ở chỗ này, cùng Lý Thiên Mệnh làm không có ý nghĩa chiến đấu. Kỳ thật đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Nhưng một phương diện chiến trường quá loạn, một phương diện khác, rất nhiều bên người thân bằng hữu thân nhân, bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm thịt rồi. Lại thêm khiêu khích của hắn cùng tàn bạo, chọc giận kiêu ngạo Nguyệt thần tộc, tại chiếm thượng phong, tùy thời đều có thể khả năng giết chết, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú tình huống dưới, vẫn là có không ít người lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Nuốt không trôi cái này giọng điệu. Còn có phía trên vạn huynh đệ, bị hắn vây ở trật tự chi đỉnh bên trong đâu, trước đem bọn hắn cứu ra lại nói. Đúng a, ta nhìn hắn không chịu nổi. Bên trong những huynh đệ kia, còn đang tấn công cái này trật tự chi đỉnh, đoán chừng rất nhanh liền có thể công suất tới. Các ngươi đừng đi a, cứu người trước a. 80.000 người, các loại ý nghĩ đều có. Lý Thiên Mệnh lại vây khốn trên 10.000 người, cũng là vì có thể đem cái này 80.000 người, tận khả năng lưu tại bên cạnh mình. Đáng tiếc, đối phương số lượng vẫn là nhiều lắm. Nguyệt thần tộc không thiếu thượng thần, Hy Hoàng mở miệng cũng là 100.000. 100.000 cùng 10.000, khác nhau lớn đến, để Lý Thiên Mệnh giết đều giết không sạch sẽ. Hắn cũng không biết, mình giết bao lâu, giết bao nhiêu người. Nửa canh giờ trôi qua, tối thiểu có hơn vạn đi. Trước mắt còn có 3-4 vạn thượng thần, đang vây công hắn, muốn trước tiên đem cái kia trên 10.000 người cứu ra ngoài. Trên thực tế, cái này trên 10.000 người phá vây, Lý Thiên Mệnh đều có chút gánh không được, lại càng không cần phải nói dùng mạng của bọn hắn, uy hiếp người bên ngoài. Đây đều là đạp thiên chi cảnh, không phải cải trắng. Kể từ đó, tối thiểu có 20-30.000 Nguyệt thần tộc, đã hạ viêm hoàng đại lục. Đã có người bỏ mạng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hắn thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được tử vong tuyệt vọng. Những người này, quả nhiên đối người yếu ra tay, bắt đầu giết hại. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền muốn làm như vậy, chỉ là Lý Thiên Mệnh ngoan cố chống lại, làm rối loạn tiết tấu, thậm chí còn hấp dẫn 4-5 vạn người tấn công chính mình, còn bị hắn dựa vào trật tự chi đỉnh cùng tiên tiên hai đại thần thông, phản sát trên 10.000 người. Đáng tiếc, giết thành dạng này, vẫn là không cải biến được, Nguyệt thần tộc hôm nay tới đổ sát thương sinh bách tính trái tim. 30.000 thượng thần, lặn phía dưới viêm hoàng, triệt để phân tán. Đây là Lý Thiên Mệnh, không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Mà chính hắn, nhưng vẫn đang bị hơn 40.000 Nguyệt thần tộc vây quanh. Trật tự chi đỉnh nắp đỉnh, tiếp tục chấn động, bên trong trên 10.000 người cũng đang tức giận phá vây. Một người, như thế nào cải biến? Lý Thiên Mệnh muốn đi cũng khó khăn. Hắn chỉ có thể liều mạng tại giết, chờ hắn cộng sinh thú, rốt cuộc không chịu nổi, tùy thời gần như nguy hiểm, hắn mới để chúng nó đi vào cộng sinh không gian trước liệu thương. Kể từ đó, Nguyệt thần tộc tại động thủ giết hắn thời điểm, vẫn là sẽ một chút kiêng kỵ. Hắn trả tại dục huyết phấn chiến. Dạng này cuồng ma, tại hắn thủ hạ vong hồn, đã tiếp cận 20.000. Cái này khiến tại chỗ rất nhiều tháng thần tộc, tâm thần chấn động, triệt để sợ. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Rất nhiều người ngừng tay, trợn mắt hốc mồm. Lúc này thời điểm, trật tự chi đỉnh bên trong Nguyệt thần tộc, rốt cục phá vây. Sau khi đi ra, liền nhìn đi ra bên ngoài gió tanh mưa máu. Tất cả mọi người ngây người. Nói thật, đánh đến bây giờ, tại chỗ quá nhiều tháng thần tộc, thật bị chấn phục. Thiên hạ này, vì sao lại có như thế kỳ nhân? Hắn ở chỗ này liều chết, đơn giản là muốn bảo hộ dưới chân hắn cái thế giới này. Vì một đám hạt bụi nhỏ, đáng giá không? Có người hỏi. Đáng giá? Hai chữ này, chính là Lý Thiên Mệnh trả lời. Ánh mắt của hắn đang rỉ máu. Chiến đấu tạm thời đình chỉ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Rất nhiều người
hướng về Viêm Hoàng Đại Lục rơi xuống, căn bản ngăn không được. Lý Thiên Mệnh, người thật sự là đầy đủ đáng sợ. Làm cho kiêu ngạo, thói quen miệt thị người khác Nguyệt thần tộc, phát ra như thế có loại cảm khái. Đủ để chứng minh, hắn hôm nay hung ác cùng oanh liệt. Có thể, đối phương cái kia chấp hành đến từ Hy Hoàng mệnh lệnh, vẫn là sẽ không chút do dự chấp hành. Đồ sát 100 triệu, là bệ hạ ý chỉ. Ngươi thật muốn cải biến, vậy cũng chớ vùng vẫy, nhanh đi Nguyệt thần thiên thành, đây là ngươi duy nhất phương thức. Tốc độ rất nhanh, bệ hạ nói không chừng có thể nhanh chóng thu hồi ý chỉ, có lẽ còn có thể cứu mấy người. Nhanh đi, mệnh lệnh của bệ hạ là bắt sống ngươi, chúng ta cũng giết ngươi không được. Bọn họ chỗ lấy nói như vậy, cũng là bởi vì bị Lý Thiên Mệnh giết sợ. Tiếp cận 20.000 Nguyệt thần tộc thi thể, đập xuống A. Bọn họ hiện tại tâm, đều là run rẩy. Trước mắt cái này toàn thân nhuốm máu thiếu niên, để bọn hắn cả một đời khó quên. Ta đi Nguyệt Chi thần cảnh trong khoảng thời gian này, không thể trước dừng tay sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn hỏi. Không thể, người đáng chết, hẳn phải chết. Đối phương vô số người trả lời. Bọn họ đã tản ra, càng giết không sạch sẽ. Tốt, rất tốt. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước, hết thảy đều không có chỗ giảng hòa. Lý Thiên Mệnh có thể giết 20.000 người, đều là cực hạn. Giết không được 100.000 Nguyệt thần tộc, chẳng khác nào không có giết. Đây hết thảy tàn khốc, đến từ trên mặt trăng, cái kia tự cho là bầy mưu tính kế nữ hoàng. Bây giờ, mỗi thời mỗi khắc, Lý Thiên Mệnh trên thân, đều có chúng sinh tuyến đứt gãy. Cái này mang ý nghĩa, có thật nhiều người, tan biến tại những thứ này, chúng thần, trong tay. Lại tránh lại giấu, tác dụng cũng không lớn. Nhất định phải lập tức đi lên cầu nàng, mới có thể có hỏa hoãn chỗ trống. Mà lại, nhất định muốn cầu, nhất định muốn ngoan. Nàng chính là muốn dùng loại phương pháp này, để Lý Thiên Mệnh biết phản kháng nàng, nhất định phải trả ra đại giới. Đây là vì kết giới hạch sự tình, chuộc tội. Ha ha, người nhiều bức nữa, còn không phải đến quỳ gối chúng ta trước mặt bệ hạ cầu xin tha thứ. Ai để ngươi quan tâm chút ít này bụi đâu, không biết sống chết đồ chơi. 20.000 Nguyệt thần tộc chết, xem ra còn không có triệt để hù sợ bọn họ. Lần này nếm thử, để Lý Thiên Mệnh triệt để minh bạch, nhất định phải trực diện Hy Hoàng, mới có thể tiêu trừ Viêm Hoàng Đại Lục nguy cơ. 70.000-80.000 Nguyệt thần tộc, hiện tại nguyên một đám rơi xuống. Bọn họ chia cắt rất xa, coi như so Hy Hoàng mạnh hơn 10 lần, đều khó có khả năng ngăn lại nhiều người như vậy. Bọn họ tiến vào Viêm Hoàng Đại Lục, vậy cũng là cỗ máy giết chóc. Nguyên một đám Viêm Hoàng nhân tộc chết, cũng là Hy Hoàng, cho Lý Thiên Mệnh giáo huấn. Nàng không tại cái này, có thể Lý Thiên Mệnh dường như có thể nghe thấy, nàng thời khắc này chế giễu. Phảng phất tại nói, ngươi lại nghịch thiên, ngươi đem Phong Nguyệt Thân Vương đều làm thịt rồi, ngươi giết 20.000 Nguyệt thần tộc, nhược điểm, vẫn là nhược điểm. Hy Hoàng rất am hiểu, bắt được người khác nhược điểm, đem người cho chơi chết. Thế mà, ngươi không có nhược điểm a? Lý Thiên Mệnh ánh mắt tinh hồng. Từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc, đều có người chết. Mỗi một cái người chết, đều là chồng chất trong lòng hắn, đối Nguyệt thần tộc hận. Bọn họ vẫn là như vậy, tiếp tục bức bách. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh xác thực không có thời gian. Hắn càng sớm đi cùng Hy Hoàng thỉnh tội, nhận thua, có lẽ còn có thể, khiến cái này Nguyệt thần tộc, đình chỉ giết hại. Lý Thiên Mệnh đem như núi lửa một dạng sát cơ, toàn bộ giấu ở trong lòng. Hắn rơi vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đi tới Khương Phi Linh bên người. Nếu như ta lại mạnh hơn một chút, ta 100.000 người đều có thể giết sạch. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ca ca, Nguyệt thần tộc tối thiểu có 1 triệu thượng thần, nàng muốn như vậy làm, mạnh cỡ nào đều không ngăn cản được. Viêm Hoàng không có cách nào cùng Nguyệt Chi thần cảnh đối kháng, đây là đã định trước. Khương Phi Linh ánh mắt đỏ bừng nói. Một ngày nào đó, có thể đối kháng, chúng ta không muốn làm mặc cho người định đoạt con kiến hôi. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, kỳ thật tim của hắn đã thuê biến. Làm sao đi làm tốt một cái nhân hoàng? Hắn là người mới học, hắn cũng đang tìm đáp án, quá trình này nhất định sẽ có quanh co cùng gặp trắc trở. Ngươi muốn lên Nguyệt Chi thần cảnh sao? Khương Phi Linh hỏi. Phía trên, đi tìm Hy Hoàng, thỉnh tội, nhận mệnh. Khương Phi Linh hỏi. Không, đem Tiểu U cho ta. Ta muốn đi tìm Bồ Đề. Ta muốn mang theo đầu của nàng xuống tới, khiến cái này Nguyệt thần tộc cút cho ta. Lý Thiên Mệnh trong thanh âm, có sâu vô cùng lạnh lùng.
giết 20.000 người, đều không thể thay đổi cái gì. Như vậy, Tiểu U, cũng là trên tay hắn duy nhất mặt bài. Lần này thu hoạch lớn nhất, cũng là đế hoàng thần ý to lớn trưởng thành. Nếu như đến Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh có lẽ khả năng đến thất diệu thiên cảnh giới. Nếu có thể lần nữa đột phá, tuy nhiên trật tự chi đỉnh tăng thêm thuộc về định lượng, không lại có thể so với trước đây, nhưng, ta có lẽ chống đỡ một chút, toàn lực thi triển, lại thêm bồ đề, nếu là có thể tìm tới cơ hội, vẫn có thể đối kháng Hy Hoàng. Đây là Lý Thiên Mệnh, tâm lý biện pháp duy nhất. Tiểu U, làm cho hắn, trưởng khống, bồ đề. Ta cùng đi với ngươi. Khương Phi Linh lôi kéo tay của hắn, vô cùng nói nghiêm túc. Được. Lý Thiên Mệnh không muốn cô phụ nàng. Chuyến này giữ nhiều lành ít, Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả vô số, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không muốn từ biệt, chính là vĩnh biệt. Không có thời gian. Miêu miêu một chút khôi phục một chút, Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, mang theo Tiểu U, cùng một chỗ lên mặt trăng. Lấy tốc độ nhanh nhất. Thời gian càng ít, chết người càng ít. Hắn cúi đầu nhìn một chút hiện tại Viêm Hoàng, trái tim đều đang chảy máu. Muốn để một cái hạt bụi thế giới quật khởi, quá khó khăn. Thế nhưng là, ta đã đi con đường này, đã có chúng sinh tuyến, cùng mọi người tánh mạng tương liên, ta thì không cần phải từ bỏ. Hắn cảm thấy mình thật xin lỗi những cái kia vong hồn. Đây mới là trên con đường tu hành, chí mạng nhất đồ vật. Quật khởi con đường, nơi nào có một đường trang bức, thập toàn thập mỹ. Lòng mang thiên hạ, liền phải tiếp nhận, chúng sinh không thể tiếp nhận chi trọng. Trên thân mỗi một phân một hào lực lượng, cái kia đều không phải là bỗng dưng mà đến. Ánh trăng, từ trên trời rơi xuống. Nguyệt Chi thần cảnh, càng lúc càng lớn. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia Tiểu U ánh mắt run rẩy, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nàng đồng dạng chứng kiến Lý Thiên Mệnh chém giết. Ngươi cũng hận Nguyệt thần tộc sao? Tiểu U hỏi. Ta hận, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia, cha ta sẽ liên thủ với ngươi, Tiểu U nói. Vậy cũng tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng là ngươi giết ca ca ta, càng là ngươi thiết kế hại chết mẫu thân của ta, nếu như chúng ta giải quyết Nguyệt thần tộc, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, càng biết để ngươi Viêm Hoàng nhân tộc, vì 200.000 năm phong ấn, trả giá đắt. Tiểu U hận nói. Ngươi đầy đủ thành thật, thẳng thắn, cừu hận không có cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Mỗi cá nhân trên người, đều có huyết mạch lạc ấn. Tiểu nữ hài này, nàng theo xuất sinh, nàng thì gánh vác lấy 200.000 năm phong ấn mối thù. Đứng tại trên góc độ của nàng, nàng và bồ đề, ngoại trừ báo thù, không có lựa chọn nào khác. Có điều, ta vẫn là phải cảm tạ ngươi, ngươi không có nói cho bọn hắn cha ta một tỷ quỷ thần, ngay tại Viêm Hoàng đại lục mặt sau. Tiểu U nói, chủ yếu là nói vô dụng, Hy Hoàng nếu như biết rõ tinh không sát thủ là quỷ hoàng, cũng không thể vì Viêm Hoàng chia sẻ, nàng sẽ chỉ lại phái 100.000 thượng thần, giết sạch các ngươi quỷ thần. Cha ngươi muốn là rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành, ta sẽ chỉ càng khó. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh có 100% nắm chắc, làm cho bồ đề theo chính mình mạo hiểm. Bởi vì, bồ đề có hai đại tay cầm, ở trong tay của hắn. Đệ nhất, quỷ thần, thứ hai, Tiểu U. Bây giờ, đây là tam tộc chém giết vòng xoáy, Lý Thiên Mệnh cùng bồ đề một dạng. Đều là kẻ độc hành, không giống Hy Hoàng có 1 triệu thượng thần. Nhược điểm của bọn hắn đều rất chí mạng, nhưng nói thật, hai người bọn họ, có một dạng điên cuồng. Lần này, là Hy Hoàng thân thủ đem tức giận Lý Thiên Mệnh, đẩy hướng bồ đề bên này. Nguyệt Chi thần cảnh, đến. Vừa tới nơi này, Lý Thiên Mệnh lập tức hấp thu Nguyệt tinh nguyên lực lượng. Thuần chính Nguyệt tinh nguyên lực lượng, tuy nhiên không có tinh nguyên đan như vậy hùng hậu, cuồng bạo, nhưng càng thêm dồi dào. Vô cùng chừng mực, đương nhiên càng tốt hơn. Vũ trụ nguyên lực, chính là thiên địa vũ trụ đệ nhất chí bảo. Cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hằng tinh nguyên, Nguyệt tinh nguyên suy vong, là một cái thế giới ác mộng. Lý Thiên Mệnh hiện tại tinh luân nguyên lực, đại bộ phận đều là Nguyệt tinh nguyên lực lượng. Coi như lại cuống cuồng, Lý Thiên Mệnh đều phải tốn thời gian, để cho mình siêu việt cực hạn. Vô hạn cuồng bạo hấp thu. Hội tụ vô số tinh luân nguyên lực tiến vào giới tử bên trong. Thất diệu thiên. Đây là duy nhất kinh hỉ. Một lần kia chúng sinh tuyến hội tụ, phẫn nộ cộng minh, để Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý trên diện rộng trưởng thành, trực tiếp phá hai trọng. Đi vào Nguyệt Chi thần cảnh, tinh luân nguyên lực, mới cuối cùng bổ sung hoàn chỉnh. Thất diệu thiên cảnh giới lực lượng, đã cường lớn hơn nhiều lắm. Theo cảnh giới trưởng thành,
mỗi một giai gia tăng tinh luân nguyên lực, là từng bước tăng lên. Cường giả, sẽ chỉ càng mạnh. Cái này cũng là, định lượng, trật tự chi đỉnh, tăng thêm sẽ có rớt xuống nguyên nhân. Ngay cả như vậy, thất diệu thiên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có trật tự chi đỉnh, đây hết thảy cùng nhau. Lý Thiên Mệnh cảm giác, quyết đấu đạp thiên thập nhị giai, trật tự thiên, đã không sai biệt lắm. Nghe đồn Hy Hoàng cảnh giới, cũng là trật tự thiên, cảnh giới này, có thể đến tới trật tự chi địa. Coi như Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả đông đảo, tối thiểu có 300.000 thượng thần, nếu là có thể tìm tới cơ hội, cũng có thể chế phục nàng A. Cái này còn rắn độc, Lý Thiên Mệnh đã hận không thể lập tức giết chết nàng. Nguyệt Thần Thiên Thành, đến. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí, lặng lẽ phá vỡ Nguyệt Thần Thiên Thành kết giới, cùng Khương Phi Linh, Tiểu U đi vào chung. Tiểu U, người có biện pháp, tìm tới cha ngươi, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xác nhận. Tiểu U rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh oán hận Nguyệt Thần tộc, là bọn họ quỷ thần tộc cơ hội. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là không ngu ngốc. Nàng đồng dạng hận Lý Thiên Mệnh, có thể nàng biết, người nào khó đối phó hơn. Nàng cũng biết, Nguyệt Tinh Nguyên đối 9 tầng địa ngục, quan trọng hơn. Cho nên, nàng chủ động vì Lý Thiên Mệnh, tìm kiếm bổ đề. Bọn họ cha và con gái, đương nhiên là có gặp mặt phương thức. Nguyệt Thần Thiên Thành một gian không người trong đình viện. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này, lòng nóng như lửa đốt. Một bên khác, Khương Phi Linh khống chế Tiểu U, ánh mắt vô hồn, giống như là đã mất đi linh hồn một dạng, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Khương Phi Linh lung lay đầu, mờ mịt nhìn một chút Lý Thiên Mệnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có chuyện, cũng là giống như có trong nháy mắt, quên ta là ai? Khương Phi Linh cười khổ một cái, nói. Nhiều tai nạn. Nguyệt Thần tộc xâm lấn, Dạ Lăng Phong không thấy, tình trạng của nàng tiếp tục hay thay đổi. Lý Thiên Mệnh bây giờ thừa nhận, là hắn đời này lớn nhất gánh nặng. Hắn chả suy nghĩ nhiều hỏi vài câu, trong đình viện đột nhiên lạnh lẽo. Nhìn lại, một cái bạch bào người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bồ đề kéo ra trên đỉnh đầu mũ trùm, lộ ra một cái như bạch ngọc bóng loáng đầu, cái kia như ngọc trai hai mắt, nhìn một chút Tiểu U, lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi muốn uy hiếp ta. Bồ đề mí mắt nhảy một cái. Thanh âm của hắn, liền như là cửu U địa ngục truyền đến, lạnh đến thấu xương. Hiểu lầm, Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, Tiểu U, cùng cha ngươi nói một chút tình huống. Tiểu U gật đầu, sau đó đem chuyện đã xảy ra, cùng bồ đề cấp tốc nói một lần. Hắn lập tức hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, theo phàm nhân đến Nguyệt Chi Thần cảnh đỉnh phong, ngươi, rất đáng sợ. Bồ đề nói, loại này tán thưởng, chỉ có thể nói rõ, hắn sẽ kiêng kỵ chính mình. Không nói nhảm, người theo ta cùng một chỗ, giết Hy Hoàng, tối thiểu muốn dồn phục nàng, người báo mối thủ của ngươi, ta báo mối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi lúc nào thì, thả nữ nhi của ta? Bồ đề hỏi, sau khi chuyện thành công thì còn cho ngươi, đến lúc đó, lại công bình đọ sức đi. Lý Thiên Mệnh nói, lời hứa của ngươi, có thể tin sao? Bồ đề hỏi, có thể, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ thả người, bởi vì hắn còn có linh tâm chú. Đây không phải hung ác, mà chính là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hắn cùng bồ đề ở giữa, cũng có thủ không đợi trời chung. Bọn họ không có khả năng cùng tồn tại. Hắn muốn cùng tồn tại, nhưng bồ đề muốn giết hắn. Muốn không có một cái nào mạnh hơn Hy Hoàng, bọn họ không có khả năng đứng ở chỗ này. Được, bất quá chuyện này, người ngây thơ. Bồ đề thản nhiên nói. Nói thế nào, Lý Thiên Mệnh nói. Ta gặp qua nàng, nàng che giấu thực lực, nàng chân thực cảnh giới, vượt qua trật tự thiên, đạt tới thượng thần tu luyện cảnh giới đại cảnh giới thứ hai, tinh tướng thần cảnh. Cao hơn ta nhất trọng, mà lại, đây là đại cảnh giới vượt qua, nàng nắm giữ tinh tướng, thủ đoạn, người ta liên thủ, miễn cưỡng địch nổi đều khó khăn, chớ nói chi là chế phục nàng, nơi này chính là địa bàn của nàng, nàng có 300.000 thượng thần ở đây. Bồ đề nói, hắn là muốn đối kháng Hy Hoàng, nhưng là phương thức của hắn là ám sát. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh cái này biết được thân phận của hắn lôi không nổ, hắn liền có thể một mực giết tiếp. Vốn là Lý Thiên Mệnh, không muốn đem chiến trường dẫn hướng Viêm Hoàng, thì cùng hắn bảo lưu lấy lẫn nhau không bại lộ ăn ý. Nhưng là hiện tại, Lý Thiên Mệnh bại lộ. Hắn không muốn bại lộ. Tinh tướng thần cảnh. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy.
Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh liên hợp Bồ Đề, cùng một chỗ chế phục Hy Hoàng phương thức, tuyệt đối không thể được. Thậm chí, nói chuyện viển vông. Nhưng, phải giải quyết ngươi nguy cơ, ta có một cái biện pháp. Bồ Đề cái kia trắng lóa ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói. Mời nói, có một cái gọi là làm đế sư nữ nhân, nàng và Hy Hoàng, quan hệ bất phàm. Bồ Đề nói, làm sao không bình thường, Lý Thiên Mệnh hỏi. Hy Hoàng liền phụ mẫu cái chết, đều không có phản ứng gì, nhưng là, nàng và đế sư, lại so lẫn nhau, đem so với mạng của mình trọng yếu. Bồ Đề nói, làm sao ngươi biết, Lý Thiên Mệnh hỏi. Quan sát, thẩm vấn, Bồ Đề nói. Nói trắng ra là, vẫn là chi tiết. Những người này vì đạt thành mục đích, một cái so một cái hung ác. Nói cách khác, nhược điểm của ngươi là 9 tầng địa ngục, nhược điểm của ta là Viêm Hoàng, Hy Hoàng nhược điểm, là đế sư. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, ngươi cầm đế sư, tối thiểu nhất, có thể bức bách Hy Hoàng triệt binh. Bồ Đề nói. Vậy ngươi vì sao chính mình không cầm xuống? Lý Thiên Mệnh nói. Nói đùa a, cái này đế sư là Nguyệt Thần tộc đệ nhị cường giả, tu vi vừa đột phá trật tự thiên, cùng ta cảnh giới giống nhau, ta một người tại sao lại ở chỗ này cầm xuống nàng? Hiện tại muốn mạo hiểm giả là ngươi, không phải ta. Chính ngươi quyết đoán, ta không thích lục đục với nhau, chuyện của ngươi, ta sẽ mạo hiểm, sẽ liều mạng, nhưng là sau khi chuyện thành công, đem nữ nhi của ta, trả lại cho ta. Bồ Đề gần từng chữ một. Được, động thủ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp làm ra quyết đoán. Ta quan sát qua nàng 10 ngày, thời gian này, đế sư, nàng tại thành Bắc Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, mà Hy Hoàng, sẽ ở thành Nam Hy Hoàng Cung. Bồ Đề nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không thể không, lại lần nữa xem kỹ nam nhân này. Đây là một đầu, gánh chịu lấy 200.000 năm chủng tộc cừu hận độc lang. Hắn vì báo thù, hắn cái gì đều làm ra được. Hắn tiềm tàng, giết người, thành Nguyệt Thần tộc ác mộng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thật không nghĩ tới, hắn nhìn Tiểu U ánh mắt, như thế ôn nhu. Chỉ có cùng Tiểu U đối mặt thời điểm, hắn tựa như là một cái đơn giản phụ thân. Mà không phải một cái hung đồ. Phụ thân, ta yêu ngươi. Tiểu U không dám tới, nhìn xa xa hắn, nước mắt tràn mi mà ra. Ta yêu ngươi, Tiểu U. Bồ Đề mỉm cười, dưới ánh trăng, có chút rực rỡ. Linh Nhi, các ngươi ngay ở chỗ này, khác đi loạn. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ừm. Khương Phi Linh mỉm cười gật đầu. Nàng cũng tốt muốn nói ba chữ kia. Nhưng là, ngón tay run lên, hóa thành cho tàn. Nàng không dám nói ra khỏi miệng. Các nàng cùng một chỗ nhìn lấy, cái kia hai nam tử, một cái trung niên, một thiếu niên. Bọn họ là tử thù, nhưng lại vai cùng một chỗ, đi ra đình viện. Ánh trăng, có chút chướng mắt. Hôm nay Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, nhất là táo bạo, mãnh liệt. Điều này nói rõ, buổi tối hôm nay, trên trời hằng tinh nguyên, lại muốn bạo phát. Ây! Gió, hô hô theo bên tai thổi qua đi. Băng lãnh hàn khí, theo lòng bàn chân ào 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 đi lên tuôn. Kiếm Tuyết Nghi chạy nữa hai bộ, thì mới ngã trên mặt đất. Nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Trong đầu, vô số cỗ thi thể, cứ như vậy ngược lại ở trước mắt. Những cái kia đã từng cùng mình cùng một chỗ thoải mái, tu hành các bằng hữu, cứ như vậy lấy không thôi ánh mắt, rời đi cái thế giới này. Tiểu Hoàn, Du Nhiên, Trần Phong. Nước mắt ào 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 rơi xuống. Thiên Mệnh. Cứu ta, cứu ta. Nàng cổ họng khàn khàn, toàn thân run rẩy, lật người tới. Hoảng sợ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, một cái mái tóc dài màu trắng bạc nam tử, lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay một thanh kiếm, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy nàng. Ánh mắt ấy, cùng đối đãi hạt bụi nhỏ, khác nhau ở chỗ nào đây? Cái này, thì cao cao tại thượng thần. Ánh mắt của hắn mênh mông, kiếm trong tay, chỉ hướng Kiếm Tuyết Nghi. Thứ 43 chỉ con rán. Các ngươi, thật là biết tránh, chủng tộc thiên phú a. Hắn nhếch miệng, mỉm cười. Kiếm Tuyết Nghi não tử chống không, về sau bò, lăn, mồ hôi đầm đìa. Ta gọi Huy Nguyệt Dục, phù hợp trong lòng ngươi, thượng thần hình tượng sao? Huy Nguyệt Dục rơi trên mặt đất, từng bước một, tại trên mặt tuyết dẫm ra dấu chân, lấy biểu tình hài hước, nhìn lấy mặt tái nhợt như người chết Kiếm Tuyết Nghi. Ngươi nhiều nhất chỉ là một đống cứt chó. Chỉ có Thiên Mệnh mới thật sự là thần. Kiếm Tuyết Nghi dùng hết tất cả khí lực, hô lên câu nói này. Một khắc này, linh hồn của nàng đều tại cộng hưởng.
Ha ha. Huy Nguyệt Dục phình bụng cười to. Thiên mệnh, người dạng này gọi hắn, xem ra, người cùng hắn quan hệ không tầm thường. Hắn nói. Nói cho ngươi thì sao? Một năm trước, hắn vẫn là lão nương tiểu đệ, còn không có ta mạnh, ngươi nói, ngươi cái này sẽ chỉ mắt trợn trắng thiểu năng trí tuệ, ngươi lấy cái gì cùng hắn so. Kiếm Tuyết Nghi toàn thân còn đang run rẩy, thế nhưng là tâm lý phẫn nộ, chống đỡ lấy nàng, nói ra câu này câu nói. Lợi hại như vậy à? Vậy hắn làm sao không thân hóa 10 triệu, trước tới cứu ngươi đâu? Huy Nguyệt Dục ánh mắt âm lãnh, cười gằn nói, ngươi có đặc thù thân phận à? Vậy thì có thú, ta đem ngươi mang theo trên người, từng chút, chơi chết ngươi, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tín ngưỡng đổ sụp, đừng cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Kiếm Tuyết Nghi mất tiếng. Nàng là thật sợ. Nàng muốn tự vận. Thế nhưng là, nàng lập tức liền phát hiện, chính mình ngoại trừ nói chuyện, liền tự vận đều làm không được. Cái kia, thượng thần, hắn ở trên cao nhìn xuống, đứng tại Kiếm Tuyết Nghi trước mắt. Tay cầm ước vạn sinh tử. Đây chính là thần, rõ chưa? Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sai, các ngươi những xúc sinh này thi thể, giống như trời mưa rơi xuống, làm thịt các ngươi người, đó mới gọi thần. Kiếm Tuyết Nghi run rẩy, nước mắt ào 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 rơi xuống, hô lên một câu nói như vậy. Chậc chậc, Huy Nguyệt Dục, nhớ tới cái kia hình ảnh, trong lòng của hắn mất cân bằng. Đã từng đối thủ, hiện tại, giết hắn thì làm thịt gà giống như... Lúc ấy hắn lăn lộn ở phía xa, chỉ dám thả thức thần đạo kiếp, đều kém chút bị Lý Thiên Mệnh làm thịt. Phẫn nộ, vô hạn sinh sôi. Ta muốn đem ngươi cái miệng này, trực tiếp cho xé. Hắn ngồi xổm xuống, thanh kiếm cắm trên mặt đất, âm lãnh cười, duỗi ra hai tay, ngón tay đặt ở Kiếm Tuyết Nghi miệng phía trên. Ô ô, Kiếm Tuyết Nghi khóc giống lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thật tốt hưởng thụ, vì hắn chuộc tội. Cha hắn là Huy Nguyệt Hải. Không hề nghi ngờ, Huy Nguyệt Hải tuyệt đối là chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Hắn hận, hắn giận. Hắn đột nhiên dùng lực. Kiếm Tuyết Nghi kêu thảm. Đúng vào lúc này. Đinh. Một tiếng vang giòn. Kiếm Tuyết Nghi tại kêu thảm, nhắm mắt. Thời gian trôi qua hai hơi. Đau đớn, cũng không có đến. Nàng ngây dại. Nàng run rẩy mở to mắt. Giọt giọt thượng thần huyết, nhỏ ở trên miệng của nàng. Tay của người kia chỉ. Còn tại trong miệng nàng. Có thể những thứ này huyết, lại đến từ Huy Nguyệt Dục miệng. Kiếm Tuyết Nghi mộng. Nàng nhìn thấy một mũi tên, theo Huy Nguyệt Dục cái ót cắm đi vào, theo miệng của hắn mặc đi ra. Máu tươi theo cái này một mũi tên, nhỏ giọt Kiếm Tuyết Nghi trên mặt. Huy Nguyệt Dục trừng to mắt, không nhúc nhích. Chết rồi. Kiếm Tuyết Nghi não tử trống không, vươn tay, hung hăng đập Huy Nguyệt Dục mấy cái bàn tay. Không có động tĩnh. Ta đi mẹ ngươi. Dùng huyết cùng lão nương gián tiếp hôn môi a. Ta quất chết ngươi. Nàng liên tục mấy cái bàn tay, tát tại Huy Nguyệt Dục trên mặt. Ta thấu, thật là đau, người đạp mã thi thể cứng đến nỗi rất nhanh. Nàng chính mắng lấy, lại là phốc phốc vài tiếng. Cúi đầu xem xét, còn có mấy cái mũi tên, theo Huy Nguyệt Dục trên đầu xuyên qua, để hắn biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Trong suốt, chết bắn. A à, không phải, đừng có lại bắn, chết hẳn. Kiếm Tuyết Nghi quái khiếu, đẩy ra cái này cứng ngắc thi thể. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa trên đỉnh núi tuyết, một cái áo đen huyết nhãn thiếu nữ, trường bào phần phật, đứng trong gió. Nàng xem Kiếm Tuyết Nghi liếc một chút, thu hồi cung tên trong tay, nhảy lên một đầu màu đen cự thú trên thân, bay lên mà lên, biến mất tại tanh trong gió. Kiếm Tuyết Nghi nhận biết nàng. Nàng là Lâm Tiêu Tiêu. Chúng ta, sẽ không thua. Vào đêm. Tối nay ánh trăng cực kỳ táo bạo, nguyệt tinh nguyên giống như là suối phun một dạng, theo mặt đất khe hở bên trong phun trào mà ra. Toàn bộ nguyệt chi thần cảnh, đều lâm vào sao động, hỗn loạn trong không khí. Lâu dài ôn nhuận thế giới, hôm nay biến đến 10 phần nóng bức, những cái kia nguyệt tinh nguyên lực lượng bổ nhào vào trên thân, có loại hỏa tinh bắn tung tóe đến trên người cảm giác. Trước kia, nguyệt tinh nguyên bạo phát, lại là nguyệt thần thiên thành ngày tốt. Dạng này ban đêm. Sẽ có đại lượng người trẻ tuổi, tràn vào thiên thành đường đi, cử hành náo nhiệt hội đèn lồng. Nguyệt thần tộc yêu quý văn nghệ cùng ca múa, yêu thích nhã nhặn, hội đèn lồng chi dạ, thiếu niên nam nữ, vui cười chơi đùa, đèn đuốc rã rời, gì sự tươi đẹp. Thế mà, tối hôm nay Nguyệt thần thiên thành, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia tinh không sát thủ, còn tại tòa thành trì này một ngày, nơi này liền vĩnh viễn đều khó có khả năng,
khôi phục phồn hoa. Tĩnh mịch bầu không khí, giống như là đen nghịt mây đen, đặt ở Nguyệt Thần Thiên Thành trên đỉnh đầu, mỗi người đều không thở nổi. Thiên Thành phương Bắc, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Gần nửa tháng, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đã đóng lại, Nguyệt Thần tộc đám thiên tài bọn họ, chỉ dám ở nhà bên trong. Làm Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề, tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc bên trong thông suốt thời điểm, bọn họ một người đều không nhìn thấy. Bên người cái này bạch bào nam nhân, trên người hắn, có một loại tương đương khí tức âm lãnh, thời khắc đều đang nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, chính mình là cửu nhân của hắn. Như không phòng bị, hắn rất có thể liền sẽ cho mình, nhất kích chí mệnh. Một đường không nói chuyện. Xuyên qua Tiểu Trúc Lâm, Lý Thiên Mệnh lần nữa đi vào, Nguyệt Thần Thiên Trì. Đế sư hành cung, ngay tại Nguyệt Thần Thiên Trì bên cạnh, lần này đi vào, vẫn muốn phá tam trọng thần cấp kết giới. Bồ Đề đã sớm biết. Hắn có thể tại thần cấp trong kết giới, xuyên thẳng qua tự nhiên. Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh lần nữa mở ra cái này tam trọng thần cấp kết giới, mang theo hắn cùng một chỗ, đi vào Nguyệt Thần Thiên chỉ trước thời điểm, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hai người bọn họ nói ánh mắt âm lãnh, rơi vào Nguyệt Thần Thiên chỉ trước, cái kia một tòa cô độc trên cung điện. Dài rộng đều tự khoảng 2 vạn mét. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua tòa cung điện này nói. Hắn trật tự chi đỉnh. Đường kính có 4 vạn mét. Nàng liền tại bên trong, chỉ có nàng một cái. Bồ Đề nói. Làm sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái. Nghe thấy được vị đạo. Bồ Đề hít một hơi nói. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc còn thừa lại 5 cái đại nguyệt sư không chết, nhưng đoán chừng đều về nhà. Đã người ở bên trong, Lý Thiên Mệnh liền lập tức xuất thủ. Hắn thả ra trật tự chi đỉnh, vào tới phía trên cung điện, đem trật tự chi đỉnh mở rộng. Móc ngược đi qua. Ầm ầm, đường kính đạt tới 4 vạn mét đỉnh lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống. Thi Hoàng từng muốn dùng cái này trật tự chi đỉnh, đến bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Lại không nghĩ rằng, bây giờ đổi thành Lý Thiên Mệnh, dùng trật tự chi đỉnh giết Ngũ Nguyệt Sát Thần cùng Phong Nguyệt Thân Vương. Hiện tại, đến phiên đế sư. Ầm ầm, trật tự chi đỉnh trọng lượng to lớn, cái này một đập xuống tới, tại chỗ đem một tòa bát ngát cung điện, toàn bộ che lại. Cái kia khổng lồ lực đạo, càng là chấn động đến mất cả tháng đêm Tiểu Trúc đều đang run rẩy. Thân đỉnh dựa vào trọng lượng, tối thiểu áp tiến vào trên mặt đất 100 mét, chấn lên vô số bùn đất. Mãnh liệt này chấn động, dẫn đến cái kia trước đây thì sụp đổ qua một lần cung điện, càng là lại lần nữa sụp đổ. Vô số tường gạch, mái ngói, ầm vang rơi xuống đất. Rầm rầm rầm, trật tự chi đỉnh bên trong, hồi âm không ngừng chấn động, khiến người ta mê muội. Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề đều biết, chỉ muốn động thủ, vậy thì nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Cái này Nguyệt Thần Thiên Thành có 300.000 thượng thần, còn có Hy Hoàng dạng này đứng đầu cường giả, chỉ phải chậm hơn một bước, hết thảy đều làm hư. Đế sư, chỉ có một cái. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội. Tại cung điện này sụp đổ bên trong, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt, một cái theo phế tích chi bên trong lao ra tới nữ tử. Nữ tử này tóc đâm thành một chùm, thân mặc trường bào, dung mạo rung động lòng người nhưng lại phá lệ băng hàn. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được trật tự chi đỉnh, nhìn lần thứ hai càng là quét tới, thấy được Bồ Đề, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cùng hắn tứ đại cộng sinh thú. Cho tới bây giờ, gặp qua Lý Thiên Mệnh thập đại biết thần nhân, đều đã chết. Cho nên lần này, hắn sử dụng chính là cùng huyễn thiên chi cảnh bên trong, một dạng 7 đại thức thần. So sánh thập phương kỳ nguyên thần kiếm hoàn chỉnh, uy lực khẳng định phải kém một chút. Nhưng không có cách, hắn không xác nhận đế sư, Bồ Đề sẽ chết, hắn không thể cho Bồ Đề lưu lại tay cầm. Nhân hoàng, quỷ hoàng, hy hoàng, tam hoàng chi tranh, trước mắt đến xem, người nào nhược điểm rõ ràng nhất, người nào tay cầm nhiều nhất, người nào thì trước hết xong đời. Các ngươi nhập bọn với nhau, vẫn là nói, các ngươi vốn chính là cùng một bọn. Đế sư mi đầu thật sâu nhăn lại. Đáng tiếc, căn bản không ai trả lời. Nàng thả ra truyền tin thạch, đáng tiếc bị trật tự chi đỉnh chặn lại. Bất quá, nàng cũng không sợ. Trật tự chi đỉnh động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài sẽ bị kinh động. Chỉ cần mình chống đỡ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đổ nhào trật tự chi đỉnh. Lý Thiên Mệnh tới quá nhanh, Phong Nguyệt Thân Vương mệnh linh thạch, còn tại Hy Hoàng Cung. Cho nên, nàng còn không biết, Phong Nguyệt cùng 20.000 thượng thần, đã chiến tử tin tức. Sau đó, đế sư lấy vô cùng ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía Bồ Đề. Ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên.
Đây là nàng hài lòng nhất tình huống. Vừa vặn, có thể một mẻ hốt gọn. Hai người kia, quả thực cũng là Nguyệt thần tộc nhức đầu căn nguyên. Một cái hẳn phải chết, một cái đối Hy Hoàng có tác dụng lớn. Trật tự chi đỉnh, đây là khốn trụ đế sư, vẫn là khốn trụ chính bọn hắn. Đế sư tâm lý cười lạnh. Đối với liếc một chút, Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề, đã liên thủ, trực tiếp toàn lực ứng phó. Một trước một sau. Bồ Đề phía trước, Lý Thiên Mệnh ở phía sau. Đế sư đột phá đạp thiên thập nhị giai thời gian không dài, nhưng chỉ cần cảnh giới tại, nàng lực lượng thì có. Trong lúc nhất thời, nàng sáu đại thức thần, toàn bộ theo kiếp vòng bên trong sinh ra. Sáu đóa to lớn liên hoa, theo thân thể của nàng lan tràn mà đến, xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng. Mỗi một đóa liên hoa đường kính, đều đạt đến 500 mét. Chỉ xem bông hoa, cái này thức thần có thể so sánh tiên tiên bốn đóa hoa, cũng còn phải lớn hơn nhiều. Đây là thực vật hệ thức thần. Cái này sáu đóa liên hoa, toàn bộ đều là màu trắng, nhưng lẫn nhau ở giữa lại hoàn toàn khác biệt. Đó là bởi vì, hoa của bọn nó múi phía trên, lưu chuyển lên, chính là thuộc tính khác nhau lực lượng, có bạch liên, thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, có phía trên màu trắng lôi đình bôn tẩu, còn có ẩn chứa phong bạo, có băng vụ lượn lờ, cực độ âm lãnh, còn có kiên cường như kim loại. Sau cùng một đóa, thì bao phủ trăng sáng quang mang, vô cùng lập lòe, thì cái này một đóa liên hoa, đều muốn tối tăm trật tự chi đỉnh, chiếu sáng 10 phần lóe sáng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận biết cái này thức thần. Cái này nghe nói là lục kiếp bên trong, cơ hồ mạnh nhất thức thần, gọi là lục nguyệt bạch liên. Sáu đại thức thần, sáu loại thuộc tính. Cái này thức thần, công phòng nhất thể, tiếp tục chiến đấu lực mạnh phi thường, phù hợp thực vật hệ thức thần đặc điểm. Sáu đại thức thần, toàn bộ đều là đạp thiên thập nhị giai thức thần chi lực. Mới vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh thì tự thể nghiệm đến, cái này lục nguyệt bạch liên uy lực. So với phong nguyệt thân vương phong nguyệt thần luân, cường đại rất nhiều. Tại cái này lục nguyệt bạch liên chiếu rọi xuống, đế sư khí chất đột nhiên biến hóa, tựa như là một cái thánh nữ như vậy, thuần khiết, cao thượng, không thể xâm phạm. Ong ong ong, đạp thiên thập nhị giai tinh luân nguyên lực, tại trật tự chi đỉnh bên trong kích động. Trước mắt cảnh giới sau khi tăng lên, trật tự chi đỉnh đối Lý Thiên Mệnh thực lực tăng phúc, xa không như lúc trước, hắn liếc mắt liền biết, nếu như muốn độc chiến đế sư, coi như tại cái này trật tự chi đỉnh bên trong, đều rất không có khả năng cầm xuống. Điều này nói rõ hắn tìm đến Bồ Đề quyết định, vô cùng chính xác. Đế sư như lâm đại địch, nàng hoàn toàn mặt hướng Bồ Đề. Nàng bản thể bao quát tứ đại thức thần, hoàn toàn khóa chặt Bồ Đề, cùng hắn chính diện chém giết. Nàng chỉ dùng hai đại thức thần, đến ngăn trở Lý Thiên Mệnh đường. Bồ Đề là quỷ thần, hắn nắm giữ có thể so với cộng sinh thú nhục thân, có đỉnh cấp thần thông, chiến quyết, đơn thể bạo phát lực mạnh nhất, nhưng dù sao chỉ có một cái. Mà Lý Thiên Mệnh bên này, thức thần cộng sinh thú cùng nhau, có 12 cái chiến đấu đơn vị. Nàng dùng hai cái thức thần, liền muốn ngăn trở Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp bạo khởi. Trước mắt hai cái thức thần, một cái là hỏa diễm bạch liên, một cái là lôi đình bạch liên. Miêu miêu cùng huỳnh hỏa, trực tiếp xông tới, thần thông oanh tạc, cùng cái này hai đại thức thần đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm cùng hỏa diễm lăn lộn, lôi đình cùng lôi đình kích động. Lam hoang cùng tiên tiên, một cái dùng thánh quang đằng mạn cuốn lấy lôi đình bạch liên, một cái trực tiếp xông tới, đâm vào ngọn lửa kia bạch liên phía trên. Hai bọn chúng, trực tiếp đè chết cái này hai đại thức thần. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh hội tụ bảy đại thức thần trường kiếm, bôn tẩu mà đến. Nguyệt dạ tiểu sát kiếm, đông hoàng kiếm cùng kỳ nguyên thần kiếm, kết thành kiếm trận. Vô số trăng sáng hội tụ, bạo sát xuống. Phốc phốc phốc. Đông hoàng kiếm, huỳnh hỏa tử vong luyện ngục cùng đông thần thái hạo kiếm các loại ba thanh kỷ nguyên thần kiếm, cắm vào hỏa diễm bạch liên phía trên. Miêu miêu càn khôn điện mâu, hồn thiên điện ngục cùng bắc cực vĩnh sinh kiếm các loại bốn thanh kỷ nguyên thần kiếm, cắm vào lôi đình bạch liên phía trên. Hai bút cùng vẽ, hoàn toàn nhanh chuẩn hung ác chém giết. Đế sư không yếu, nhưng là nàng cái này đợt thứ nhất thực lực phân phối. Quá có vấn đề. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Bản thể cùng tứ đại thức thần, tiến công Bồ Đề, chỉ còn lại không tới 1/3 chiến đấu lực, đến ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Phàm là nàng lại phân ra một cái thức thần, đều không đến mức dạng này. Phá! Lý Thiên Mệnh một chiêu này tổ hợp bạo sát, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuyên thủng hai đại thức thần.
thần thông cùng kỷ nguyên thần kiếm, đối thức thần lực sát thương vốn là cường. Cái này hai đại thức thần, đã tính toán kiên cố, có thể bị tiên tiên Lam Hoang khống chế tình huống dưới, bọn họ liền thức thần đạo kiếp đều không thi triển đi ra, liền để Lý Thiên Mệnh, tại chỗ đánh tan. Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề, đều là đến tốc chiến tốc thắng. Bọn họ cũng không muốn cùng đế sư dây dưa. Như thế, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tìm được cơ hội, vừa đối mặt thì toàn lực ứng phó, trực tiếp diệt đế sư hai đại thức thần. Thức thần tương đương trọng thương, đế sư càng là tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Nàng đột nhiên quay đầu, đờ đẫn nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Lần sau nhớ đến, đa phần một cái thức thần đối phó ta. Lý Thiên Mệnh chỉ nói câu này, lại lần nữa theo phía sau nàng trùng sát mà đến. Mà tại đế sư trước mặt, Bồ Đề toàn thân lập lòe bạch ngọc quang mang. Thân thể của hắn quả thực giống là quái thú một dạng, vô cùng đơn giản nhất quyền đánh ra, một quyền kia chấn lan ra long tượng hư ảnh, thành hai đầu mãnh thú, trực tiếp chấn động tại hai cái liên hoa thức thần phía trên. Rầm rầm rầm, chỉ là Bồ Đề, nàng toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản. Vốn là bị vây công, kết quả vừa đối mặt, liền bị Lý Thiên Mệnh xử lý hai cái thức thần. Phiền toái, đế sư sắc mặt đại biến, rõ ràng muốn sập bàn. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, nàng lập tức thi triển thức thần đạo kiếp. Hạ dạ hoa hải. Còn lại bốn đóa liên hoa, vậy mà đột nhiên tản ra, hóa thành vô số cánh hoa, tạo thành một mảnh như là tinh không giống như sáng chói biển hoa. Mỗi một cánh hoa phía trên, đều có phong bạo, hàn băng, kim loại cùng ánh trăng lực lượng. Những thứ này biển hoa hội tụ tại bên cạnh nàng, tựa như là một loại phân hóa 10 triệu ngự kiếm thuật. Có thể tiến công, cũng có thể hình thành thật dày bức tường ngăn cản, vì nàng ngăn cản toàn phương vị tiến công. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, mỗi cái thức thần tu luyện giả, tuy nhiên chỉ có một loại thức thần đạo kiếp, có thể uy lực của nó xác thực rất có ý tứ. Hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thức thần đạo kiếp, còn không có khai quật ra đâu. Hắn tuy nhiên cảm khái, có thể trong tay tiến công, lại một chút cũng không có thư giãn. Đế sư có thể tính biết được sự lợi hại của hắn. Tại hai mặt thụ địch tình huống dưới, nàng phân ra một nửa tâm thần ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Các ngươi hai cái nghịch tặc, nhất định sẽ trả giá đắt. Đế sư thê lương hô một tiếng. Binh khí trong tay của nàng, thuộc về tam giai trật tự thần binh. Nhưng nói thật, cùng thuộc tam giai trật tự thần binh, bởi vì trật tự thần văn loại hình khác biệt, uy lực khác nhau rất lớn. Đang trồng loại không sai biệt lắm tình huống dưới, trật tự thần văn số lượng, đồng dạng quyết định uy lực. Tỷ như binh khí của nàng, đoán tạo thời điểm, dung hợp nguyên tố thần tai, trọn vẹn đạt đến 6 loại. Nói cách khác, nắm giữ 6 cái đến từ nguyên tố thần tai trật tự thần văn. Cái này dẫn đến uy lực của nó, so phổ thông tam giai trật tự thần binh đều mạnh hơn. Đó là một thanh, thương dù. Như thế nào thương dù? Nói ngắn gọn, thì là một thanh cán dù rất dài, dù mũi lợi dù. Mở dù làm thuẫn, thu dù vì thương. Cái này chính là một loại tạo hình kỳ lạ, nhưng công thủ cân bằng sáng ý binh khí. Đế sư không tách ra dù, thu dù, vừa có khả năng tấn công. Tên của nó rất văn nhã, gọi là Vũ Mộc Thiên Loan. Không cần phải nói đều biết, đây là Hy Hoàng tại trật tự chi địa giá cao mua sắm, tặng đưa cho nàng binh khí. Đế sư tay cầm Vũ Mộc Thiên Loan, thi triển hai đại tam cảnh thần quyết, phân biệt là Phồn Hoa Tinh Hải Quyết, cùng Chư Thiên Vũ Mạc, một công một thủ, cùng Bồ Đề chém giết cùng một chỗ. Nàng thức thần hình thành hạ dạ hoa hải, thì phân ra tối thiểu 3/4, tới đối phó Lý Thiên Mệnh. Nhìn như vậy, nàng rõ ràng đem Lý Thiên Mệnh, nhìn thành cùng cấp bậc đối thủ. Đế sư tâm lý lại khó có thể tin, nàng đều đến thừa nhận Lý Thiên Mệnh đáng sợ. Kinh tâm động phách. Bất quá, nàng còn đánh giá thấp. Không chỉ là đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, còn đánh giá thấp Bồ Đề. Tại tam đại tu luyện phương thức bên trong, cùng cảnh giới đối địch, mặc kệ là bản nguyên thú tộc còn là quỷ thần, chiến đấu lực đều tại thức thần tu luyện giả phía trên. Bồ Đề nhục thân cương mãnh, hoàn toàn là cận chiến phong cách, lại nhanh lại hung mãnh. Hắn thần thông khoảng cách gần bạo phát, quyền cước kiên cường đến cùng trật tự thần binh giống như, có thể trực tiếp đón đỡ Vũ Mộc Thiên Loan đâm xuyên, tinh luân nguyên lực thật lớn. Oanh! Hắn không rên một tiếng, liền đã nhất quyền đánh bay đế sư binh khí. Quyền kế tiếp đánh vỡ một phần nhỏ hạ dạ hoa hải, ức hiếp mà lên. Trong bóng tối, hắn hai mắt trắng lóa, hoàn toàn là một cái không có tình cảm sát thủ. Ngươi là quỷ thần tộc, ở đâu ra quỷ thần tộc? Đế sư cả kinh nói.
Bồ đề không có trả lời, lóe lên mà đến, một chân quét ngang, long tượng nộ hống. Đế sư Thu dù thi triển, chư thiên vũ mạc, ngăn cản, lại lần nữa bị đánh bay, hung hăng đụng vào trật tự chi đỉnh trên nội bích, đột nhiên phun máu. Các ngươi quỷ thần tộc, thì ưa thích làm tinh không giặc cỏ thật sao? Đế sư sắc mặt tái nhợt, miệng đầy là máu. Quỷ thần tộc trong tinh không phân bộ rất rộng, 9 tầng địa ngục chỉ là không quan trọng một chi. Muốn để đế sư liên tưởng đến, bồ đề cùng 9 tầng địa ngục có quan hệ, kỳ thật cũng không dễ dàng. Bọn họ càng có khuynh hướng, bồ đề đến từ tinh không. Đế sư đều là gần nhất, mới đối Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Nguyên đỉnh sự tình, hơi có hiểu rõ mà thôi. Cuộc chiến đấu này, mặc kệ đế sư làm sao hô gọi thế nào, Lý Thiên Mệnh cùng bồ đề, đều không rảnh nói chuyện cùng nàng. Tại bồ đề bị thương nàng thời điểm, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên bị hạ dạ hoa hải vây quanh, có thể hắn vẫn là rất nhanh, thì dựa vào trật tự chi đỉnh tăng phúc, còn có cộng sinh thú, thức thần lực sát thương, cứ thế mà đem cái này hạ dạ hoa hải xé rách, làm cho chúng nó trở lại thức thần trạng thái. Biến trở về thức thần, bởi vì bị tổn thương, cho nên cái này bốn đóa liên hoa, đều có chút ảm đạm. Rầm rầm rầm. Bồ đề đặc biệt nhằm vào đế sư bản thể, Lý Thiên Mệnh thì giải quyết thức thần. Phốc phốc phốc. Cái này còn lại tứ đại thức thần, tại Lý Thiên Mệnh vây công dưới, tiếp tục nứt toác. Ở trong đó, Kỳ Nguyên Thần Kiếm cùng Miêu Miêu Thần Thông lực sát thương mạnh nhất. Mà lại, đế sư bản thể căn bản chịu không được bồ đề trùng kích. Nàng vì bảo mệnh, chỉ có thể thu hồi lại một cái thức thần trợ giúp chính mình, cái này dẫn đến Lý Thiên Mệnh bên này ưu thế càng lớn. Nhanh điểm. Hắn giống lên một tiếng. Ầm ầm. Bồ đề lại lần nữa nhất quyền, đánh vào đế sư trên hai tay. Nàng lại lần nữa đâm vào trên nội bích, toàn thân bạo huyết, cái ót đều cơ hồ va nứt. Quá mạnh, càng làm cho nàng vô lực là, Lý Thiên Mệnh bên này mạnh hơn. Nó lục nguyệt bạch liên chân áp, thay đổi, vẫn là chịu không được Lý Thiên Mệnh vây giết. Kỷ Nguyên Thần Kiếm xuyên thấu phía dưới, còn lại ba cái thức thần, liên tục bị đánh nát hai cái. Chỉ còn lại một cái tại phá toái trước, trốn về đế sư kiếp vòng bên trong. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đế sư tuyệt vọng nói. Ngươi cần phải suy nghĩ một chút, các ngươi đang làm cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng bồ đề cùng một chỗ giết đến trước mắt của nàng. Phốc phốc phốc. Đế sư tại bọn họ vây công phía dưới, tại chỗ trọng thương. Kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Bồ đề duỗi ra như bạch ngọc tay, đem đế sư hung hăng kéo qua đến, trực tiếp ấn trên mặt đất. Đế sư kiếp vòng, tại nàng trơn bóng phần lưng. Đó là sáu cái trắng như tuyết liên hoa đồ án, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng lại là hình xăm. Không, đừng, đừng. Đế sư sắc mặt thảm biến. Nàng giãy giụa vô dụng, bồ đề nhục thân lực đạo quá mạnh. Tại hắn chân áp xuống, đế sư chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Đông Hoàng kiếm, một lần đâm xuống. A à, đế sư thê lương thống khổ, phần lưng phún huyết. Nguyên một đám kiếp vòng, bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng. Lục Nguyệt Bạch Liên, toàn phế bỏ. Ngươi khóc cái gì, hiện tại ngươi có thể bất tử, không phải liền là may mắn lớn nhất ha. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, Đông Hoàng kiếm đâm vào đế sư phần eo. Từng đạo đế quân kiếm ngục, điên cuồng tràn vào đế sư thân thể. Ngươi hướng trong thân thể ta rót cái gì? Đế sư cảnh giác, mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không có trả lời. Nàng còn có chiến đấu lực, quả đấm của ngươi giết không chết người, lại đánh mấy cái quyền đi. Lý Thiên Mệnh nói. Giết không chết người. Bồ đề lắc đầu, khẽ mỉm cười một cái, liên tục mấy cái quyền đánh tại đế sư trên thân. Nữ nhân này ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị đánh rách tả tơi, phun ra trong máu, cơ hồ đều mang nội tạng toái phiến. Các ngươi, thật là tàn nhẫn. Đế sư tuyệt vọng run rẩy. Tàn nhẫn, nếu như cái này gọi tàn nhẫn, 100.000 thượng thần đi xuống đổ sát người vô tội, cái kia kêu cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm nàng phần gáy, đem nàng cho nhấc lên. Việc này không nên chậm trễ. Trật tự chi đỉnh, trực tiếp thu lại. Bọn họ xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Trì bên cạnh. Đế sư đối với mình rất tự tin, cho nên hiện tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc không có người nào. Lại thêm, Lý Thiên Mệnh bọn họ động thủ, thực sự quá nhanh quá ác, con tin nơi tay, đối phương trợ giúp đều còn chưa tới. Đi trước. Bọn họ dẫn theo đế sư, hóa thành huyễn ảnh, nhanh chóng nhanh rời đi. Loại sự tình này, bồ đề đã làm qua vô số lần.
đế sư một đường thổ huyết, đã hôn mê đi, hấp hối. Mới ra nguyệt dạ tiểu trúc, bên ngoài động tĩnh to lớn, có rất nhiều người hướng bên này vào tới, Lý Thiên Mệnh lách mình né qua đi. Trong bóng tối, hắn cùng Bồ Đề tại trong đường tắt đối mặt. Ta đã giúp ngươi làm được, làm sao đi cùng Hy Hoàng đánh cược, đó là ngươi chuyện của mình, hiện tại, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Bồ Đề gần từng chữ một. Ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc. Được. Lý Thiên Mệnh gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Bọn họ vòng qua rất nhiều truy tung, nhìn lại, nguyệt dạ tiểu trúc, đèn đuốc sáng trưng. Hiện tại đế sư bị chế phục. Nguyệt thần tộc ngoại trừ Hy Hoàng, càng không có, có thể đuổi tới người của bọn hắn. Ám sát, là hai người bọn họ sở trường. Bọn họ không có Hy Hoàng dạng này nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo thị tộc, chỉ có thể ở trong âm u hành tẩu. Ánh trăng càng đậm, nguyệt tinh nguyên bạo phát, cũng càng thêm cuồng bạo. Lý Thiên Mệnh cùng Bồ Đề, khống chế đế sư, trở về ban đầu trong đình viện. Khương Phi Linh cùng Tiểu U, chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Siêu. Bọn họ lách mình, xuất hiện tại cái này trong đình viện. Tiểu U. Bồ Đề vươn tay. Phụ thân. Tiểu U một đường chạy chậm, vọt lên, đụng phải Bồ Đề trong ngực. Bồ Đề đem nàng bế lên. Nàng thì ôm lấy Bồ Đề cổ, ô ô thút thít, phụ thân, Tiểu U rất nhớ ngươi. Không sao. Bồ Đề vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đối diện với hắn, Lý Thiên Mệnh khống chế hấp hối đế sư, cùng Khương Phi Linh sóng vai đứng vững. Làm gì, nữ nhi tới tay, muốn giết ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Giết ngươi, liền không có người biết thân phận của ta. Bồ Đề mặt không chút thay đổi nói. Vậy ngươi động thủ, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Ta cũng không muốn dẫn tới Nguyệt thần tộc. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, đã không phải là hắn có thể nhất kích tất sát người. Nói xong câu đó, hắn ôm lấy Tiểu U, quay người biến mất trong bóng đêm. Ca ca, hắn thực lực như thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Rất mạnh, chủ yếu dựa vào hắn mới đánh bại đế sư, bất quá, ta vẫn là cảm giác, hắn có giữ lại. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể nhìn thấu, hắn nhìn ánh mắt của ngươi, tràn ngập địch ý. Các ngươi tuy nhiên liên thủ, nhưng hắn là cái cửu hận sinh sôi máy móc, hắn sẽ không quên, ngươi giết con của hắn, càng sẽ không quên cái, là ngươi mượn đao giết người, để vợ hắn cùng huynh đệ, toàn bộ chết thảm. Khương Phi Linh nói, ta biết, cùng sói cùng múa, áp sát quá gần, sẽ bị ăn sạch. Trước có độc xà, sau có độc lang. Đây chính là Lý Thiên Mệnh tình cảnh. Muốn không phải độc xà quá mạnh, bầy rắn đông đảo, hắn sao có thể. Cùng oán niệm ngập trời độc lang, tiến tới cùng nhau. Tiểu U trả lại cho hắn, nhưng linh tâm chú, vẫn còn ở đó. Cho nàng cũng phía dưới linh tâm chú. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh dùng tay run rẩy chỉ, tại đế sư trên người có, đế quân kiếm ngục, trên cơ sở, lại điệp ra linh tâm chú. Có nàng, ta muốn chết trưởng khống nguyệt thần tộc. Tiếp đó, gặp mặt Hy Hoàng, nhất định sẽ càng thêm hung hiểm. Bất quá. Lấy Viêm Hoàng Đại Lục hiện tại gặp phải tình huống, nơi nào có đường lui. Linh Nhi, một hồi ta đơn độc đi tìm nàng, người ở bên cạnh ẩn tàng, như có biến, chính người phán đoán. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, ca ca. Khương Phi Linh cố nặn ra vẻ tươi cười. Dưới ánh trăng, con mắt của nàng huỳnh quang thiểm thước, thỉnh thoảng lại trở nên lỗ trống, mờ mịt. Lấy hiện ở loại tình huống này, Khương Phi Linh đã là bên cạnh hắn, lớn nhất có thể giúp một tay người. Đi. Lý Thiên Mệnh cùng nàng cùng một chỗ, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Ong ong ong. Trong lỗ tai, tràn ngập tinh nguyên bạo động thanh âm. Bàng bạc lực lượng, theo dưới lòng bàn chân lật lên trên lăn. Khương Phi Linh giấu ở phía xa, Lý Thiên Mệnh thì gánh lấy rằng giặc tỉnh lại đế sư, xuất hiện ở Hoàng Thành trước đó. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt để trên Hoàng Thành bọn thủ vệ sôi trào. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, thét lên nổi lên bốn phía. Lý Thiên Mệnh bóp lấy đế sư cổ, đem giấy giụa lấy nàng, giơ lên, cho Nguyệt thần tộc nhìn, sau đó nói, để Hy Hoàng đi ra, ta muốn gặp nàng. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Đế sư trong tay hắn. Nguyên lai, vừa mới là hắn đi Nguyệt dạ tiểu trúc. Không đúng, hắn làm sao có thể tù binh đế sư. Đế sư thế nhưng là chúng ta Nguyệt thần tộc đệ nhị cường giả. Tên vương bát đản này. Giống như hủy đi đế sư kiếp vòng, còn để đế sư sống không bằng chết. Làm thịt hắn, nhất định muốn làm thịt hắn.
Dưới sự phẫn nộ, nguyên một đám nguyệt thần tộc xuất hiện. Bọn họ nhìn đến đế sư thảm trạng, ánh mắt đỏ như máu, nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh. Đợi không được nửa khắc đồng hồ, thiên địa tựa hồ cũng biến đến phá lệ âm lãnh. Nâng lên xem xét, một người mặc lấy quần dài màu lam, dáng người thon dài, mang theo bạch miêu mặt nạ cao gầy nữ tử, xuất hiện tại trên tường thành. Nàng phút chốc rơi xuống, đứng tại Lý Thiên Mệnh 5 mét bên ngoài. Cái kia dưới mặt nạ, một đôi như tĩnh mịch băng hải giống như ánh mắt, băng lãnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng liếc mắt qua, liền có thể nhìn đến đế sư tình huống. Người cùng xúc sinh kia liên thủ, bắt giữ đế sư, phế đi nàng kiếp vòng. Thi Hoàng khẽ mở môi đỏ, nàng nói mỗi một chữ, đều giống như bọc lấy hàn băng. Cho đến ngày nay, tâm tình của nàng, đã không chỉ là phẫn nộ, mà chính là âm lãnh. Đúng, người nói đều đúng. Lý Thiên Mệnh chỉ ấn, nắm vào đế sư trên cổ. Hắn tùy thời đều có thể đem cái này đầu, cho vặn xuống tới. Không tầm thường a, Lý Thiên Mệnh, nhiều lần đều muốn tại chấm trong tay lật trời, còn giết Phong Nguyệt, cùng chấm 20.000 nguyệt thần tộc. Thi Hoàng híp mắt nói. Không có cách nào a, ai bảo các ngươi khinh người quá đáng đâu. Ta đều nhận sợ, chuẩn bị đến đây giúp ngươi phá kiếp, có thể các ngươi còn muốn tiếp tục đổ sát, cái này đều đem ta ép lên tuyệt lộ, ta có thể không thèm đếm xỉa sao. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ngươi lại ngược lại đem ta nhất quân. Thi Hoàng nhún nhún vai. Người khác một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh nắm bắt đế sư mặt, để cho nàng cùng Hy Hoàng đối mặt. Các nàng ánh mắt thời điểm đụng chạm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm nhận được, Hy Hoàng lửa giận. Tạch tạch tạch, ngón tay hắn dùng lực, đế sư mặt, bị hắn bóp lõm vào, xương cốt phá nát. Đế sư đau đến nước mắt chảy ngang, cúi đầu kêu thảm, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân run rẩy, nhưng quả thực là không nói một câu. Nàng xem thấy Hy Hoàng ánh mắt, có chút tan nát cõi lòng. Nhóc con muốn chết. Thả ra chúng ta đế sư. Tặc tử, người tất chém thành muôn mảnh. Bên cạnh nguyệt thần tộc giữ tợn nộ hống. Cùng nàng nói hai câu đi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Hy Hoàng, tại đế sư bên tai nói. Ngô ngô. Đế sư ngậm miệng, không có cùng Hy Hoàng nhìn thẳng. Lý Thiên Mệnh thời khắc đều đang nhìn Hy Hoàng phản ứng. Nàng tâm tình kịch liệt biến hóa, thỉnh thoảng buông lỏng. Thỉnh thoảng kéo căng. Trong cặp mắt, có sâu vô cùng lạnh lùng. Nàng đồng dạng, cố ý không nhìn đế sư. Tiểu hài tử, người đây là tại đùa lửa. Người sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Hy Hoàng nói. Thiếu hù dọa ta biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Người không muốn để cho nàng chết, liền hảo hảo nghe điều kiện của ta. Ta sẽ không quá mức phận, chỉ nhắc tới hai cái. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Chàng diện tĩnh mịch. Tạch tạch tạch, chỉ có đế sư cốt cách phá nát thanh âm, như thế chói tai. Nói thật, Hy Hoàng không có trực tiếp động thủ, đã nói lên đế sư trong lòng nàng phân lượng. Đổi Phong Nguyệt Thân Vương, nàng có thể sẽ trước tiên đem, Phong Nguyệt Thân Vương làm thịt rồi. Lý Thiên Mệnh đưa ra hai điều kiện về sau, Hy Hoàng như là một ngôi tượng đá, không có trả lời. Đây hết thảy đều đang nói rõ, nội tâm của nàng, đang tiến hành kịch liệt dẫy giụa. Trong lòng của nàng, đang nổi lên nhìn không thấy ngập trời chi nộ. Lý Thiên Mệnh cơ hồ ngửi thấy nàng, độc dịch đã nhào tới trên người mình. Rất thơm, nhưng là chí mạng. Nàng và đế sư, lại không muốn ánh mắt va chạm, đều đụng phải nhiều lần. Mỗi một lần, Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn đến, Hy Hoàng ánh mắt tại run rẩy kịch liệt, nàng căn bản khống chế không nổi. Ngươi không nói lời nào, thì nghe ta nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói thẳng. Hai điều kiện. Đệ nhất, lập tức phái người đi xuống, đem Viêm Hoàng Đại Lục tất cả nguyệt thần tộc rút về. Thứ hai, cùng ta đi một chuyến nguyệt hạch, ta dây kéo, người đi vào, đem Dạ Lăng Phong mang về. Hy Hoàng ưa thích bắt lấy người khác tay cầm, vào chỗ chết đùa bỡn. Lần này, Lý Thiên Mệnh bắt lấy nàng tay cầm. Hắn không tính quá phận, hai cái này yêu cầu, cũng là vì cứu người. Người nằm mơ, người Viêm Hoàng Đại Lục hẳn phải chết quang. Một cái hạt bụi thế giới, cũng dám khiêu khích chúng ta nguyệt thần tộc. Bên cạnh rất nhiều người chửi rủa. Hy Hoàng, trả lời ta. Lý Thiên Mệnh đối bên cạnh người, mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn chằm chằm Hy Hoàng cái này nổi giận nữ nhân. Ta nếu là đáp ứng, ngươi liền sẽ đem nàng trả lại cho ta. Hy Hoàng rốt cục mở miệng, cái kia thanh âm lạnh lùng, có một chút run rẩy. Giải quyết sau một tháng,
ta đem nàng còn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, một tháng, ngươi thì so với ta mạnh hơn. Hy Hoàng nói, có lẽ đi, bất quá, hiện tại đến phiên ta bàn điều kiện, ngươi không có lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói, cho nên, ý của ngươi chính là, ngươi bắt làm tù binh nàng, ta thì đã định trước thất bại thôi, thất bại đến triệt triệt để, đúng không? Hy Hoàng ánh mắt càng ngày càng dữ tợn. Nếu như ngươi nhân từ một chút, không đến mức náo thành dạng này, không phải sao? Từ đầu tới đuôi, đều là ngươi đang buộc ta, Lý Thiên Mệnh nói. Hy Hoàng bỗng nhiên cười. Nàng cất tiếng cười to. Ngươi thật có ý tứ, ngay cả ta trên thế giới này, thân nhân duy nhất, ngươi đều phải tước đoạt. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái, trên thế giới này thảm nhất kết cục. Nàng vươn tay, đưa trong tay Bạch Miêu mặt nạ, chậm rãi lấy xuống. Ánh trăng bên trong, một trương tuyệt sắc yêu nhiêu mặt, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nàng xác thực, có chút quá đẹp. Cái này hoàn toàn là một cái điên đảo chúng sinh tuyệt thế vưu vật, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đều là thần nữ cấp bậc. Thế nhưng là, loại này đẹp, cũng không thể che giấu, nàng trong tính cách dữ tợn. Ta hận ngươi, ta hận thấu ngươi. Nàng đem cái kia mặt nạ, xé rách thành phấn vụn. Một đôi mắt đẹp bên trong. Nước mắt ào 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 rơi xuống. Hy Nhi, thật xin lỗi, kiếp sau gặp lại. Đế sư đồng dạng xôn xao rơi lệ, đầu buông xuống, cũng không dám nữa nhìn nàng. Liên Liên, thật xin lỗi. Hy Hoàng hốc mắt đỏ bừng. Không hề nghi ngờ, nàng thật đem đế sư, xem như là mình người thân nhất. Thế nhưng là, các nàng đây là ý gì? Nếu có kiếp sau, ta nhất định không cô phụ ngươi. Hy Hoàng nói. Hy vọng kiếp sau. Cùng một chỗ làm một người đơn giản, không muốn lại gánh vác cái gì, quá mệt mỏi. Đế sư run rẩy nói. Tốt, tốt. Lý Thiên Mệnh rốt cục nghe rõ. Trước mắt cái này khóc giống nữ nhân. Nàng quan tâm đế sư, điểm này không có bất ngờ. Nhưng là, nàng càng quan tâm chính mình, càng quan tâm nàng cái thứ tám kiếp vòng. Cho nên, nàng không muốn thua. Cái kia có thể làm sao? Ngay tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa. Hy Hoàng trên tay cái kia Bạch Miêu mặt nạ toái phiến, toàn bộ vung ra, nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh ngăn không được toàn bộ. Trong đó một mảnh, tại chỗ xuyên thủng đế sư đầu. Đế sư ai oán một tiếng, máu me đầy mặt. Nàng lại trên mặt lấy thỏa mãn mỉm cười, nhìn lấy Hy Hoàng, mềm mại ngã xuống. Tất cả mọi người, tận mắt chứng kiến lấy, Hy Hoàng mình giết đế sư. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, lạnh cả người. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng đôi mắt kia, giống như rắn độc, ngậm lấy ngập trời chi nộ lửa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đối với mình hung ác, giết chính mình người, mới có thể thành tựu đại nghiệp, thành tựu vô thượng đế hoàng. Lý Thiên Mệnh, ngươi, học xong sao? Đế sư trên người huyết, toàn bộ đều nhỏ giọt Lý Thiên Mệnh trên thân. Cúi đầu xem xét, nàng trên mặt lấy nụ cười, lấy quyến luyến ánh mắt nhìn lấy Hy Hoàng, cũng đã vĩnh cửu đã mất đi sinh sống. Con tin. Thành thi thể. Vậy thì đồng nghĩa với, Hy Hoàng không có nhược điểm. Nói thật, Lý Thiên Mệnh bị chấn động đến, hắn có chút không nghĩ ra. Theo biểu hiện của các nàng nhìn, các nàng cảm tình giữa nhau, vô cùng thâm hậu. Đế sư ở trong mắt nàng trình độ trọng yếu, không thì tương đương với, Lý Thiên Mệnh trong mắt Khương Phi Linh A. Đã trọng yếu như vậy, Lý Thiên Mệnh vừa nói ra điều kiện, Hy Hoàng thân thủ liền đem đế sư giết đi. Cái này không phải tương đương với. Khương Phi Linh bị người bức hiếp, Lý Thiên Mệnh trước hết giết Khương Phi Linh. Hắn làm sao có thể làm đến? Cho nên nói, thân nhân là thân nhân, có thể cuối cùng, hắn cùng Hy Hoàng là không giống nhau người. Hắn căn bản ý giải không được, một người, làm sao có thể làm đến bước này? Cái gì đế hoàng chi đạo? Nàng đơn giản chỉ là, càng thích chính mình. Ngươi bây giờ biểu hiện ra đau xót, còn có sự thù hằn với ta, đều là ngươi tự mình an ủi a. Đế sư nhìn không thấy, ngươi không dùng diễn xuất. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Hy Hoàng, để hắn quen biết, cái gì gọi là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, liền người thương đều có thể hy sinh tàn khốc nhân tính. Dù là Hy Hoàng hiện tại nghịch chuyển cục diện, để Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt cục diện sụp đổ, hắn đều không muốn làm, giống như nàng người. Cái này không phải tương đương với, vì phá cục, giết huỳnh hỏa, miêu miêu bọn họ. Dùng cái gọi là thích. Đến tô son chát phấn ngươi tàn nhẫn, ngay cả mình đều lừa gạt, ngươi thật sự là buồn cười. Ngươi cái kia cầm tấm gương, chiếu rõ ràng ngươi bộ dáng bây giờ,
ngươi chính là một đầu thuần túy độc xà, vẫn còn giả bộ cái gì đâu. Lý Thiên Mệnh xem thường, nàng giết người về sau, còn tại khóc giống, đau thương dáng vẻ. Hắn nới lòng tay, đế sư thi thể, tại trước mắt hắn mềm mại ngã xuống. Thi Hoàng khẽ vươn tay, đem đế sư cho kéo trở về, ôm vào trong ngực, hai mắt đẫm máu và nước mắt. Chấm có phải hay không đựng, không có quan hệ gì với ngươi, nàng biết liền tốt. Thi Hoàng vươn tay, nhẹ phẩy đế sư tầm mắt, để cho nàng nhắm mắt, sẽ giúp trợ nàng lau đi máu trên mặt dấu vết. Tối hôm qua đây hết thảy, nàng ngẩng đầu thời điểm, cái kia một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, âm u, cừu hận, lửa giận ngập trời. Ngươi, mới là giết nàng người. Chấm sẽ vì nàng báo thù, để ngươi cùng ngươi ngàn tỷ thị tộc, vì nàng chôn cùng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ. Nàng cũng là cái vặn vẹo người. Chính mình ra tay, lại tìm đến hình nhân thế mạng, ngươi liền không thể thành thật một chút, thừa nhận ngươi chính là cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tiện hóa a. Phí hết tâm tư, bắt lấy đế sư, coi là có thể dựa vào cái này Hy Hoàng nhược điểm lật bàn, giải cứu Viêm Hoàng nhân tộc. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cùng Hy Hoàng, đối thích, lý giải, có sai lầm. Lý Thiên Mệnh thích, là lẫn nhau nỗ lực, lẫn nhau thủ hộ. Hy Hoàng thích, là bằng vào ta làm chủ, thích, có thể hy sinh. Lý Thiên Mệnh không cảm thấy cái này gọi thích, cái này thật quá tàn nhẫn. Hy Hoàng một chiêu này, trực tiếp để cho nàng trở thành một cái không có nhược điểm người. Tại trận này đánh cược bên trong, nàng đã không có kẽ hở. Chung quanh tối thiểu có hơn vạn nguyệt thần tộc, tế gia thức thần, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Đã mất đi con tin Lý Thiên Mệnh, thành chủ động đưa tới cửa cừu non. Ầm ầm, nguyệt tinh nguyên tiếp tục bạo phát, buổi tối hôm nay, cũng là Hy Hoàng chờ đợi thời gian. Ta sẽ rút sạch trên người ngươi hết thảy, dùng để trải bằng ta nguyệt thần tộc, quật khởi lần nữa đường. Hy Hoàng buông xuống đế sư, lực lượng vô tận, hội tụ thân thể của nàng. Theo hắn trên thân bày ra hết thảy, đều tại tuyên cáo, nàng không có thể ngang hàng. Nhất là tại loại này, phẫn nộ, táo bạo tình huống dưới. Lý Thiên Mệnh, người tựa như là một cái chuột, mặc cho ngươi giày vò, ngươi đều chạy không khỏi, chẫm lòng bàn tay. Tại tàn khốc khuôn mặt bên trong, nàng lại tăng thêm ba phần đắc ý yêu kiều cười. Chấm, ăn chắc ngươi. Nàng nhảy bay lên, chu thiên tinh thần chi lực, hội tụ ở thân thể của nàng. Ong ong ong, cường thế uy áp, hướng về Lý Thiên Mệnh chân áp mà đến. Nàng triển hiện ra, chính là cái này cái tinh thần thế giới bên trong, tối cường giả lực lượng. Không động thủ, liền có thể khiến người ta thân thể, dường như bị đồi núi chân áp, toàn bộ thiên địa vũ trụ, tựa hồ cũng tại đè ép thân thể của mình, cái này có lẽ chính là, tinh tướng thần cảnh lực lượng. Đạp thiên chi cảnh. Chỉ là thượng thần cảnh giới bắt đầu. Đạp thiên thập nhị giai, mới có thể thoát ly trật tự tinh không. Cùng chấm về Hy Hoàng cung. Đến mức tộc nhân của ngươi, bọn họ nhất định phải tiếp tục vì ngươi chuộc tội. Coi như Lý Thiên Mệnh, có thể vì nàng phá kiếp, nàng cũng không nguyện ý buông tha Viêm Hoàng nhân tộc. Đây hết thảy, đều là Lý Thiên Mệnh đem nàng, xem như cản đế đối đãi giống nhau lý do. Nàng xuất thủ. Chung quanh còn có hơn vạn nguyệt thần tộc. Bọn họ dạng này nhìn chằm chằm, căn bản là không có cách phá vây. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh duy nhất không bị trưởng khống phương thức, cũng là Thái Nhất Tháp. Hắn sớm thì chuẩn bị xong, tại Hy Hoàng động thủ trước đó, hắn trực tiếp triệu hồi ra Thái Nhất Tháp, lách mình trốn trong đó. Hy Hoàng cũng không có dự liệu được, hắn sẽ còn có loại này thao tác, cho nên không có kịp phản ứng. Nhưng là, nàng lại cười lạnh một tiếng. Cái gì trật tự thần binh? Có thể làm ngươi vỏ rùa. Thái Nhất Tháp nhảy bay lên, một đường xông ra ngoài, nhưng không ngoài dự liệu, Hy Hoàng đuổi theo, trực tiếp lấy kinh khủng cự lực, đem Thái Nhất Tháp ấn trên mặt đất. Này bằng với, Lý Thiên Mệnh bị, nửa trưởng khống. Chỉ cần không ra, Hy Hoàng thì không phá được kiếp, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, đây cũng không phải là vĩnh cửu kế sách. Bởi vì bây giờ gấp người, là Lý Thiên Mệnh. Hắn vội vàng tới Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đơn giản cũng là Viêm Hoàng nhân tộc, ngay tại bị thượng thần tàn phá bừa bãi. Đương đương đương. Hy Hoàng tại Thái Nhất Tháp bên trong, sử dụng trật tự thần binh, từng kiếm một bổ vào Thái Nhất Tháp phía trên. Thái Nhất Tháp bất động như núi. Quả nhiên, Thái Nhất Tháp cái này thần vật uy lực, so trong tưởng tượng hiếu thắng. Hy Hoàng nổi giận phía dưới, công kích nửa khắc đồng hồ, rốt cục từ bỏ. Xem ra người tòa tháp này,
tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng là đỉnh cấp bảo bối. Nàng thu hồi binh khí, ánh mắt híp lại. Ánh trăng chính nồng. Nguyệt tinh nguyên bạo phát, đến thích hợp nhất thời gian. Có điều, chấm có là biện pháp, để ngươi từ bên trong, cho chấm xám xịt lăn ra đến. Giết ngươi 100 triệu con rán, ngươi có thể tránh, chấm để 1 triệu thượng thần đi xuống, đem viêm hoàng đồ giết sạch, ngươi còn có thể tránh a. Nàng tuy nhiên không nhất định, thật sẽ làm như vậy. Nhưng là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cái nhược điểm này tại, nàng liền có thể không kiêng nể gì cả. Nàng có thể tự diệt nhược điểm, Lý Thiên Mệnh không được. Tối thiểu nhất, hắn đế hoàng thần ý không được, đó là tự thân hệ thống tu luyện đổ sụp. Đừng có dùng trật tự chi địa hù dọa ta, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, chấm, cũng là trật tự chi địa sứ giả. Chấm không có nhược điểm, mà ngươi là nhân quân, cái này đã định trước, ngươi thất bại. Nàng nắm trong tay Thái Nhất Tháp, trực tiếp kéo về Hy Hoàng Cung. Hậu táng đế sư, ánh trăng mãnh liệt bên trong, nàng quay đầu hướng đông đảo đờ đẫn Nguyệt Thần Tộc nói. Vâng, vạn chúng quỷ bái. Ngoài Hoàng Thành, cái kia hơn vạn Nguyệt Thần Tộc không có rời đi, mà chính là thủ vệ tại Hy Hoàng Cung chung quanh, vì Hy Hoàng hộ pháp. Tuy nhiên bọn họ không biết, Hy Hoàng muốn làm gì. Nhưng là, vì nàng bán mạng là được rồi. Ánh trăng bên trong, một cái giấu trong góc thiếu nữ, lấy lạnh lùng mà không linh ánh mắt, xem hết cái này đặc sắc một màn. Trong ánh mắt của nàng, cất giấu chôn vùi giống như ý chí. Tại cái này cảnh ban đêm tràn ngập bên trong, một chút xíu phóng xuất ra. Nàng không có đuổi theo, mà chính là xoay người rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong, một cái bóng mở xó xỉnh bên trong. Một cái bạch bào nam tử, ngồi tại trên bậc thang. Trong ngực của hắn có một cái tiểu cô nương. Hắn nhẹ vỗ về tiểu cô nương đầu, tiểu cô nương mở to ánh mắt, một lần lại một lần đếm lấy trên trời chấm nhỏ. Tốt nhiều, mỗi một cái, đều là một cái mặt trời sao. Phụ thân, tiểu u ngây thơ hỏi. Đúng, bồ đề ôn nhu mà nói. Chúng ta 9 tầng địa ngục, đã từng cũng là trên trời lập lòe tinh thần, đáng tiếc đã mất đi, hằng tinh nguyên. Tiểu u nói, không phải hằng tinh nguyên, là nguyệt tinh nguyên, lúc trước chúng ta tiền bối. Là ma thần thiên tộc chi nhánh, tuy nhiên không tính quá mạnh, nhưng tối thiểu nhất, chúng ta thuộc về trật tự tinh không. Bồ đề nói. Tiểu U biết. Nàng tựa vào bồ đề trong ngực, vuốt mắt nói, phụ thân, tiểu U có chút mệt mỏi. Vậy liền ngủ một giấc, làm mộng đẹp đi. Bồ đề nói. Thế nhưng là tiểu U, còn có thật nhiều vấn đề, muốn hỏi phụ thân đây. Tiểu U nói. Vậy trước tiên hỏi, ngủ tiếp. Bồ đề nói. Ta muốn biết, phụ thân trước kia nói, hết thảy chờ ngươi đến, tinh tướng thần cảnh, lại phát động tổng tiến công, hiện tại nhanh tới rồi sao? Tiểu U nói, nhanh, chỉ kém một lớp giấy, có lẽ tối nay, đêm mai, có lẽ mấy ngày, ngươi thì sẽ thấy, một cái không giống nhau phụ thân. Bồ đề nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn cái này một tòa cự đại thành trì, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nguyệt thần tộc coi là, ta giết hại đã đầy đủ quá mức. Làm sao biết, đây chẳng qua là bão táp khúc nhạc dạo thôi. Sau khi thành công, mới là hắn chỗ chờ đợi thời khắc. Cho nên nói, chúng ta thật vô cùng sợ, cái kia Lý Thiên Mệnh, bại lộ thân phận của chúng ta, đúng không? Tiểu U hỏi. Đúng vậy, nếu như không có tộc nhân của chúng ta, coi như cầm tới Nguyệt Tinh Nguyên, hết thảy đều không có ý nghĩa. Bồ Đề nói. Trước kia vẫn muốn giết hắn, nhưng chính là tìm không thấy cơ hội, hiện tại hắn thật mạnh. Còn dựa vào đế sư đến khống chế Nguyệt Thần tộc, khó đối phó hơn. Tiểu U cau mày nói. Không có việc gì, hắn chỉ cần còn có một đường sinh cơ, liền sẽ không kéo ta xuống nước. Ta hôm nay giúp hắn, có thể ổn định một chút thời gian. Chờ ta đột phá, nhất định phải lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, diệt sát đi hắn cùng Hy Hoàng. Kể từ đó, cái này Nguyệt Chi Thần cảnh, không có có thể ngăn cản người của ta. Ta hiểu tụ biến kết giới, đến lúc đó. Chính là chúng ta nhất tộc, tại 200.000 năm kiếp nạn về sau, tránh thức cơ hội sống lại. Bồ đề trong ánh mắt, tràn đầy hướng tới. Nhất định, muốn bằng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức, kết thúc rơi mệnh của hắn. Vì ca ca, vì nương thân báo thù. Tiểu U cắn hàm răng, tiểu ánh mắt bên trong, cất giấu không có tận cùng hận ý. Đúng, ta yếu thế, che giấu, chính là vì để hắn, buông lỏng đối ta cảnh giác, chuyên chú cùng Hy Hoàng lượn vòng. Từ đó đạt được, nhất kích tất sát cơ hội.
hắn không có, ta một tỷ quỷ thần không lo, lại thu thập Hy Hoàng. Bồ Đề nói, đến lúc đó, nhất định phải rất nhanh, thật sao? Tiểu U nói, đúng, đệ nhất, không thể để cho trật tự chi địa kịp phản ứng. Thứ hai, không thể để cho Nguyệt thần tộc thượng thần để mắt tới 9 tầng địa ngục. Các loại Nguyệt chi thần cảnh hủy diệt, Nguyệt tinh nguyên chuyển rời đến chúng ta 9 tầng địa ngục, cũng không cần xen vào nữa nơi này, càng không lại dùng quản Viêm Hoàng. Chúng ta đi vô tự thế giới lang thang, chúng ta thì có nhà, Tiểu U. Bồ Đề thâm trầm mà nói. Nhà. Tiểu U yên lặng rơi lệ. Có nhà thời điểm, lại không có mẫu thân, không có ca ca. Bọn họ sẽ bồi tiếp chúng ta, vĩnh viễn đi xuống, Tiểu U. Bồ Đề ôm thật chặt nàng. Tiểu U, ngươi là ta sinh mệnh bên trong, trọng yếu nhất bảo tàng, ngươi so hết thảy đều trọng yếu. Phụ thân sẽ sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh, để ngươi thật tốt lớn lên. Bồ Đề thanh âm nghẹn ngào. Không ai nghĩ đến, hắn dạng này một tên ma vương giết người, sẽ như thế nóng rực, nói sâu như vậy tình. Phụ thân, không sao, Tiểu U không phải trở lại các ngươi bên người sao. Cái kia Lý Thiên Mệnh, hắn tuy nhiên hại chúng ta, mặc dù là cái chết của chúng ta thù, nhưng hắn không có khi nhục Tiểu U. Hắn càng nói là làm, đem Tiểu U trả lại phụ thân. Nàng ôm lấy phụ thân cổ, nói nghiêm túc. Xác thực đầy đủ chính phái, cái kia, đến lúc đó, chừa cho hắn một cái toàn thây đi. Bồ Đề trong ánh mắt, tràn ngập sát cơ. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hắn thích nhất nữ nhân, chết tại cửa cung phía trên một màn kia. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn cùng Lý Thiên Mệnh là giống nhau người. Một cái tại Viêm Hoàng chính diện, một cái tại Viêm Hoàng mặt sau, bọn họ đều so thân nhân, tộc nhân, nhìn đến trọng yếu như vậy. Có thể, vận mệnh nhưng lại làm cho bọn họ, đã định trước như nước với lửa. Chính phái, có lúc, cũng là một loại ngu xuẩn. Bồ Đề cái kia tái nhợt ánh mắt, lóe qua một tia ánh mắt hài hước. Hắn thật không nghĩ tới, lớn như vậy tay cầm, Lý Thiên Mệnh cứ như vậy, về trả lại cho mình. Hắn ngu xuẩn sao? Tiểu U lung lay đầu, nàng nhớ tới Lý Thiên Mệnh, nhớ tới 20.000 Nguyệt thần tộc thượng thần thi thể, như mưa to một dạng rơi xuống một màn kia. Nàng luôn cảm giác, dạng này người, hắn không phải chỉ là cái nhân nghĩa vô song người. Phụ thân, ta hiện tại muốn ngủ, ta muốn nghe lấy ca dao ngủ. Tiểu U vươn người một cái nói. Cho người kêu. Bồ Đề nhéo nhéo cái mũi của nàng, cười híp mắt nói. Chạy điều, nín đủ, lại tràn ngập tình thương của cha ca dao bên trong, Tiểu U hỗn loạn, sắp thiếp đi. Đột nhiên, nàng trừng to mắt, hé miệng, tựa như là chết đuối một dạng, vươn tay bắt lấy Bồ Đề vạt áo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cha cha, nàng mất tiếng, toàn thân đều tại run rẩy, ánh mắt đã trợn trắng, bờ môi cấp tốc biến thành tử sắc. Cái kia ấu tiểu thân thể, hoàn toàn núp ở Bồ Đề trong ngực. Hiển hách, nàng to khỏe thở dốc. Tiểu U, thế nào? Bồ Đề hoảng sợ đến luống cuống tay chân, một đôi trắng xám đôi mắt phía trên, cấp tốc tơ máu trải rộng. Cho đến lúc này, Tiểu U mới khôi phục bình thường. Nàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, khóc sướt mướt nói, thật là đau, nơi này thật là đau. Làm sao lại như vậy? Bồ Đề kiểm tra một chút, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì à. Cùng khi đó một dạng đau. Tiểu U bối rối nói. Cái nào thời điểm? Tỷ tỷ kia, bắt được ta thời điểm. Tiểu U nói. Cũng là Lý Thiên Mệnh, bên người mang theo người kia. Bồ Đề ánh mắt, đột nhiên lạnh lẽo gấp 10 lần, kinh người sát khí, vô hạn tràn ngập. Là nàng giống như tại trên người của ta, gieo cái gì? Tiểu U một mặt mờ mịt nói. Bồ Đề an ủi nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, hàm răng hoàn toàn cắn vào nhau. Ta liền nói, bọn họ bắt ngươi, làm sao lại tùy tiện thả đi đâu? Ánh mắt của hắn bên trong, dữ tợn, đẫm máu. Tiểu U, đi. Đi nơi nào? Ban ngày cái kia đình viện, đối phương cho tín hiệu. Xem ra, bọn họ thất bại. Ong ong ong. Nguyệt tinh nguyên lực lượng, khắp nơi loạn tuôn. Một gian phổ thông không người trong đình viện. Làm Bồ Đề ôm lấy Tiểu U, đẩy cửa ra đi lúc tiến vào, bọn họ cũng không thấy được Lý Thiên Mệnh. Ánh trăng bao phủ bên trong, chỉ có một người mặc lấy màu lam nhạt váy ngắn tuyệt sắc thiếu nữ, đứng tại nơi hẻo lánh. Cái kia một đôi lỗ trống đôi mắt vô thần, dường như đến từ cổ lão thâm uyên,
đó là một loại vĩnh hằng cảm giác cô độc, dường như cái ánh mắt này, xuyên qua vô số năm tháng, đi tới trong nhân thế. Lý Thiên Mệnh đâu? Bồ Đề hỏi. Thi Hoàng giết đế sư, đem hắn bắt đi. Khương Phi Linh nói. Ác như vậy à, lợi hại, Bồ Đề Tử Tốn nói. Hắn ôm lấy Tiểu U, đi tới Khương Phi Linh trước mắt, híp mắt nhìn nàng. Là ngươi bỏ xuống chú. Đúng. Giải khai, không phải vậy, ngươi chết. Bồ Đề nói. Ta chết, nàng cả một đời đều phải thụ tra tấn, một ngày cũng đừng nghĩ, làm một người bình thường. Khương Phi Linh nói. Ngươi cũng rất ác độc à. Bồ Đề cười lạnh nói. Không phải, ta không muốn dạng này, ta muốn cho ngươi, sẽ giúp ta một chuyện. Khương Phi Linh nói. Giúp ngươi đi Hy Hoàng Cung, cứu Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề hỏi. Hắn không phải rất dám, cầm Tiểu U sinh tử đến mạo hiểm. Đúng, Khương Phi Linh trầm tĩnh nói. Ta làm không được, không có thực lực này. Bồ Đề nói. Ta sẽ phối hợp ngươi, giúp ngươi dẫn dắt rời đi tận khả năng nhiều người, ngươi như có thể vào, bản thân hắn cũng có nhất định chiến đấu lực. Khương Phi Linh nói. Quá mạo hiểm, Bồ Đề nói. Đúng vậy, cho nên ta mới khiến cho ngươi giúp đỡ. Khương Phi Linh nói. Ngươi bỏ xuống cái gì chú? Bồ Đề nói. Không giải khai, một năm sau hẳn phải chết, nàng có thể hay không chịu khổ, toàn bằng ta nhất niệm chi gian. Ngươi có thể đánh bạc ta đang nói láo, nhưng ngươi khả năng không đánh cược nổi. Khương Phi Linh nói. Ta cũng có thể lựa chọn, để ngươi nhận hết khó khăn, bức bách ngươi giải chú. Bồ Đề hùng hổ dọa người nói. Vậy ngươi có thể thử một chút, đơn giản thì là đồng quy vu tận, hiện tại Viêm Hoàng gặp nạn, Hy Hoàng phải dùng mệnh của hắn, trợ giúp nàng mở ra bát kiếp thiên phú, nếu là nàng có thể thành công, càng không liên quan đến ngươi. Hy vọng ngươi suy tính rõ ràng, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, ta sẽ giúp Tiểu U giải chú. Khương Phi Linh nói. Nàng không có một câu nói nhảm, mỗi một câu đều bị Bồ Đề, sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Khương Phi Linh cho tới bây giờ đều không nghĩ, chủ động dùng linh tâm chú hại người. Lúc trước đối Huy Dạ Thi sử dụng, là vì Lý Thiên Mệnh cùng Viêm Hoàng nhân tộc, về sau quan hệ tốt, nàng chủ động vì Huy Dạ Thi giải trừ. Bồ Đề là đại địch, nếu như không phải bất đắc dĩ, không đường có thể đi, nàng sẽ không giày vò một cái tiểu cô nương. Bát kiếp thiên phú. Cái từ này, để Bồ Đề mi đầu, thật sâu nhăn lại. Kỳ thật, quỷ thần cùng Viêm Hoàng, có thể cùng tồn tại. Khương Phi Linh nói. Ha ha, là có thể, theo như nhu cầu. Bồ Đề nói. Cho nên ngươi đáp ứng. Không phải vậy đâu, như các ngươi như vậy bị ổi vô sỉ, cầm nữ nhi của ta tánh mạng uy hiếp, ta có thể như thế nào? Bồ Đề cười lạnh nói. Hắn cùng Hy Hoàng, hoàn toàn bày ra nhân cách khác nhau. Đối mặt nhược điểm, hắn trực tiếp khuất phục. Ở trong đó, có lẽ cũng có, bát kiếp thiên phú, để hắn sinh ra ngoài ý liệu kiêng kỵ. Hắn cũng là vừa biết, Hy Hoàng cầm tù Lý Thiên Mệnh mục đích. Lại nói, ngươi có thể dẫn đi bao nhiêu người, khác đến lúc đó chính mình chết rồi, hại Tiểu U. Bồ Đề nói. Xem vận khí đi, Khương Phi Linh nói. Vận khí. Bồ Đề không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Hắn đã sớm biết, cô nương này không là phàm nhân. Nàng giấu ở Lý Thiên Mệnh sau lưng, nhưng muốn luận thần bí, nàng so Lý Thiên Mệnh còn thần bí. Ban ngày gặp mặt, Bồ Đề còn không có cảm giác gì. Mà bây giờ, làm Lý Thiên Mệnh cùng Viêm Hoàng nhân tộc, đều đặt mình vào tại trong nguy hiểm thời điểm, nàng xem ra hoàn toàn khác biệt. Xem ra thật giống như, nàng rất lạnh lùng. Chỉ có nhắc lên, hắn, thời điểm, ánh mắt của nàng, mới là có nhiệt độ. Lúc khác, lỗ trống, tĩnh mịch, mờ mịt, tựa như là một vũng cô độc hải dương. Vậy thì bắt đầu đi. Hy Hoàng Cung, Uyên Ương nghịch nước, huyết trì. Hy Hoàng trừ đi trên huyết trì bình chướng, cái kia mùi hôi huyết trì, trên cây cột 3.000 hài cốt, chỉnh tề đinh lấy, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh còn tại Thái Nhất Tháp bên trong. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia có lấy ma quỷ tư thái yêu nhiều mỹ nhân, sắc mặt say đỏ, đứng tại Thái Nhất Tháp trước, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, hết thảy bầu không khí, đều đã ấp ủ tốt. Nguyệt tinh nguyên bạo phát, vừa đúng, ra đi, bảo bối, chấm gần nhất quan sát không ít ân ái hình ảnh, học tập không ít kinh nghiệm, lấy chấm hùng tư, nhất định có thể để ngươi, tại thần hồn điên đảo bên trong, quên hết tất cả. Nàng kiều mị, động lòng người, vì làm nổi bầu không khí, còn uống một chút ít rượu, biến đến càng thêm say lòng người. Nói chuyện đều hào phóng. Dưới ánh trăng,
nàng nhẹ nhàng giải khai lụa mỏng, cổ áo càng ngày càng xuống. Một màn kia tĩnh mịch trắng như tuyết, có thể nói ầm ầm sóng dậy, sôi trào mãnh liệt. Cái kia thướt tha tư thái, liền giống như là một đầu rắn nước. Nếu là quấn quanh ở trên lưng, tất nhiên có thể đoạt phách tiêu hồn. Có thể Lý Thiên Mệnh cảm giác, nàng thật là có bệnh, bởi vì trước mắt cũng là huyết chỉ cùng 3.000 hài cốt, tại cảnh tượng như thế này trước mặt, dù là nàng là thần nữ, cũng sẽ không có nam nhân, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ý nghĩ kỳ quái. Vài lần dụ hoặc, Lý Thiên Mệnh một điểm động tĩnh đều không có. Nàng cũng không tức giận, mà chính là khẽ nhấp một cái ít rượu, tại thái nhất tháp trước, man ca múa nhẹ. Một bên chập chờn, một bên như nói mê hừ nói. Liền biết chấm bảo bối, không thế nào nghe lời, vậy làm sao bây giờ tốt đâu. Người ta chỉ có thể dự định, để mấy cái kia thiên thành, lại cho chấm tập kết 300.000 thượng thần, để bọn hắn đi xuống thể nghiệm, trần thế đi săn, khoái lạc. Lần này đâu, chấm cũng không hạn chế bọn họ đi săn số lượng A, có người không nghe lời, cái kia chấm có thể được để hắn khóc sướt mướt, biết sai, quỳ chấm dưới váy. Người A ngươi, thật sự là không hiểu chuyện, có thể tránh được nhất thời, tránh được cả một đời sao. Ngươi ở đây làm, rùa đen rút đầu, các tộc nhân của ngươi, lại tại bị sinh ly tử biệt, nhân gian kịch liệt đau nhức. Ngươi quá ích kỷ, người như ngươi, làm cái gì đế hoàng đâu. Là ngươi hại chết bọn họ, ngươi biết không, tiếp đó, ngươi sẽ còn hại chết, càng nhiều tộc nhân. Nói cho cùng, ngươi chính là tiếc mệnh, ngươi không có phụng hiến tinh thần, ngươi vì tư lợi, trong mắt chỉ có chính mình. Ngươi muốn a, phụng hiến chính ngươi, cứu được ức vạn người, nhiều vĩ đại nha. Vì cái gì ngươi liền không thể làm một cái, người vĩ đại đâu. Thiên mệnh, nhận rõ ràng hiện thực, liền chính ngươi đều cho rằng, mệnh của ngươi, so với bọn hắn quý giá, vì sao muốn trách người khác, chà đạp bọn họ đâu. Nàng là hiểu Lý Thiên Mệnh, tâm lý đang suy nghĩ gì. Nàng là đùa bỡn tâm kế cao thủ. Từ đầu tới đuôi, nàng thì thua qua kết giới hạch một lần kia. Đó là bởi vì lần kia, nàng không có đem Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Một khi nàng toàn lực ứng phó, nàng ra chiêu, lại gặp chiêu phá chiêu, liền đế sư đều có thể giết. Căn bản không có gì, có thể ngăn cản đêm này, nàng hoàn thành tâm nguyện. Người không ra, liền trong này, người nghe sinh vì ngươi kêu thảm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng biến đến lạnh lẽo. Bởi vì, nàng không có kiên nhẫn. Kỳ thật nàng không biết, căn bản không dùng nàng uy hiếp. Theo cái kia 80.000 thượng thần. Đến Viêm Hoàng Đại Lục, bắt đầu tàn phá bừa bãi một khắc kia trở đi. Lý Thiên Mệnh vô số giới tử bên trong, Đông Hoàng Kiếm, hình dáng đế hoàng thần ý, liền bắt đầu nứt toác. Đến thời khắc này đến, vết nứt càng ngày càng lớn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hắn tu luyện ý chí, xây dựng ở, nhân hoàng, hai chữ này phía trên. Hắn đạt được chúng sinh nắm nâng, bây giờ, để chúng sinh gặp nạn thời điểm. Hắn thần ý, xuất hiện từng đạo vết nứt. Dạng này vỡ nát phía dưới, sớm muộn có một khắc, đế hoàng thần ý toàn nát. Đến lúc đó, mệnh kiếp thiên ý căn bản là không có cách gánh chịu, hiện tại tinh luân nguyên lực. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ nổ tung, sẽ tại chỗ tử vong. Đây chính là tu hành. Đi đường gì, liền muốn gánh chịu cái gì. Đây càng là một đạo, vô giải kiếp. Nếu là có thể vượt qua... Lý Thiên Mệnh sẽ hiểu hơn sâu sắc trải nghiệm, chính mình muốn đi, đến cùng là đường gì. Có lẽ, thông qua chúng sinh tuyến, hắn có thể mang ra một cái quét ngang trật tự tinh không chân chính thịnh thế. Đế hoàng, chúng sinh, một cái tập thể, liền thành một khối. Nhưng nếu là thần ý nứt toác, chứng minh tim của hắn, ý chí của hắn, ở cái này khảo nghiệm dưới, xuất hiện vấn đề. Hắn sẽ mất đi hết thảy. Thi hoàng giết đế sư, đây là tối tuyệt một chiêu. Cho nên, giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu như thế. Thóp của hắn, hắn yêu quý Viêm Hoàng Đại Lục, bị Hy Hoàng chết nắm ở trong tay thời điểm, Thái Nhất Tháp, căn bản không bảo vệ được hắn. Người có thể đánh bạc một cái, cửu tử nhất sinh cơ hội nha. Hy Hoàng lại cười. Nàng đôi mắt đẹp phát sáng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy, nồng đậm ánh trăng bên trong, thiếu niên kia theo Thái Nhất Tháp bên trong, đi ra. Không được hoàn mỹ chính là, trên đỉnh đầu của hắn. Còn nằm sấp một con chim. Ngoài hoàng cung, trước mắt Nguyệt Thần Thiên Thành, đại bộ phận Nguyệt Thần tộc, vẫn là tránh trong gia tộc, không dám đi loạn. Nơi này có hơn vạn Nguyệt Thần tộc, vậy cũng là hoàng thành cấm vệ quân, chuyên môn thủ tại chỗ này. Bọn họ sợ bồ đề xuất hiện,
10 phần cảnh giác. Ong ong ong. Nguyệt tinh nguyên bạo động, để rất nhiều trong lòng người, đều có chút nôn nóng bất an. Ngay tại cái này tĩnh mịch nhưng lại táo bạo trong hoàn cảnh. Bỗng nhiên, có người kêu thảm một tiếng. Phốc phốc. Thân thể của hắn, phân thành hai nửa. Người nào giết hắn? Mọi người ngốc trệ trông thấy, tựa như là một vết nứt. Một đường tới tự không gian vết nứt. Phốc phốc. Lại là một người chết. Tinh không sát thủ. Cấm vệ quân thét lên. Nơi này là Hy Hoàng địa bàn, bình thường tới nói, sát thủ kia không thể lại tới nơi này. Nhưng là, trừ hắn ra, ai còn dám tại cái này giết người a? Phốc phốc phốc. Chết người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là Nguyệt thần tộc nhóm, liền địch nhân chỗ nào bên trong đều nhìn không thấy. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Không được, bệ hạ đã phân phó, không thể quấy nhiễu nàng. Nói thật, Ngũ Nguyệt sát thần, Phong Nguyệt thân vương, bao quát đế sư cũng bị mất. Hy Hoàng bên người, sớm đã không còn có thể ra lệnh nhân vật. Ở bên kia, tại trong một mảnh hỗn loạn, bọn họ rốt cuộc tìm được động thủ người. Bọn họ không thể tưởng tượng. Bởi vì người đó, lại là một cái, như là trong mộng đi ra tuyệt sắc thiếu nữ. Không phải tinh không sát thủ. Đây là ai? Bắt lấy nàng. Rất nhiều người vọt ra. Trong mắt bọn họ thiếu nữ kia, một bên giết người, một bên lùi lại. Mọi người có chút ngốc trệ. Vì cái gì tới gần nàng, tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Cái kia từng bước bức tường vô hình, lại là chuyện gì xảy ra? Đừng để nàng chạy. Bắt không được, càng ngày càng nhiều người, gia nhập chặn giết đội ngũ của nàng bên trong. Chết! Tối thiểu có mấy ngàn người xuất thủ. Ngay một khắc này. Ông! Mọi người đờ đẫn nhìn đến, cái kia một thiếu nữ, vậy mà tại chỗ nổ nát vụn, thành đầy trời vỡ nát, biến mất giữa thiên địa. Thứ 73 lần. Cái thanh âm này, không biết từ đâu phiêu đãng mà đến. Hình ảnh như vậy, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Cái này thậm chí dẫn đến, cơ hồ tất cả mọi người không thấy được. Trong đêm tối, một góc khác bên trong, có một cái người áo bào trắng, xuyên qua hoàng thành kết giới, tiến vào Hy Hoàng cung. Nàng đã chết rồi sao? Mọi người mở to hai mắt. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia đầy trời bông tuyết, vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ. Hy Hoàng cung, trên huyết trì. Tinh hồng xương máu tràn ngập bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng Hy Hoàng, đứng đối mặt nhau. Hỗn loạn dưới ánh trăng, nàng da thịt như mỡ đông một dạng trắng như tuyết, khóe miệng một nụ cười đắc ý, nói rõ lấy trận này tranh phong, nàng thành người thắng cuối cùng. Trẫm mới nói bao nhiêu lần, ngươi, căn bản trốn không thoát, trẫm lòng bàn tay. Hy Hoàng khóe mắt bên trong, còn có một số nước mắt. Đó là bởi vì nàng nhớ tới đế sư, cái kia yên lặng bồi bạn nàng cả đời nữ tử. Nàng biết, không có nàng về sau đó chính mình sẽ chỉ độc cô cả đời. Lúc nàng chết, Hy Hoàng không có cảm nhận được tê tâm liệt phế đau. Thế nhưng là bây giờ muốn tự bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, bi thương và giờ phút này dục vọng, lăn lộn cùng một chỗ, để lòng của nàng, một chút xíu vặn vẹo. Tại dạng này mỹ diệu ban đêm, con mồi của nàng, rốt cục bị nàng, bước ra đến trong động. Nàng không khỏi đánh giá, người thiếu niên trước mắt này. Hắn tựa như là mình thiếu nữ thời đại, tưởng tượng cái kia bạn ngẫu nhiên hình tượng một dạng, tuổi trẻ, nhiệt liệt, thâm tình, còn có chút xấu. Mười mấy tuổi thời điểm, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, nàng sẽ ở bây giờ cái tuổi này, mới trở đến chân mệnh thiên tử. Đây hết thảy không có lãng mạn có thể nói. Bởi vì, nàng là muốn dựa theo tổ tông lưu lại phá kiếp pháp môn, ăn hết Lý Thiên Mệnh. Đây không phải thích đến chỗ sâu nồng đậm, mà chính là một trận tàn nhẫn, máu tanh nghi thức. Lúc này thời điểm, Kiều Diễm cùng Dữ Tợn lăn lộn cùng một chỗ bầu không khí, đều đã có. Duy nhất có điểm phá xấu không khí, là Lý Thiên Mệnh trên bờ vai cái kia một con chim nhỏ. Nó nhìn chừng chừng lấy Hy Hoàng, bình phẩm từ đầu đến chân. Mỹ nữ, lần trước cùng ngươi đề cập qua, ngươi không ngại, tiểu đệ ta đến học tập một chút kinh nghiệm quý báu sao? Còn chờ cái gì, củi khô lửa bốc a? Ta đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. Loại thời điểm này, còn nói loại lời này, Hy Hoàng quả thực có chút xuất diễn. Để chim của ngươi trở về, Hy Hoàng nói. Trở về, ngươi muốn không phải liền là chim sao? Huỳnh Hỏa nói. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây cũng là oanh liệt, khuất phục không khí.
thế nhưng là huỳnh hỏa thì cái này vài câu, đem cái này không khí phá hư sạch sẽ. Hy Hoàng hơi không kiên nhẫn. Nàng một khắc đều không muốn chờ. Tới. Nàng khẽ vươn tay, hướng về Lý Thiên Mệnh chộp tới. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp lùi lại. Ngươi còn tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của trẫm. Hy Hoàng nổi giận. Hết lần này đến lần khác. Nàng còn không có, triệt để trấn áp hắn a. Lại đi một bước, 300.000 nguyệt thần tộc thượng thần, rất nhanh liền đi xuống. Nàng tiếp tục uy hiếp, hai mắt trừng trừng, tràn đầy âm hàn cùng táo bạo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, chút xuống tất cả chú ý lực, trong lúc nhất thời không có lại chú ý tới, huỳnh hỏa đã không tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Nó bay đến huyết trì trên không. Luyện ngục hỏa ảnh, tử vong luyện ngục. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh, đột nhiên phân tán, ngưng thực vì vô số phượng hoàng hỏa điểu. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành sao hỏa vẫn lạc. Hy Hoàng biến sắc. Nàng thực sự không nghĩ ra, đều lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh còn ngoan cố chống lại. Không biết tốt xấu, không biết sống chết, còn đang khoe khoang ngươi ngây thơ. Ngươi tại cái này bất kỳ lần nào khiêu khích, ngươi Viêm Hoàng nhân tộc, đều muốn vì ngươi chuộc tội. Lại là chuộc tội. Nàng đã thành thói quen dạng này ngôn luận. Huỳnh hỏa xuất thủ thời điểm, nàng khẩn cấp ngăn cản. Tinh luân nguyên lực bạo phát, chặn rất nhiều tử vong luyện ngục, nhưng không có ngăn trở toàn bộ. Tối thiểu 1/3 sao hỏa, nện vào bên trong ao máu. Trong lúc nhất thời luyện ngục hỏa đốt cháy, huyết trì vẩy ra, trên cây cột kia 3.000 hài cốt, tối thiểu có hơn 1.000, bị phần đốt thành cho bụi. Huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, tiếp tục đốt cháy năng lực, xác thực thực tương đương đáng sợ. Cái này tựa hồ tương đương với, huyết trì đầu tiên bị Lý Thiên Mệnh, làm hỏng một nửa. Hy Hoàng, đã giận đến nổ tung. Tốt, rất tốt, là người bức chấm, Lý Thiên Mệnh. Nàng căm tức nhìn trước mắt cái này không sợ chết thiếu niên, tâm lý núi lửa oanh minh. Trước người cao ngất chỗ, kịch liệt chập trùng, úy vi tráng quan. Ta không có buộc ngươi, chỉ là tại hướng ngươi học tập. Ngươi nói không sai, chân chính đế hoàng, sẽ không có nhược điểm. Đã ngươi không quan tâm đế sư chết, vậy ta cũng không quan tâm Viêm Hoàng nhân tộc chết rồi. Ngươi chào phúng ta tiếc mệnh, vậy liền ta tiếc mệnh được rồi. Hiện tại bắt đầu, Viêm Hoàng nhân tộc ngươi tùy tiện giết, giết sạch, ta đều không nhăn một lần mi đầu. Nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ không có năng lực giết chết ta, qua một số trời, ta sẽ để ngươi tất cả nguyệt thần tộc, vì Viêm Hoàng nhân tộc chôn cùng, ta tất nhiên sẽ để ngươi bị chết thảm nhất. Hy Hoàng, thật đa tạ ngươi, để cho ta quyết định làm một cái người vô tình, cảm ơn ngươi dạy ta làm sao chuyển bại thành thắng. Ta chuẩn bị nhờ ngươi dạy ta, cạo chết ngươi nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh híp mắt, hời hợt, nói ra một đoạn này lời nói. Một cái hỏa diễm chim nhỏ, rơi vào trên vai của hắn, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười nhạo nói. Tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng, thì ngươi có thể không thèm đếm xỉa a? Làm người lưu một đường biết hay không? Hiện tại tốt, ngươi kiếp phá không thành, ngươi cũng đã định trước xong đời. Đáng thương. Mới vừa rồi còn tại làm ngươi xuân thu đại mộng đâu, ha ha. Nói thật, Hy Hoàng rốt cục biến sắc. Lý Thiên Mệnh, thành giống như nàng người, không có nhược điểm. Nàng tận mắt chứng kiến, hắn ngắn ngủi thời gian, quật khởi đến tình trạng như thế, tâm lý đã sớm run rẩy. Hắn không có nhược điểm, người nào không sợ. Thì ngươi cái này miệng còn hôi sữa dáng vẻ, cũng muốn lừa gạt chấm. Ngươi nói không quan tâm thì không quan tâm. Cái kia chấm hiện tại thì phái người đi xuống, người tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Còn có, người phá hư huyết trì cũng vô dụng, huyết trì này chấm đã tắm rửa mấy trăm năm, công hiệu đã đủ rồi, nếu như người biết sai, còn có một cơ hội cuối cùng. Hy Hoàng thật cao vung lên trơn bóng cái cằm. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. A, à, Hy Hoàng chẳng thèm ngó tới. Nàng tự mình khẳng định, nàng đoan chắc Lý Thiên Mệnh nhân tính. Hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, tại sao cùng dáng chống đỡ. Cái này truyền tin thạch ra ngoài, các loại cái kia 30 vạn người tập kết hoàn tất, lập tức liền sẽ đi xuống. Hy Hoàng nói. Truyền, Lý Thiên Mệnh nói. Có loại, thật có dũng khí. Thì một chữ này, để Hy Hoàng tâm, chân chính run lên một cái. Nàng là thật sợ, Lý Thiên Mệnh không có nhược điểm. Ngón tay của nàng run lên một cái, sau cùng, vẫn là đem cái kia truyền tin thạch. Cho thả ra. Đây quả thực là một tràng tai nạn. Truyền đi về sau, Hy Hoàng ngược lại khẩn trương.
Lý Thiên Mệnh nét mặt bây giờ, để cho nàng sinh ra hoảng sợ. Là ngươi bức chấm, là ngươi. Nàng hai tay nắm lấy tóc dài, xem ra có chút điên cuồng. Ngay tại nàng tâm tình hỗn loạn nhất thời điểm. Phía sau của nàng chỗ tối, đột nhiên hướng tới một cái người áo bào trắng. Lý Thiên Mệnh đối mặt với hắn, sớm liền thấy Bồ Đề. Bồ Đề đột nhiên xuất hiện, nhất quyền đánh ra, kim quang chấn động, một đầu hoàng kim hùng sư quyền ảnh đánh thẳng tới, vọt tới Hy Hoàng phía sau lưng. Hy Hoàng bị Lý Thiên Mệnh ngôn ngữ, dao động tâm tình. Các loại nguy hiểm buông xuống, nàng phản ứng không có như vậy kịp thời. Ầm ầm, bàng bạc quyền ý, đem Hy Hoàng chấn động đến nện vào huyết trì, những cái kia cây cột cùng hài cốt, càng là trong nháy mắt vỡ nát, vô số dòng máu vẩy ra. Đi mau, đây là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh liền biết, có linh tâm chú tồn tại, Khương Phi Linh sẽ để cho Bồ Đề, đến đón mình ra ngoài. Miêu miêu phút chốc đi ra. Lý Thiên Mệnh xoay người phía trên mèo, màu đen lôi đình nổ tung, tại Hy Hoàng rơi vào bên trong huyết trì thời điểm, cấp tốc thoát đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Hy Hoàng thì nổi giận xông ra. Lấy thực lực của nàng, tại có thể trông thấy Lý Thiên Mệnh tình huống dưới, muốn chạy ra lòng bàn tay của nàng, có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, có Bồ Đề chia sẻ. Bồ Đề thì đánh một quyền. Lý Thiên Mệnh hướng phía đông chạy, hắn không rên một tiếng, xoay người rời đi, hóa thành một đạo lãnh quang, hướng về phía tây mà đi. Hai người, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy. Cái này để Hy Hoàng rối loạn một chút. Một cái là nàng phá kiếp quan trọng. Một cái là Nguyệt Thần tộc tử thù, để cho nàng hoàn toàn không có cách nào, rời đi Nguyệt Thần thiên thành hung thủ. Hai người, đều bị nàng vô cùng khó chịu. Nàng tại rất ngắn thời gian bên trong, có phán đoán. Đệ nhất, huyết trì bị hủy, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng còn cần một lần nữa bố trí một chút, phá kiếp. Đoán chừng phải đợi đến nửa đêm về sáng. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã chạy trốn, mà không phải tại Thái Nhất Tháp bên trong, không có sợ hãi, đã nói lên hắn mới vừa nói hắn không có nhược điểm, hoàn toàn là hoang ngôn. Hắn quả nhiên tại gượng chống. Cho nên, chỉ cần tay nàng nắm Viêm Hoàng Đại Lục sinh tử, vô số thượng thần thẩm thấu, coi như Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, nàng đều không cần sợ. Thế mà, Bồ Đề là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt nàng. Nếu là có thể giết hắn, Hy Hoàng thậm chí có thể, tự mình đến Viêm Hoàng Đại Lục đi. Người có thể chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh tuy nhiên chạy, nhưng là lòng của nàng, lại buông lỏng. Nàng thật không sợ Lý Thiên Mệnh chạy, liền sợ hắn cũng giống như mình hung ác, không có kẽ hở. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Nàng theo huyết chỉ đột nhiên xông ra, khóa chặt Bồ Đề, hóa thành một bóng xanh, theo sát Bồ Đề sau lưng, càng ngày càng gần. Xem ra ngươi tiếp cận tinh tướng thần cảnh. Rất tốt, tối nay là tử kỳ của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm, nàng truy đuổi mà lên, một đường bạo sát. Bảy đại thức thần hàng lâm, chỗ đến, cung cách lầu các, sụp đổ vô số. Nàng đợi người này xuất hiện tại trước mắt mình, đã quá lâu quá lâu. Nàng từng nói mình, tương đương với không cha không mẹ. Nhưng làm cha mẹ ruột bị Bồ Đề giết chết, nàng phát hiện. Nàng vẫn là khát vọng, xé xác đối thủ, báo thù cho bọn họ. Ầm ầm, bọn họ chiến đấu động tĩnh, vô cùng to lớn, một đường hướng về phía tây tác động đến, nói rõ Bồ Đề là tại vừa đánh vừa rút lui. Cái này cũng không ra ngoài, Lý Thiên Mệnh sở liệu. Nàng vẫn là cho rằng, nắm trong tay Viêm Hoàng, ta thì thoát ly không được ma chảo của nàng. Lý Thiên Mệnh tại lôi đình bôn tẩu bên trong, nhìn phía sau lưng. Hắn tạm thời an toàn. Nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới, vô số giới tử bên trong, bất luận cái gì một đạo, đông hoàng kiếm, thần ý phía trên, đều có vô số vết rách. Hắn lực lượng trong cơ thể, đã tiếp cận mất khống chế. Bao quát chúng sinh tuyến ở bên trong, cũng nhất là suy yếu, gần như sắp nhìn không thấy. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Nhược điểm. Ước vạn người, làm sao có thể, sẽ trở thành một người nhược điểm đâu. Trên thế giới này, phàm là có ước vạn người tín ngưỡng. Tín nhiệm người, sẽ chỉ vĩnh viễn không có điểm dừng, lên trời quán nhật. Thế giới pháp tắc, không phải là dạng này. Hy Hoàng luôn miệng nói, đó là nhược điểm. Cái này một cái từ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, như thế chói tai. Cao đê quý tiện, không phải như thế phân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Không biết vì cái gì, đế hoàng thần ý bắt đầu vỡ vụn. Thế nhưng là tim của hắn, lại đắm chìm xuống dưới. Lúc này thời điểm.
nghe nhiều nghe tới tự chúng sinh tuyến thanh âm, tránh thức suy nghĩ, đi suy nghĩ. Hắn tiến nhập, trước nay chưa có tỉnh táo trạng thái. Cao ốc sắp sụp, ta tâm không diệt. Bởi vì tâm lý có một phần chắc chắn, tại cái này Viêm Hoàng gặp nạn, Tiểu Phong sinh tử chưa biết, liền Linh Nhi đều tại tử chiến hỗn loạn thời khắc, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, thế giới rất an tĩnh. Hắn biết rõ, Đông Hoàng kiếm thần ý phía trên những cái kia bên trong vết nứt. Rõ ràng cảm thụ được, chính mình lực lượng hệ thống sụp đổ. Tinh luân nguyên lực, đã bắt đầu tiến nhập bạo loạn trạng thái. Trên da, thậm chí có thật nhiều tơ máu giọt máu, bắt đầu thẩm thấu ra. Cái này là tử vong điềm báo. Lý Thiên Mệnh mang kiên định niềm tin. Hắn nghe được rất nhiều thanh âm, tâm lý mơ hồ có đáp án. Đi. Sải bước, tiến lên, đi tìm mạnh nhất đế hoàng con đường. Hắn không hề từ bỏ. Hắn càng không có cùng Hy Hoàng một dạng, phản bội mình tín ngưỡng. Hy Hoàng dẫn dụ hắn, cho bày ra vô số đường nghiêng cùng dụ hoặc, hắn giữ vững bản tâm. Ngoài Hoàng Thành, còn có người tại chiến đấu. Nhất định là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, xông ra Hoàng Thành. Liếc mắt liền thấy, tại cái kia hơn vạn nguyệt thần tộc vây quanh vùng đất Trung ương, có một cái lam váy thiếu nữ. Ầm ầm, hồn thiên điện ngục mở đường. Lôi đình oanh tạc mà đến. Nguyệt thần tộc ào ào né tránh. Lý Thiên Mệnh một meo đi đầu, xông vào đám người. Linh Nhi. Hắn khẽ vươn tay, kéo lại Khương Phi Linh tay cầm. Trong đám người, cái kia nữ hài ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Ánh mắt thời điểm đụng chạm, nàng cái kia lỗ trống lạnh lùng ánh mắt, trong nháy mắt hòa tan, khôi phục thư thái. Giống như băng tuyết tan dã một dạng. Ca ca. Trông thấy hắn một khắc này, nàng hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, cả người khôi phục thiếu nữ thần thái. Lý Thiên Mệnh đem nàng kéo đến trong ngực, ôm chặt lấy. Miêu Miêu giận ăn một miếng thức ăn cho chó, gầm rú một tiếng, giết ra hai đạo càn khôn điện mâu, xuyên thấu trước mắt mấy chục cái thức thần, sau đó dẫn bạo lôi đình bôn tẩu, như thiểm điện phong bạo một dạng, phá tan những thứ này nguyệt thần tộc, bôn tẩu rời đi. Truy. Không ít nguyệt thần tộc đuổi theo. Không có truy hai bộ, thì bị quật bay, hoàn toàn không nhìn thấy Miêu Miêu đi phương nào. Linh Nhi, thân thể của ngươi, làm sao có chút lạnh? Lý Thiên Mệnh hai tay đặt ở phần eo của nàng, vô cùng quan hoài nói. Trước khác hỏi cái này, người không có khiến người ta, trà đạp đi. Khương Phi Linh nghiêng đầu lại, bĩu môi, rất là đáng yêu hỏi hắn. Đương nhiên không có a, nghĩ gì thế? Vừa mới qua đi bao lâu? Lấy trình độ của ta, thật thúc thủ chịu trói, tối thiểu muốn tới ngày mai mới có thể kết thúc. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Không biết xấu hổ. Khương Phi Linh ngọt ngào một mắng. Nghiêng đầu đi. Cuồng phong bay múa dưới, mái tóc dài của nàng lướt nhẹ qua đến Lý Thiên Mệnh trên mặt. Cái kia tràn đầy mùi thơm sợi tóc, lại vào lúc này, hóa thành từng đợt bông tuyết. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, cái này là ảo giác. Bởi vì rất nhanh, những cái kia bông tuyết thì hội tụ thành sợi tóc. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Biến ảo thuật, đẹp trai không? Khương Phi Linh dí dỏm nói. Người khác hời hợt. Nói với ta, có phải hay không cái kia số tuổi vô cùng lớn lão yêu bà, lại tác quái? Lý Thiên Mệnh nói, ca ca, số tuổi vô cùng lớn lão yêu bà, chính là ta chính mình, yêu ta ngươi sợ sao? Khương Phi Linh sâu xa nói, khác kéo a, nhanh nói với ta, chuyện gì xảy ra đâu? Cảm giác gần đây ngươi lại nhảy. Lý Thiên Mệnh nắm bắt khuôn mặt của nàng, ra vẻ hung ác nói. Tạm thời không có chuyện làm nhi, các loại vượt qua nguy cơ trước mắt. Ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Khương Phi Linh chân thành nói. Ngươi chắc chắn chứ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta xác định đây. Ngươi chớ cùng ta chơi cái gì sinh ly tử biệt trò xiếc a, cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ không. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy gò má của nàng. Hắn biết, nàng có việc. Phá trong gió, hắn ôm thật chặt phần eo của nàng. Có chút dùng sức, ta không thở nổi. Khương Phi Linh nhẹ nói. Ngươi sẽ biến mất sao? Lý Thiên Mệnh tại bên tai nàng hỏi. Khương Phi Linh trầm mặc một hồi, chắc chắn gật đầu, mỉm cười nói, nhất định sẽ không. Nếu như ngươi nuốt lời, ta sống sẽ không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, tâm lý có lo lắng người, là sẽ không chết. Nàng quay đầu, tại Lý Thiên Mệnh bên mặt phía trên, khẽ hôn một miệng. Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng,
giống như 16 tuổi lần đầu gặp năm đó một dạng. Đơn giản, thuần túy, rực rỡ như hoa mùa hạ. Nói chuyện thời gian, cái kia không người đình viện đến. Tiểu U một người trốn ở chỗ này. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh trở về, cha nàng nhưng không thấy, trong nội tâm nàng phá lệ lo lắng, vội vàng nói, cha ta đâu? Chờ hắn trở về, không có việc gì, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu rõ bồ đề. Gia hỏa này giấu rất sâu, Lý Thiên Mệnh không tin, hắn trốn không thoát Hy Hoàng Ma Chảo. Dám ở Nguyệt Thần Thiên Thành dạng này giết người, dù sao cũng phải có một ít bản sự, tối thiểu so đế sư cường. Hắn chỗ lấy về tới nơi này, là bởi vì, hắn muốn đem bồ đề, tiếp tục vững vàng ở chỗ này, để Hy Hoàng vẫn không thể, rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Cái kia liền cần, để bồ đề tâm bên trong thăng bằng. Một phút sau, một cái bạch bào nam tử, lặng yên rơi vào trong đình viện. Trên người hắn nhuốm máu, khí tức có chút hỗn loạn, trên người có không ít kiếm ngân, rõ ràng đã trải qua một trận tàn khốc chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, hắn thoát khỏi Hy Hoàng. Cái này cũng chứng minh, hắn là cái rất đối thủ khó dây dưa. Xuất hiện về sau, bồ đề mắt lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn nắm Tiểu U, áp trên thân đến, nói, giải chú. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Kỳ thật nhiều khi, hắn cùng bồ đề đều là lợi ích thể cộng đồng. Nguyệt thần tộc, vốn liền cần bọn họ liên thủ, mới có thể đối kháng. Bồ đề không muốn để cho Hy Hoàng mạnh lên, cho nên hắn sẽ không để cho Lý Thiên Mệnh thua. Lần này, hắn nhất định phải xuất thủ. Ta đã về tới nơi này, còn không có lại đem con gái của ngươi mang đi, ở đây đợi ngươi trở về, thì không có bất kỳ cái gì muốn cùng ngươi đối nghịch ý tứ, hiểu không? Bồ đề, chúng ta có, giống nhau địch nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Chớ nói nhảm, giải chú. Bồ đề thản nhiên nói. Ngoại trừ Tiểu U, hắn còn có 1 tỷ quỷ thần cái này thẻ đánh bạc, tại Lý Thiên Mệnh trên tay. Nhưng cái này thẻ đánh bạc, nếu như Nguyệt Thần tộc bại, vậy liền không có tác dụng. Hy vọng, về sau chúng ta có thể để xuống lịch sử, cùng tồn tại tại thế. Lý Thiên Mệnh nói. Giải chú. Bồ đề hai mắt theo dõi hắn, lặp lại 2 chữ này. Được. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh liếc nhau một cái. Khương Phi Linh đi tới Tiểu U trước mắt, nàng vươn tay, tại Tiểu U trên thân đè xuống một lát nhi, dẫn xuất một đạo linh tâm chú. Đó là một cái quỷ dị hoa văn, từ Khương Phi Linh máu tươi ngưng tụ mà thành. Nàng tại bồ đề trước mặt, đem nắm tản. Nếu như lần tiếp theo, các ngươi còn dùng Tiểu U đến uy hiếp ta, như vậy, hết thảy sẽ chỉ cá chết rách lưới. Bao nhiêu thể diện đều vô dụng, bồ đề nói. Nghĩ gì thế, đã không có, người đầy đủ thành ý, chúng ta cũng đầy đủ thành ý. Lý Thiên Mệnh nói. Lan, bồ đề nói. Hắn đem Tiểu U ôm vào trong lòng, 3 lần 4 lượt kiểm tra, rốt cục thở dài một hơi. Phụ thân, không cần lo lắng, không sao. Tiểu U sờ lấy phụ thân trơn bóng đầu nói. Không có việc gì thì tốt, tốt thật dài lớn, bồ đề nói. Bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nắm Khương Phi Linh, đi ra đình viện. Hỏi ngươi một vấn đề, bồ đề nói. Mời nói. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên Nguyệt Thần Tộc, ngươi lại không giải quyết được, ngươi lại dẫn 300.000 đi xuống, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bồ đề cau mày nói. Ngươi không nghe thấy, ta ngay từ đầu nói lời sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Ta nói, bọn họ, không còn là nhược điểm của ta. Lý Thiên Mệnh nói câu nói này thời điểm, trong mắt quang hoa vạn trượng. Cho nên, ngươi giống như nàng, bồ đề cười lạnh. Không, không giống nhau. Lý Thiên Mệnh kiên định nói một câu, quay đầu rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không giống nhau. Bồ đề cảm thấy, chính mình giết chết nhược điểm, không phải liền là một dạng A. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu U. Nhược điểm. 2 chữ này, rất đáng sợ. Phụ thân, sẽ cùng bọn hắn, cùng một chỗ hợp tác đi xuống sao? Tiểu U hỏi. Không có khả năng, bồ đề nói. Vì cái gì? Bởi vì, chúng ta là quỷ thần tộc 200.000 năm cừu hận tích lũy quái vật, chúng ta là vì báo thù mà thành người, tất cả dẫn đến chúng ta 200.000 năm cơn ác mộng người, nhất định phải nỗ lực gấp 1 vạn lần đại giới. Thân thể của chúng ta, là các tổ tiên tâm huyết hội tụ mà thành, chúng ta không thuộc về mình, chúng ta thuộc về toàn bộ quỷ thần tộc. Thuộc về phẫn nộ, thuộc về cừu hận, thuộc về cái này 200.000 năm bi ai, biết không? Bồ đề càng nói, càng là kích động. Biết,
Tiểu U không thể ăn cỏ tươi, bởi vì cừu hận, muốn ăn thịt người thịt. Tiểu U cái hiểu cái không nói. Đúng. Bồ Đề mỉm cười, hài lòng, gật đầu. Tiểu U, tối nay nhất chiến về sau, thu hoạch thật nhiều. Ta nghĩ, thời cơ đã đến. Rời đi cái kia đình viện, Lý Thiên Mệnh thì lập tức cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, thoát ly Nguyệt Chi thần cảnh, hướng Viêm Hoàng Đại Lục phương hướng phóng đi. Ca ca, Nguyệt thần hoàng tộc, có hai cái trái tim. Khương Phi Linh lần này từ phía sau ôm lấy hắn, dán tại phía sau lưng của hắn nói. Ta biết, còn có một đạo linh tâm chú, sẽ hữu dụng phía trên thời điểm sao. Khương Phi Linh nói, chỉ mong không có chứ, đúng hay không, dù sao, ai nguyện ý cầm tiểu hài tử uy hiếp đâu. Ta không nguyện ý, Lý Thiên Mệnh nói, trừ phi, Bồ Đề phát rồ, nhưng hắn xem ra, không phải là người như thế. Khương Phi Linh nói, đó là bởi vì, người xem đến mặt của hắn, không nhìn thấy tim của hắn. Lý Thiên Mệnh nói, nhân tâm rất phức tạp. Có người tự tư lợi mình, người không vì ta, thiên chu địa diệt. Có người gánh vác thù không đợi trời chung, cả đời đều tại hoàn lại, huyết mạch mang tới nợ. Đương nhiên, Hy Hoàng, Bồ Đề, không phải Lý Thiên Mệnh hiện ở trên đỉnh đầu Đại Sơn. Bây giờ áp ở trên đỉnh đầu hắn, ép tới hắn tiếp cận tử vong, liền đế hoàng thần ý cũng bắt đầu vỡ vụn Đại Sơn, là 80.000 tăng thêm 300.000 nguyệt thần tộc thượng thần đại quân. Lý Thiên Mệnh lên một chuyến Nguyệt Chi thần cảnh, kinh lịch sinh tử một đường. Trở về thời khắc, lại tựa hồ như một chút thu hoạch đều không có. Thậm chí, còn nhắm chúng Hy Hoàng nổi giận, lại dẫn 300.000 đại quân xuống tới. Bất kể thế nào nhìn, lần này càng là vạn kiếp bất phục. Mặc cho ai đều sẽ cho rằng, hắn đây là tại trước khi chết điên cuồng phóng túng, trả thù vận mệnh. Khương Phi Linh rất muốn hỏi hỏi hắn, đến cùng nên làm cái gì a? Nàng ôm lấy Lý Thiên Mệnh phần eo, đem khuôn mặt dán tại trên mặt của hắn, nghe tim của hắn đập. Trong dự tưởng, nam nhân này cần phải bối rối, tự trách, thậm chí hoảng sợ mới đúng. Thế nhưng là, tim của hắn đập lại rất bình ổn. Hắn giống như ngày thường một dạng, bất động như núi, như vậy đáng giá dựa vào. Miêu Miêu đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng xuống. Bọn họ đã dần dần, có thể nhìn đến phía dưới Viêm Hoàng Đại Lục. Cái kia một tòa hình người đại lục, trong mắt bọn hắn, một chút xíu phóng đại. Khương Phi Linh phát hiện, Lý Thiên Mệnh tại vô cùng chuyên chú, nhìn lấy hắn thống ngự hạ Viêm Hoàng. Ánh mắt ấy, như si như say. Hắn giống như, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sờ một chút, nhìn xem có mấy khối cơ bụng. Bỗng nhiên, hắn trêu chọc thanh âm truyền đến. Không có, một khối đại thịt mỡ. Khương Phi Linh chua mỏ nói. Loại thời điểm này, hắn thật không hoảng hốt sao. Có thể cảm nhận được, hắn đối nguyệt thần tộc phẫn nộ sát cơ. Nhưng là, xác thực nhìn không ra, hắn tại cái này trong tuyệt cảnh, có bất kỳ tuyệt vọng. Ngược lại, lần này trở về, hắn thật giống như là muốn báo thù. Linh Nhi, ngươi cho rằng ta lần này, đi lên Nguyệt Chi thần cảnh, thật không có thu hoạch à? Hắn lấy nóng rực ánh mắt, nhìn phía dưới tòa kia, hình người đại lục, trong mắt quang mang vô hạn. Ta không nhìn ra được đây. Nàng xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Lần này, không phải thua triệt triệt để à? Hy Hoàng đem ta đưa vào tuyệt lộ, để cho ta đế hoàng thần ý đều nát, hiện tại hết thảy sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là, ta lại bởi vậy thấy được, cố tìm đường sống trong chỗ chết, tránh thức thuộc về ta đế hoàng con đường, chân chính hỗn độn thần đế truyền thừa. Lý Thiên Mệnh trong mắt, cái kia một cái hình người đại lục, giống như là, biến thành chính hắn. Có ý tứ gì à? Khương Phi Linh mơ hồ nói. Căn bản mà nói, một người, nếu là đạt được chúng sinh tín ngưỡng, chúng sinh số lượng càng nhiều, liền sẽ có vô số khí vận, hội tụ ở trên người hắn. Chúng sinh cùng đế hoàng, là một cái chỉnh thể, căn bản không tồn tại, người nào sẽ là ai nhược điểm sự kiện này. Nếu như nói, chúng sinh lại là đế hoàng nhược điểm, cái kia đế hoàng thống ngự chúng sinh, không thể nào thu hoạch, cả hai tách rời, cái này vạn cổ đệ nhất chính đạo, lại có ý nghĩa gì? Ta thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, là vì để cho địch nhân, dựa vào ức hiếp thân nhân của ta, bằng hữu cùng tộc nhân, đến khống chế, nô dịch ta à. Những thứ này hỏi lại, Lý Thiên Mệnh suy tư qua vô số lần. Hắn nhận định, không phải là dạng này. Người biết, lần này Nguyệt Thần tộc phía trên thần hàng lâm, để cho ta nhớ ra cái gì đó sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, cái gì đâu, Khương Phi Linh nói. Thiên Mệnh thần thành chi chiến. Trận chiến kia,
10 triệu bình dân, cứ thế mà dựa vào kết giới linh tuyến hội tụ lực lượng, lấy kết giới hạch phóng thích, đánh bại lục đạo kiếm ma. Lý Thiên Mệnh lúc ấy, tận mắt chứng kiến. Có liên hệ gì sao? Khương Phi Linh hỏi. Có, lúc ban ngày, ta dựa vào hỗn độn thần đế truyền thừa, đã thức tỉnh, chúng sinh tuyến, cùng viêm hoàng đại lục ở bên trên toàn bộ sinh linh, nối liền với nhau. Nhưng là, ta lại không có ngộ ra chúng sinh tuyến bản chất, coi là nó chỉ là giống như trước đây, dùng để hấp thụ chúng sinh thiên ý tăng lên đế hoàng thần ý đồ vật. Nhưng kỳ thật, nó bản chất, mới là hỗn độn thần đế truyền thừa hạch tâm. Phía trên Nguyệt Chi thần cảnh trước, không có ngộ ra. Tại Hy Hoàng những cái kia, đủ để tạo thành ý chí đổ sụp trào phúng bên trong, liên đới lấy đế hoàng thần ý nứt toác, lại làm cho Lý Thiên Mệnh, tại cái kia tối tuyệt cảnh thời khắc, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong chúng sinh tuyến bên trong, thông qua liên lụy, đi tìm một đáp án. Hắn nghĩ, hắn đã tìm được. Đế hoàng thần ý cùng chúng sinh tuyến, nó là một cái hệ thống. Là một cái phức tạp hóa, quy mô tăng lên vô số lần cộng sinh hệ thống tu luyện, có khác nhau, cũng có chung. Hỗn độn thần đế cho truyền thừa của ta, không là một loại chiến quyết, một loại công pháp, mà chính là một bộ thiên địa lớn nhất chí tôn hệ thống tu luyện. Trên thế giới này, gian nan nhất, mãi mãi cũng là làm, hoàng. Thế mà, hoàng cùng chúng sinh, là có thể lẫn nhau thành tựu. Ta không phải là nhược điểm của bọn hắn, bọn họ càng sẽ không là nhược điểm của ta. Cả hai hội tụ như một, mới là trạng thái mạnh nhất. Khương Phi Linh nghe được như lọt vào trong sương mù. Ca ca, ta có thể hay không đơn giản lý giải thành, như lời ngươi nói chúng sinh tuyến, thì cùng loại với kết giới linh tuyến, ngươi thì cùng loại với kết giới hạch. Chẳng lẽ ngươi còn có thể, vận dụng chúng sinh lực lượng hay sao? Khương Phi Linh hỏi. Ngươi đáp đúng, thật sự là thông minh. Lý Thiên Mệnh, sắp rơi vào viêm hoàng đại lục ở bên trên. Ong ong ong. Hắn đã cảm giác được, vô số chúng sinh tuyến, chờ đợi lấy chính mình trở về. Hống hống hống. Cái này ức vạn lý sơn hà bên trong, vô số mọi người, đang phát ra tức giận gào thét. Giống nhau thiên mệnh thần thành lâm nguy thời khắc, ngàn vạn người nhóm, khiêu chiến lục đạo kiếm ma thần uy. Cái này đã định trước, là Lý Thiên Mệnh hoàng triều, quật khởi chân chính trận chiến đầu tiên. Chúng sinh tuyến, tuyệt đối không chỉ là, hấp thu chúng sinh thiên ý, càng không chỉ là, lấy thiên phú của ta, tạo phúc mọi người. Nó bản chất hạch tâm, hẳn là, hội tụ chúng sinh chi lực. Tại trong phạm vi nhất định, làm việc cho ta. Cho nên, hỗn độn thần đế truyền thừa, hắn đệ nhất hạch tâm, cái kia chính là. Ta là đế quân, ức vạn dân chúng, cùng ta sóng vai nhất chiến. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh tránh thức ý thức được, hỗn độn thần đế cao đoan chỗ. Hắn quả thực tự mang một bộ nghịch thiên hệ thống tu luyện. Đế quân hai chữ này, phân lượng quá nặng đi. Coi như chúng sinh tuyến, có khoảng cách hạn chế. Lý Thiên Mệnh trở lại viêm hoàng đại lục thời điểm, mới có thể cảm nhận được chúng sinh tuyến vững chắc liên tiếp, cảm nhận được lực lượng hội tụ, vậy cũng đầy đủ thật không thể tin. Như có một ngày, hắn hoàng triều trải rộng trật tự tinh không, đây chẳng phải là nói, hắn vũ nội vô địch. Lý Thiên Mệnh rơi vào trên một ngọn núi cao. Tới đi! Hắn phát ra một tiếng, chấn thiên động địa nộ hống. Lúc này viêm hoàng, tràn ngập bị tàn phá bừa bãi sau phẫn nộ. Lần thứ nhất chúng sinh tuyến liên tiếp, có thể nói vô cùng không lưu loát. Lý Thiên Mệnh cũng tại thăm dò, mới có thể xuất hiện liền đế hoàng thần ý đều nứt toác tình huống. Thế mà, phá rồi lại lập. Hắn giờ phút này, lực lượng hỗn loạn, thân thể sắp nổ tung, đế hoàng thần ý tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng là, cái kia từng cái chúng sinh tuyến, lại tại lẫn nhau ở giữa, phẫn nộ cộng minh tình huống dưới, triệt để liên tiếp, càng thêm tráng kiện, vững chắc. Chúng sinh lực đến. Ong ong ong. Một cái thuộc về thân thể ở giữa liên tiếp siêu cấp kết giới, sinh ra. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn không có cảm nhận được lực lượng. Nhưng là, hắn lại dựa vào chúng sinh tuyến, lướt qua vô số người nhân sinh, gặp gỡ. Hắn thậm chí, có thể nhìn đến bọn họ, trước mắt nhìn đến hết thảy. Nói thí dụ như, người nào trước mắt, có Nguyệt thần tộc. Kể từ đó, cái kia 80.000 Nguyệt thần tộc, tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cơ hồ không chỗ che thân. Một bộ chí tôn hệ thống tu luyện, dù là chỉ là hình thức ban đầu, nó cũng cần phải, sáng tạo kỳ tích, kinh thiên động địa. Cái này, mới thật sự là thiên mệnh hoàng triều, cần phải có thần uy. Hiện tại bắt đầu, ai dám nói, bọn họ, là ta Lý Thiên Mệnh nhược điểm. Viêm hoàng đại lục,
chúng sinh cùng vang lên. Tai nạn bên trong, mỗi người thiên ý, tại trong lúc vô hình, xuất hiện một sợi dây thừng, liên lụy bên ngoài vạn dặm nhân hoàng. Thái cực phong hồ, thiên mệnh thần sơn. Tất cả địa phương, phẫn nộ chung liền. Thiên viên đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn, Thái Cổ Hiên Viên Thị, Thái Thanh Phương Thị, Thái Ất Kiếm Tộc, Lưỡng Nghi Ma Tộc, vân vân. Thiên nguyên đệ tử, thậm chí là nhân nguyên tông kiếm vương minh đệ tử, còn có thiên mệnh thần thành bên trong, cái kia đã từng cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu qua 10 triệu bách tính, bọn họ đều tại thời khắc này tuyệt vọng thời khắc, cảm nhận được một loại chí tôn lực lượng kêu gọi. Chúng sinh tuyến, thành kiên cố kết giới linh tuyến. Một cái to lớn chiến đấu hệ thống, xuất hiện ở Viêm Hoàng đại lục thổ địa bên trên. Thiên ti vạn lũ, như là lít nha lít nhít mạng nhện. Sao mà hùng vĩ? Nguyệt thần tộc, đã ở trên vùng đất này, nghiệp chướng nhiều lắm. Kinh lịch tai nạn, cái này một cái nguyên bản bi ai hạt bụi thế giới, tại chúng sinh hội tụ vào một chỗ thời khắc, bắt đầu thoát thai hoán cốt. 38 vạn, Nguyệt thần tộc. Hôm nay, ta muốn các ngươi, chết cho ta sạch sẽ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, tựa như là một cái không thể tưởng tượng kết giới hạch. Hắn, chúng sinh tuyến, thiên hạ bách tính. Lẫn nhau ở giữa, thần ý, thiên ý tương liên thời điểm, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng đại lục siêu cấp kết giới. Viêm Hoàng đại lục, là một cái hình người đại lục. Lý Thiên Mệnh hiện tại thì đứng tại, này hình người đại lục trái tim vị trí bên trên. Hắn đế hoàng thần ý, tựa như là Viêm Hoàng trái tim. Theo cái này trái tim, lan tràn ra ức vạn chúng sinh tuyến. Mỗi một điều chúng sinh tuyến, đều giống như mạch máu, phun trào thiên hạ. Để cái này ngủ say cự nhân lục địa, tim đập, dường như bắt đầu thức tỉnh. Có lẽ, bao quát hỗn độn thiên lao ở bên trong, toàn bộ Viêm Hoàng, đều là cái này thiên nhất giới diện phía trên, một khối chỗ đặc thù đi. Hắn chỉ là triển khai sức tưởng tượng, cũng không xác định có chính xác không. Ong ong ong, hắn toàn thân tinh luân nguyên lực, đã sôi trào. Chúng sinh tuyến, giống như kết giới linh tuyến một dạng, đã bắt đầu, hướng về hắn giới tử, truyền đến lực lượng. Một cái giới tử, kết nối một cái chúng sinh. Liên tiếp thiên ý, liên tiếp thánh cung mệnh tuyền. Một lực lượng cá nhân lại hèn mọn, làm số lượng cao tới trình độ nhất định thời điểm, hội tụ mà thành tổng thể, đều sẽ trước nay chưa có khủng bố. Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, thứ không thiếu nhất, cũng là người. Mà tháng này thần tộc tàn phá bừa bãi, thứ không thiếu nhất, chính là chúng sinh chi nộ. Giết bọn hắn. Giết những thứ này cao cao tại thượng, lại làm sằng làm bậy Nguyệt thần tộc. Thông qua chúng sinh tuyến, mỗi người đều có thể như kiếm tuyết nghi một dạng, cảm nhận được Lý Thiên Mệnh tồn tại. Hắn tựa như là hiện tại Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, chói mắt mặt trời. Thậm chí, mọi người đều có thể cảm nhận được, hắn đi Nguyệt chi thần cảnh một chuyến, đế hoàng thần ý cùng hệ thống tu luyện, sụp đổ đổ sụp. Chúng sinh lâm nạn, đế hoàng lâm nguy. Cho nên, đây là một trận lẫn nhau cứu rỗi. Thiên mệnh nhân hoàng, không phụ thiên hạ. Chúng ta đã tìm được, có thể cống hiến lực lượng phương thức, dù là chỉ có sức mọn, thụ như thế trà đạp, khuất nhục, đều muốn chống lại. Xem mạng người như cỏ rác, lấy mạnh hiếp yếu, những thứ này Nguyệt thần tộc, nhất định phải trả giá đắt. Tính ta một người. Tính ta một người. Đây là ức vạn thanh âm, tại bên tai vang lên, nhưng không có hỗn loạn cảm giác. Tại nồng đậm chúng sinh thiên ý trùng kích phía dưới, Lý Thiên Mệnh cái kia đông hoàng kiếm thần ý phía trên vết rách, cấp tốc chữa trị. Thậm chí, những cái kia vết nứt đều chưa hẳn là thật. Sụp đổ, tân sinh, lại thành tựu càng kiên cố đế hoàng thần ý. Giới tử bên trong, mỗi một chiếc đông hoàng kiếm, giờ phút này đều rạng rỡ thiểm quang. Nguyên bản sắp hỗn loạn tinh luân nguyên lực, tại hoàn toàn mới hệ thống dưới, ngược lại càng thêm ổn định. Tại loại này ổn định thiên tinh luân dưới, một cái hoàn toàn mới vòng xoáy, tại chúng sinh lực lượng chống đỡ dưới, bắt đầu sinh ra. Mỗi một cái giới tử đều có. Cái kia là đến từ toàn thể Viêm Hoàng nhân tộc lực lượng. Nó tạo thành một cái mênh mông vòng xoáy, điệp ra tại địa ngục, hồng mông chờ một chút thiên tinh luân phía dưới. Lý Thiên Mệnh lực lượng, chưa từng có tăng vọt. Liền trật tự chi đỉnh tăng phúc, đều hoàn toàn không cách nào sánh ngang. Chúng sinh tuyến, càng ngày càng tráng kiện. Rầm rầm rầm. Bên trong thân thể của hắn, mây khói lăn lộn, lực lượng nổ tung. Đúng vào lúc này, trong tay đông hoàng kiếm bên trong, truyền đến từng trận oanh minh. Đó là một cái thanh âm uy nghiêm, cổ lão mà rộng rãi. Hắn nói,
nắm chúng sinh ý chí, mới có thể càng tinh thần, thành tựu giới thần. Cùng là thượng thần, tinh thần cùng giới thần, ngày đêm khác biệt. Ngắn ngủi một câu, hoặc là liền đến từ cái này hỗn độn thần đế. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thụ được, đến từ chúng sinh bạo tạc lực lượng, cảm xúc bành trướng, nội tâm chấn động. Tiếp nhận hương hỏa, bị người mong nhớ, thủ hộ ta tộc nhân của mình, mới thật sự là thần. Cái gọi là tinh thần, có lẽ cũng là đạp thiên chi cảnh, tinh tướng thần cảnh, thậm chí đi lên con đường tu hành. Cái gọi là giới thần, có chúng sinh tuyến, cùng tộc nhân thành vì một cái chỉnh thể, tại thời khắc nguy nan, cả tộc bạo phát, chung khắc ngoại địch. Sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, đều có thuộc về hắn lực lượng. Cho nên, tuyệt đối không nên, tự cho là đúng, làm càn trà đạp. Ngắn ngủi này một hai canh giờ, Viêm Hoàng nhân tộc chịu khổ, đều là tâm lý giọt huyết. Cái kia 80.000 nguyệt thần tộc, trắng trợn tàn phá bừa bãi, không có đem Viêm Hoàng nhân tộc xem như người nhìn, coi là con rán, tùy ý đổ sát. Toàn bộ quá trình, bọn họ chuyện trò vui vẻ, dương dương đắc ý. Có người bởi vậy mất đi thân nhân, người yêu. Mỗi một cái mạng, đều không phải là con số. Lúc này, cái này vốn nên thủ hộ Viêm Hoàng nguyệt thần tộc, còn lại phái tới 300.000 thượng thần, chuẩn bị xuống đến tàn phá bừa bãi. Ngập trời chi nộ, lại có ai có thể nhẫn nại? Tiếp nhận khó khăn, niết bàn tân sinh. Cái thế giới này có lẽ lại quá nhiều không hoàn mỹ, thế nhưng là, đều từ huyết mạch đồng bào, cộng đồng cấu thành. Cho nên nói giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh là chính hắn, lại không chỉ là chính hắn. Hắn mỗi một cái giới tử, cũng giống như là một người. Vô số giới tử, vô số người, tạo thành một cái tổng hợp thể, tại thi hành một cái thị tộc ý chí. Cái này là lần đầu tiên. Lực lượng quá nhiều, dẫn đến Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời, rất khó tiếp nhận toàn bộ. Dù là tộc nhân chính mình thiên ý, có thể vì Lý Thiên Mệnh khống chế lại, bọn họ mang tới lực lượng. Làm số lượng cao tới trình độ nhất định thời điểm, hắn bây giờ thiên tinh luân chi thể, vẫn là gần như no bạo. Lý Thiên Mệnh nếm thử đem loại này lực lượng, dẫn vào đến thập đại kiếp vòng, bên trong. Hắn phát hiện, có thể thực hiện. Ong ong ong, thập đại kiếp vòng, ầm vang chấn động. Tại chúng sinh chi lực dưới, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tai kiếp vòng mặt ngoài, hiện lên đi ra. Một cái đem kiếm phong, đâm ra Lý Thiên Mệnh ra thịt. Có lẽ, thức thần đạo kiếp, cái kia ra đời. Hắn đã có cảm giác. Cho tới nay, hắn thức thần đạo kiếp, đều còn chưa tới giác tỉnh thời khắc. Lần này, bỗng nhiên sinh ra. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hoàn toàn theo kiếp vòng bên trong vọt ra, tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu lập lòe. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Cái gọi là thức thần đạo kiếp, kỳ thật cũng là thức thần thần thông. Mỗi người thức thần, chỉ có một loại đạo kiếp. Nương theo cả đời. Lý Thiên Mệnh thức thần đạo kiếp, gọi là vạn kiếm thần niệm. Mọi người đều biết, thức thần bản chất là địa hồn không thể rời đi bản thể quá xa. Nhưng, làm vạn kiếm thần niệm đản sinh thời điểm, phá cái này kết luận. Tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, vạn kiếm thần niệm thi triển thời điểm, cái kia cao 60 mét thập đại cự kiếm, đột nhiên vỡ vụn. Không phải vỡ nát, mà chính là mỗi một chiếc kỷ nguyên thần kiếm, tại chỗ phân liệt thành 1.000 thanh kiếm. Mỗi một chiếc, đều cùng Lý Thiên Mệnh trong tay Đông Hoàng kiếm, không xê xích bao nhiêu. Thí dụ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, liền trực tiếp phân liệt thành 1.000 đem tiểu nhân Đông Thần Thái Hạo kiếm. Vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau, chỉ là thành phiên bản thu nhỏ. Trong lúc nhất thời, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thành 10.000 đem thần niệm tiểu kiếm. Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, 10.000 đem thần niệm tiểu kiếm, điên cuồng xoay tròn. Quả thực cũng là vạn kiếm hải dương.